chương 271, ngưỡng mộ. hoắc Khải cũng không phản bác, những chiếc Mercedes Luon có chỗ đứng vững chắc trong lòng người Hoa Hạ. Nếu nói dưới một triệu đi chiếc xe nào hoành tráng nhất thì ngoài Mercedes ra thì cùng lắm cũng chỉ còn BMW có thể đem ra so sánh. Tất nhiên, đối với Hoác Khải, những điều này cũng không có ý nghĩa gì cả vì trước đây, cứ ra khỏi cửa là anh bước chân lên chiếc Rolls Royce rồi. Chiếc xe không cần cắm chìa khóa để khởi động các chức năng mà gạt cần số luôn là được. Kỹ thuật này cũng không được coi là quá cao cấp, nhưng đối với người chưa từng ngồi lên chiếc xe sang bao giờ như Ninh Thần và Giản Tư Tư thì quá là mới mẻ. Mà sau khi lên xe, hệ thống đèn trang trí nội thất có 64 màu, cửa sổ trời toàn cảnh cực lớn cùng với thiết kế nội thất dẫn đầu thời đại, tất cả đều khiến hai cô gái sáng mắt lên. Vì vẫn chưa kịp mua USB nên chỉ có thể tạm thời kết nối Bluetooth để phát nhạc. Dù như thế thì hệ thống 23 loa Burmester bố trí xung quanh xe khiến cho người ta cảm nhận được âm thanh chân thực như ngồi trong phòng hòa nhạc. Chất lượng âm thanh như thế thì không ai có thể bắt bẻ được. Âm nhạc nhẹ nhàng khiến không khí trong xe thay đổi, thậm chí còn khiến ninh thần trở nên hồi hộp, sờ vào chiếc ghế ra thật, bất giác nói chiếc xe này chắc không rẻ nhỉ. Lúc trước, anh định đặt bản cá nhân hóa, giá khoảng 500 ngàn, nhưng chiếc xe này lắp đặt gói phụ kiện cao cấp, dẫn động 4 bánh, lại thêm túi khí hàng ghế sau và bổ sung màn hình head up nên giá là 600 ngàn. Hoác Khải không muốn che giấu giá thật của chiếc xe này. Vì 100 ngàn mà khiến anh phải nói dối thì quá kém cỏi rồi. May là ninh thần cũng không phàn nàn gì, tiền thì cũng đã tiêu rồi còn nói gì được. Hơn nữa, trong mắt cô, tiền này là do Hoác Khải kiếm được, đàn ông có bản lĩnh cũng nên chi nhiều một chút. Không phải là đã có người từng nói, thứ đàn ông yêu thích nhất chính là xe tốt, người đẹp và rượu ngon hay sao là một người vợ khôn ngoan người đẹp thì không khuyến khích nhưng hai thứ còn lại ninh thần cảm thấy cũng không nên quản lý thái quá chỉ cần không quá đà thì thỉnh thoảng xa xỉ một chút cũng không có vấn đề gì nếu không chỉ có cất tiền trong ngân hàng hoặc để mốc trong nhà vậy thì tội gì phải vất vả như thế hơn nữa chiếc xe tốt như thế thì bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng vui sướng có những lúc thích một thứ gì đó sẽ khiến cuộc sống bớt áp lực đi rất nhiều. Giản tư tư ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ngang ngó dọc, như một đứa trẻ tò mò hỏi đông hỏi tây. Hoác Khải vừa lái xe vừa nhẫn nại trả lời những câu hỏi của cô ấy. Khoảng 20 phút sau thì xe cũng dừng lại trước cửa nhà giản tư tư. Sau khi xuống xe, giản tư tư vẫy tay về phía cửa sổ xe, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn tổng giám đốc ninh, tôi về nhé. Tạm biệt, Ninh Thần vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Sau đó, Hoắc Khải khởi động xe rời đi. Ngày nay, trên ô tô đã áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 nên mùi khí thải cũng không ngạt mũi như trước. Nhìn vào đèn hậu hình ngôi sao bắt mắt của chiếc Mercedes trên mặt giản tư tư đầy vẻ ngưỡng mộ. Từ khi còn ở độ tuổi thiếu niên hay là sau khi tốt nghiệp đại học thì cô vẫn luôn hy vọng người chồng tương lai của mình vừa là một người tài giỏi lại đẹp trai. Ừm, tốt nhất là biết chăm sóc người khác một chút, biết nấu cơm thì càng tốt. Hình ảnh này gần như tương đồng với Hoắc Khải, thậm chí có lúc giản Tư Tư còn không rõ hình tượng người chồng hoàn mỹ trong mắt của cô ấy rốt cuộc là được hình thành từ trước đây hay là sau khi tiếp xúc với Hoắc Khải, dần dần bị anh thu hút nên bị ảnh hưởng. Ninh Thần trẻ trung xinh đẹp, dù cô đã làm mẹ của một đứa trẻ 8 tuổi thì nhìn cũng không khác gì một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Từ khuôn mặt cho đến thân hình của cô đều hoàn hảo. Có lẽ chính vì sự hoàn hảo đó mà ông trời mới ghép cặp cho cô một người chồng hoàn hảo như vậy, nếu không thì còn ai xứng với cô ấy. Nghĩ đến bạn trai của mình, Ninh Hạo Bân, Giản Tư Tư không khỏi thở dài. Trước đây, khi còn ở trường học, Ninh Hạo Bân cũng coi như là một nhân vật khá có tiếng, rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy có thể trở thành bạn gái của Ninh Hạo Bân. Nhưng bây giờ, so với chủ tịch, Giản Tư Tư bỗng cảm thấy bản thân chẳng có gì đáng tự hào. Về tuổi tác thì chỉ hơn kém nhau vài tuổi nhưng khoảng cách giữa họ thì như trăng sáng trên trời cao và ngọn đèn leo lắt dưới mặt đất. Tại sao người đàn ông tốt đều là của người khác chứ? Giản tư tư nghĩ như vậy. Lại thêm 20 phút nữa thì Hoắc Khải lái xe đến cửa hàng hoa quả của Ninh Quốc Năng. Bây giờ, cửa hàng hoa quả buôn bán rất đắt hàng, theo đề nghị của Ninh Ngọc Lâm, Ninh Quốc Năng đã mua cả quầy bên cạnh để mở rộng cửa hàng diện tích của cửa hàng mở rộng gấp đôi nhưng vẫn chật kít người khiến ông không thể không tuyển thêm 4 nhân viên bán hàng đến phụ giúp. Nhưng dù ông đã làm như thế thì vẫn bận tối mắt tối mũi. Nếu một cửa hàng đã hình thành một hình ảnh truyền miệng tốt và nhiều người biết đến thì chỉ cần không tự mình phá vỡ điều đó thì tuyệt đối sẽ không thể bị đóng cửa. Đặc biệt là kinh doanh hoa quả, từ cổ trí kim đều không có gì thay đổi ngoài việc xem chất lượng hoa quả và giá cả. Hàng hóa của Ninh Quốc Năng đều là từ bên Hạ Hoàng Viễn đưa tới, chất lượng không phải bàn còn về giá cả thì ông cũng không muốn kiếm nhiều tiền nên vẫn giữ giá ban đầu, không hề thay đổi. Cứ như vậy, hàng tốt giá rẻ thì đương nhiên sẽ rất hấp dẫn khách hàng. Mỗi ngày, khách hàng xếp hàng đợi thanh toán, chen chúc trong cửa hàng đến nỗi hai điều hòa đều vận hành hết công suất mà mọi người vẫn mồ hôi nhễ nhại. Ninh Ngọc Lâm đã gọi người đến để làm lại, lắp điều hòa âm trần công suất lớn. Cậu ta vẫn luôn cố gắng làm theo triết lý kinh doanh của Hoác Khải. Ngành thương mại bây giờ đều phải dựa vào cách phục vụ, anh có sản phẩm, người khác cũng có, vậy thì dựa vào cái gì để mua của anh? Chất lượng phục vụ không tốt, khách sẽ bỏ đi. Bây giờ, khách hàng đều rất có chính kiến, một khi đã đi rồi thì có thể cả đời không quay lại. Cho nên, tiền mua điều hòa thì có đáng gì, giữ khách hàng mới là chuyện nên làm. Nếu là nửa năm trước, hoặc khải lái một chiếc Mercedes E-Class đến có lẽ sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người nhưng căn hộ ở đây đều đã xây dựng mười mấy, hai mươi năm rồi, đã trở thành khu chung cư cũ, bởi vì những người sống ở đây đều là tầng lớp người làm công, tuổi tác cũng đã lớn, không có mấy người có thể nhìn thấy xe sang. Nhưng bây giờ, có rất nhiều khách hàng có tiền, đi những chiếc xe đắt tiền đến mua hoa quả. Audi, Mercedes, BMW đỗ đầy ngoài cửa tiệm, nên chỉ một chiếc Mercedes E-Class cũng không có gì lạ mắt. Xung quanh đã không còn chỗ đậu xe nên Hoắc Khải đành phải chọn chỗ đậu xe hơi xa một chút, sau đó đi bộ với Ninh Thần đi qua. Đến cửa hàng thì thấy nhóc con Đường Đường đang đi qua đi lại trong đám đông, giúp đưa túi bóng để đựng đồ. Tuần nào cô bé cũng đến đây để giúp ông bà ngoại. Cô bé đáng yêu, lanh lợi, lại không sợ người lạ, nói năng rất khéo miệng lại mang vẻ ngoài lém lỉnh nên khiến mọi người yêu thích. Có một số khách hàng đến đây mua hoa quả là vì thích cô bé nên tới. Con gái được thừa hưởng gen của anh, rất có tố chất một doanh nhân đấy, Ninh Thần tỏ ra tự hào nói. Có lẽ thế, Hoắc Khải nhíu mày, không thừa nhận câu nói này lắm. Vì trước khi sống lại, bố của Đường Đường là Lý Phong, chỉ là một con mọt sách chẳng biết gì, sao có thể biết làm ăn kinh doanh. Nếu nói Đường Đường di truyền tố chất của Lý Phong mới là chuyện cười. Nhưng chuyện này thì không có cách nào phản bác, chỉ có thể im lặng mà nghe. Hai người đi đến cửa cũng không đi vào trong khách hàng tới quá đông, người trong cửa hàng đều rất bận, đi vào trong cũng không nói được câu nào. Đang rảnh rỗi, Hoác Khải nhớ ra chuyện mình bị mất trí nhớ nên hỏi, hỏi em một chuyện, tại sao chúng ta quen nhau vậy? Ninh thần đang tập trung quan sát đường đường, sợ cô bé chạy qua chạy lại bị trong đám đông bị đụng ngã, nên khi nghe thấy Hoác Khải hỏi thì cô thuận miệng trả lời cái gì mà tại sao quen nhau? Chiều nay lúc ở chỗ Phan Tư Mế, cô ta hỏi anh học đại học ở đâu, Đột nhiên anh phát hiện mình không nhớ nổi. Đa số chỉ nhớ khi ở trên giường bệnh, vừa mở mắt ra là nhìn thấy em, cho nên anh rất tò mò không biết chúng ta quen nhau thế nào. Trước đây rất thân thuộc sao? Vì anh nhớ lúc mở mắt ra, em đang dùng khăn để giúp anh làm ẩm môi, hoắc khải nói. Theo anh thấy thì vấn đề này cũng không có gì nghiêm trọng. Cho dù Ninh Thần trả lời hay không thì cũng không ảnh hưởng gì, nhưng trong lòng có nghi ngờ, anh không muốn giấu giấu giếm giếm nên hỏi ra thì tốt hơn nhưng câu hỏi của anh lại khiến tim ninh thần nảy lên một cái. Cô quay đầu nhìn Hoác Khải khiến anh có thể nhìn rõ sự hoảng loạn và bất an trong mắt cô. Hơi thở của ninh thần cũng có chút gấp gáp, hỏi anh mất trí nhớ. Mất trí nhớ lúc nào? Tại sao em chưa từng nghe qua? chương 272, may mắn. Hoác Khải nhìn thấy được sự khác lạ của ninh thần nhưng anh cũng không thể hiện điều đó ra quá rõ ràng, chỉ làm như lơ đãng nói, không biết anh mất trí nhớ từ lúc nào, khi phan tư mễ hỏi anh về quá khứ đột nhiên anh phát hiện ra chính mình lại không thể nhớ được gì nữa ninh thần nhìn anh vẻ hoảng sợ hiện rõ trong đôi mắt cô cô là một người phụ nữ không biết nói dối cho dù có cố gắng giả vờ bình tĩnh như thế nào cô vẫn không thể vững vàng và bình tĩnh được như hoắc khải khí chất và phong thái đó anh đã phải trau rồi sau khi trải qua những điều nguy hiểm trong một thời gian dài em cũng không rõ lắm Em chưa nghe anh nói bao giờ, Ninh Thần liếc nhìn sang anh. Vậy chúng ta gặp nhau như thế nào? Hoắc Khải hỏi. Mình quen nhau từ trước, chúng ta là bạn tốt của nhau, Ninh Thần nói. Từ giọng điệu cho đến cách diễn đạt đều cho thấy những gì mà cô nói là không đúng. Hoắc Khải có thể nhận ra Ninh Thần đang che giấu điều gì đó. Mặc dù không biết sự thật là gì, nhưng anh cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Bởi vì anh biết rất rõ một điều, rằng Ninh Thần sẽ không làm hại anh việc che giấu của cô có thể là do một nguyên nhân đặc biệt nào đó nguyên nhân đó là gì liệu có quan trọng đến thế không ngay cả đối với hoác khải mà nói lý phong trước đây là ai đã từng làm những gì đều không quan trọng anh không phải là lý phong và anh cũng không muốn trở thành lý phong vậy thì phải biết nhiều như vậy để làm gì nếu như anh tiếp tục hỏi điều đó chỉ phá hủy mối quan hệ của anh với ninh thần nhìn dáng vẻ của cô một khi ép buộc cô đến đường cùng kết cục nhất định sẽ vô cùng tồi tệ. Nếu đã như vậy, cần gì phải hỏi đi hỏi lại. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, Hoắc Khải vẫn hiểu rất rõ. Tuy nhiên, khi thấy Hoắc Khải không còn hỏi nữa, Ninh Thần lại rất căng thẳng, hỏi ngược lại anh, sao anh không hỏi nữa? Hỏi nữa để làm gì? Hoắc Khải bật cười ôm lấy cô nói, anh nghĩ chuyện này cũng tốt. Quên quá khứ đi, anh bây giờ là một con người mới. Không phải đã nói rồi sao? Hãy cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu, những chuyện trước đây cứ xem như là chưa bao giờ xảy ra." Nhưng mà anh không tò mò muốn biết mình là ai, đến từ đâu sao?" Ninh Thần hỏi lại. Câu này đã tiết lộ một số manh mối, cho thấy Lý Phong có lẽ không phải là người địa phương. Thật ra thì trong vài ngày đầu tiên sau khi sống lại, Hoắc Khải đã nhận ra rằng giọng của mình không hoàn toàn giống với giọng của người dân địa phương. Mặc dù mọi người đều nói một loại ngôn ngữ nhưng sự khác biệt về vùng miền vẫn tạo ra một số khác biệt trong cách phát âm nhưng khi đó anh vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào để thích nghi với thân phận mới không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác ngay cả khi giọng nói có hơi khác một chút anh cũng nghĩ đó là điều bình thường bây giờ xem ra anh thật sự không phải là người địa phương nếu không thì ninh thần sẽ không hỏi anh có tò mò về việc anh đến từ đâu hay anh là con người thế nào không dù sao cũng không có gì phải tò mò Bất kể là anh đến từ đâu hay anh muốn đi đâu, điều quan trọng nhất là anh biết mình đang làm gì, Hoắc Khải cười nói. Ninh Thần im lặng cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Có thể thấy rằng cô đang do dự, có lẽ là vì muốn nói sự thật cho Hoắc Khải biết. Nhưng cuối cùng cô lại không nói gì, điều này cũng không quá bất ngờ. Đối với tâm lý của con người mà nói, khi một người muốn nói ra sự thật, người đó thường rất thẳng thắn. Chỉ khi muốn nói dối thì họ mới chần chừ. Hơn nữa, đã có thể vượt qua bản năng và nói dối một cách chân chu, thì người đó thậm chí cũng đã tự lừa dối được chính mình rồi. Vì vậy, Hoác Khải không muốn ninh thần nói ra những điều này trong khi đang do dự, bởi vì những lúc như thế này có thể khiến cô nói sai đi sự thật, cho dù là lỡ lời hay cố ý cũng vậy. Chưa kể, anh sẽ không trách một ai cả, bởi vì anh không biết nguyên nhân thật sự, nên anh không đủ tư cách để đổ lỗi cho người khác nhưng nếu ninh thần cứ tiếp tục nói về điều đó mà lại đi nói dối thì thật là tệ vì vậy hoác khải thà rằng bản thân anh không biết gì chứ không hy vọng giữa mình với ninh thần xuất hiện ngăn cách lúc này cô bé đường đường tinh mắt nhìn thấy hai người bọn họ ngay lập tức vui vẻ chạy ra khỏi cửa hàng trái cây bố mẹ ninh quốc năng đang bận cân trái cây cho khách cũng không quên chú ý tới cô cháu gái nhỏ của mình nhìn theo cô bé chạy ra ngoài Quả nhiên nhìn thấy con gái và con rể đang đứng ở bên ngoài cửa hàng. Kể từ khi Hoắc Khải bị bắt cóc lần trước, mối quan hệ gia đình bọn họ gần như đã hoàn toàn không còn bất kỳ sự ghẻ lạnh nào nữa. Tất nhiên, nguyên nhân chính của việc này là do Hoắc Khải bây giờ đã đủ sức giành lấy thể diện cho Ninh Quốc năng trước mặt những người khác. Chưa nói đến các vấn đề khác, chỉ nói riêng trong công việc kinh doanh cửa hàng trái cây, Hàng xóm láng giềng 10 dặm quanh đây có ai mà không biết con rể của ông Ninh đã giúp cho cửa hàng làm ăn phát đạt đến mức nào. Hơn nữa, chuyện của giáo sư Triệu Vĩnh An cũng đã được lan truyền đến tận đây. Có lẽ một số nhân vật có địa vị cao sẽ coi thường chuyện này, nhưng đối với những người ở tầng lớp thấp hơn, tất nhiên sẽ vô cùng quan tâm đến nó. Bọn họ đều biết Hoắc Khải là người kế thừa di sản của giáo sư Triệu Vĩnh An. Trong số di sản đó, sự giúp đỡ của Miêu Nhất Khoa hay mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi của bọn họ đều không khiến cho những người ở tầng lớp thấp ngưỡng mộ lắm, vì chuyện đó đối với bọn họ là vô cùng xa vời. Nhưng cái chính là tài sản hiện kim trị giá hàng tỷ đồng, đúng là một con số đáng kinh ngạc đối với tất cả mọi người. Ước mơ lớn nhất của những người bình thường có thể chỉ là bỏ ra 2 tệ để chúng được giải nhất sổ số, số 5 triệu, con số này đối với bọn họ đã là lớn đến mức chưa từng thấy nắm trong tay tài sản hàng tỷ đồng ư, đúng là một điều không tưởng. Họ không quan tâm con số này có bị phóng đại lên hay không, dù sao ai cũng nói như vậy thì chắc hẳn là sự thật rồi. Những người từng nói về con rể của Ninh Quốc Năng với vẻ mặt diếu cợt, bây giờ vẻ mặt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tất nhiên, ngoài ngưỡng mộ, còn có không ít ghen tức đố kỵ. Luôn luôn có người nghĩ rằng vận may tự nhiên đến như vậy không chừng hoàn toàn là do lừa gạt mới có được bọn họ lúc nào cũng ở sau lưng rèm pha những lời này, nhưng trước mặt nhà họ Ninh thì không có ai dám nói ra. Ninh Ngọc Lâm coi anh rể của mình như thánh nhân, nên bởi vì tính khí nóng nảy của cậu ta, nghe ai dám nói xấu hoắc khải ở trước mặt thì ngay lập tức cậu ta sẽ lao vào ăn thua với người đó. Bất kể là hàng xóm láng giềng, là người già hay trẻ con, cậu ta đều có thể lao vào cho bọn họ một bài học. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai chưa bao giờ giải thích gì với người khác, khi được hỏi thì họ chỉ cười mà không thèm phân bua. Họ vốn không quan tâm đến chuyện đó, con gái và con rể có tiền hay không cũng không quan trọng. Tiền con mình kiếm được thì con mình dùng, mình lo nhiều như vậy để làm gì chứ? Lại nói, bây giờ có ai mà chẳng nhìn thấy ông Ninh này ngày nào cũng ngoác miệng cười đến tận mang tai. Bây giờ chỉ cần ông bước ra khỏi cửa, những người quen gặp trên đường sẽ chủ động chào hỏi một cách rất nhiệt tình, số lượng bạn bè mời ông đến nhà dùng bữa tối cũng tăng dần đây đều là thể diện mà Hoác Khải mang đến cho ông, nên Ninh Quốc Năng muốn không chấp nhận người con rể này cũng khó. Lúc này khi nhìn thấy Hoác Khải và Ninh Thần đang đi tới, Ninh Quốc Năng ngay lập tức vung tay lên, hét lớn sang bên đó, Lý Phong đến rồi sao, nào nào, mau vào nhà đi, bố còn đang bận một chút. Giọng nói của ông lớn đến nỗi khách khứa khắp phòng đều nghe thấy, có người quen quay đầu lại nhìn thấy Hoác Khải và Ninh Thần thì cũng ngay lập tức chào hỏi. Hoắc Khải dắt tay Đường Đường vào cửa hàng trái cây cùng với Ninh Thần, cũng lễ phép nói lớn, "Bố, bố có cần con giúp gì không?" "Không cần, không cần, con đưa con bé lên lầu nghỉ ngơi đi. Bà nó ơi, có dưa hấu trong tủ lạnh, mau cắt ra cho mấy đứa nhỏ ăn." Ninh Quốc Năng nói lớn. Đặng Tuấn Mai thở dài, bước tới cười híp mắt với Hoắc Khải nói, "Thấy không, bố của hai đứa bây giờ lại thể hiện cái thái độ này, có phải là tự tát vào mặt của mình hay không?" mới mấy tháng trước còn la hét không để cho người ta vào cửa, vậy mà bây giờ lại còn biết chủ động mời dưa hấu. Gương mặt của Ninh Quốc Năng như đỏ bừng khi bị vợ nói như vậy, liền nói xen vào cái bà kia, tự nhiên cứ đi nhắc lại mấy chuyện cũ, có ý gì đây hả? Đặng Tuấn Mai che miệng cười, thật ra bà cốt yếu nói điều này là để cho Hoác Khải biết rằng bây giờ mối quan hệ gia đình đã được cải thiện, nên hãy cứ để những chuyện cũ trôi qua. Hoác Khải hiểu được suy nghĩ đó của bà, nên cười nói, bố nói không sai, những chuyện trước đây đều chỉ là gió thoảng mây bay, thôi tụi con cũng không làm phiền bố mẹ đang bận rộn làm việc nữa. Cái gì mà làm phiền, bố mẹ quen với việc này mỗi ngày rồi. Đi thôi, vào trong mẹ sẽ cắt dưa hấu cho mấy đứa, Đặng Tuấn Mai nói. Sau khi bọn họ đi qua cửa hàng để vào trong, một vài khách hàng trong cửa hàng lúc này vội hỏi, ông chủ, người này nhìn quen quá. Lúc nãy ông bảo là con rể của ông sao? Đó chính là người thừa kế gia sản bạc tỷ của giáo sư Triệu Vĩnh An. Ninh Quốc Năng vui vẻ nói, "Đúng là con rể của tôi, nhưng về phần thừa kế bạc tỷ gì đó thì tôi không biết. Mọi người cũng biết giáo sư Triệu Vĩnh An là người như thế nào rồi đấy, người như tôi không với tới được. Nhưng con rể của tôi xem ra có quan hệ rất tốt với ông ấy." Tất cả mọi người đều ghen tị nhìn theo bóng lưng của Hoắc Khải đang bước vào trong nhà. Được thừa kế đến mấy tỷ đồng nếu một ngày tiêu 100 ngàn cũng phải mất cả ngàn năm mới tiêu hết. chương 273, 1 chấp 3 Mức lương hàng tháng của hầu hết mọi người ở trong nước đều không vượt quá 10 ngàn. So sánh với hoắc khải, thật khiến cho người ta phiền muộn. Các khách hàng càng ghen tị, Ninh Quốc Năng càng cảm thấy sảng khoái. Chưa có lúc nào ông cảm thấy có được một người con rể như Hoắc Khải là một may mắn lớn trong đời ông như lúc này ông cũng rất vui mừng vì trong lúc đôi bên chưa hòa thuận thì ông cũng chưa làm ra việc gì quá đáng tuyệt tình đối với Hoắc Khải. Nếu ông thật sự ép buộc thành công con gái của mình ly hôn với Hoắc Khải, bây giờ ông còn không hối hận đến chết hay sao? Khi lên lầu, Đặng Tuấn Mai vừa bận cắt dưa hấu và lấy đồ uống, vừa quan tâm hỏi con gái và con rể muốn ăn gì để bà ra chợ mua về. Vốn cũng đang muốn đi ăn trưa, mà người lớn lại đang hỏi như vậy, nên Hoắc Khải cũng không từ chối con cái những muốn phụng dưỡng bố mẹ nhưng bố mẹ thường không đợi được đến ngày đó hiện tại hoác khải rất trân trọng tình cảm gia đình vì anh lúc này cũng giống như một đứa trẻ mồ côi nên đương nhiên phải càng trân trọng mối quan hệ gia đình thân thương này hơn nữa cháu muốn ăn cổ vịt loại siêu cay đường đường giơ tay lên không được trẻ em không thể ăn đồ cay đặng tuấn mai nói đường đường ôm lấy bà để làm núng nhưng cô bé không thành công sau đó cô bé lại làm nũng với hoắc khải nói rằng bà nội không mua đồ ăn ngon cho mình cái cô bé nghịch ngợm này đúng là khiến cho người khác không yêu không được đặng tuấn mai nhìn ninh thần thấy cô ngồi đờ đẫn im lặng thì liền hỏi ninh thần con làm sao vậy sao trông con có vẻ không vui sao hả à? ninh thần định thần lại liếc nhìn hoắc khải đầu tiên sau đó hơi cúi đầu nói không có gì chỉ là con có hơi mệt chỉ cần nhìn thoáng qua thì Đặng Tuấn Mai cũng biết trạng thái tinh thần của Ninh Thần không ổn, chuyện này có thể liên quan đến Hoắc Khải. Bà nhìn Ninh Thần, rồi nhìn sang Hoắc Khải và hỏi, sao vậy, hai đứa cãi nhau hả? "Không phải, tụi con không có cãi nhau, thật sự chỉ là do công việc bận rộn quá nên con có chút mệt mỏi thôi." Ninh Thần nói. Đặng Tuấn Mai thở phào nhẹ nhõm khi nghe con gái nói điều này. Bà tuy không nhất thiết muốn lấy lòng con rể, nhưng cũng không muốn mối quan hệ gia đình vừa mới được hòa thuận không bao lâu giờ lại nảy sinh chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng con gái mình bởi vì ninh thần đã khẳng định rằng đó chỉ là do cô làm việc quá sức nên bà cũng không nói thêm nhiều chỉ nói vậy thì hai đứa cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây đi nhé giờ mẹ sẽ đi mua đồ ăn với lại lần trước bố con nhất quyết không chịu uống rượu mao đài mà con gửi về lát nữa ăn cơm thì con uống với ông ấy mấy ly nếu không ông ấy thèm thuồng như sắp chết đến nơi rồi Vâng, con biết rồi, Hoác Khải vui vẻ gật đầu đồng ý. Người ở đây rất thích uống rượu, họ luôn quan niệm rằng bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết trên bàn rượu. Nhiều người còn cho rằng sống mà không có bạn nhậu thì cuộc sống đó đúng thật là vô vị. Sau đó Đặng Tuấn Mai xuống lầu đi chợ, nửa giờ sau thì Ninh Ngọc Lâm trở về. Cậu ta chạy băng băng lên lầu, vừa nhìn thấy Hoác Khải liền bật cười chạy tới, anh rể, về mà không bảo em một tiếng, nếu không phải mẹ bảo anh đang ở đây thì em cũng không biết. Đừng nói là em không cho anh cơ hội nhé, hiện tại anh vẫn còn có thời gian để chạy, nếu không chạy thì hôm nay em nhất định sẽ hạ đo ván anh. Tử lượng của cậu mà muốn hạ đo ván tôi, e là chưa đủ tuổi, Hoắc Khải cười nói. Không phải anh khoe khoang, nhưng tử lượng là do trời sinh, mà trời sinh tử lượng của Hoắc Khải vô cùng tốt. Mặc dù anh sống lại trên thân xác Lý Phong nhưng khả năng trời sinh này vẫn không hề bị mai một một mình em thì không làm được, nên đã gọi thêm một người nữa, Ninh Ngọc Lâm vui vẻ nói. Còn đang nói thì Hoàng Kiệt Hảo đã đi lên lầu, anh ta nhìn Hoác Khải rồi tự mãn nói, không cần đến Ngọc Lâm giúp, một mình tôi là đủ rồi. Hiện nay bình nước nóng kinh vận đã mở rộng thị trường, doanh số ổn định hàng nghìn chiếc mỗi tháng. Đặc biệt là lần trước sau khi Hoác Khải đề xuất chiến dịch tiếp thị bán hàng giảm giá, Ninh Ngọc Lâm đã thảo luận với Hoàng Kiệt Hảo và những người khác, tất cả đều thấy kế hoạch đó rất khả thi hoàng hữu sơn làm việc cũng rất quyết đoán nếu kế hoạch đã khả thi thì ngay lập tức triển khai không trần trừ muốn sản xuất muốn chi thêm tiền tất cả chỉ cần một lời nói tôi theo cũng phải nói rằng hoàng hữu sơn cũng là một nhân tài ông ta biết rằng điều mình giỏi không phải là bán hàng vì vậy ông ta chỉ giao những vấn đề chuyên môn cho những người chuyên nghiệp nhất không bao giờ can thiệp vào kết quả là hiệu quả của chiến dịch giảm giá đó tốt đến không ngờ trong thành công đó Ninh Ngọc Lâm đã giữ một vai trò quan trọng. Cậu ta không chỉ áp dụng những gợi ý của Hoắc Khải mà còn tự mình học tập để tìm ra cách quảng bá tốt nhất, phô trương thanh thế nhất. Chỉ trong vài ngày sau khi sự kiện chính thức bắt đầu, doanh số bán hàng liên tục tăng cao. Đúng như dự đoán của Hoắc Khải, hầu hết các khách hàng đều mua trước mà không chờ giảm giá. Hoạt động này bán ra rất nhiều sản phẩm một cách nhanh chóng, nên nếu chờ đến thời điểm giảm giá 40% thì cũng chẳng còn bao nhiêu còn trần chờ nữa thì có lẽ ngay cả chút đồ thừa cũng không mua được. Ninh Ngọc Lâm bổ sung các chương trình giảm giá 40% hoặc thậm chí 50% một cách kịp thời, chính điều này đã kích thích doanh số bán hàng bùng nổ. Chỉ một hoạt động này đã khiến cho bình nước nóng kinh vận bán được hơn 4.000 chiếc trong một tuần. Nếu như Ninh Ngọc Lâm không cố ý khống chế số lượng sản phẩm tham gia sự kiện, thì muốn bán ra 5-6.000 chiếc cũng không phải là vấn đề quá khó. Hoàng Kiệt Hảo chấp lấy thời cơ này, đã đề nghị bổ sung thêm sản phẩm, anh ta nghĩ lợi nhuận thấp cũng không sao, cái chính là số lượng bán ra càng nhiều càng tốt. Hơn nữa muốn chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành thị phần vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự truyền bá của khách hàng. Tại sao sản phẩm giảm cân của giáp tử lại bán chạy như vậy? Bởi vì ngoài khoản tiền thưởng lớn cho hoạt động giảm cân của công ty, chất lượng sản phẩm của bọn họ quả thật rất tốt, ai đã sử dụng đều cảm thấy có tác dụng. Điều này cũng tương tự đối với bình nước nóng kinh vận, theo như lời của Hoàng Kiệt Hảo, miễn là không bị lỗ, ngay cả khi doanh thu có thấp một chút mà có thể bán được 10.000 chiếc mỗi ngày thì lợi nhuận thu về cũng không hề thấp. 10.000 bình nước nóng kinh vận được bán ra giải rác trên toàn quốc, khách hàng một đồn 10, 10 đồn trăm, điều đó còn tốt hơn việc chi trả hàng triệu đồng cho các hợp đồng quảng cáo. Nhưng Ninh Ngọc Lâm đã không chấp nhận ý kiến này, cậu ta kiên quyết với ý tưởng của Hóc Khải và tin rằng nếu không kiểm soát được số lượng sản phẩm tham gia hoạt động thì các hoạt động sau đó sẽ không còn hấp dẫn được khách hàng nữa. Có lẽ đó không phải là chiến lược tốt nhất, nhưng là cách dễ nhất để thu hút mọi người. Chỉ có một số lượng sản phẩm nhất định được bán trong một sự kiện, có thể tung thêm một ít vào giờ chót, nhưng cũng chỉ để xoa dịu nỗi bất bình của những khách hàng chưa mua được hàng. Tuy nhiên, nếu bây giờ thêm vào một số lượng sản phẩm không giới hạn thì trong thời gian tới còn ai chịu đổ xô đi mua với mức chiết khấu 20%, 30% nữa. Cuối cùng, Hoàng Kiệt Hảo cũng hiểu ra được đạo lý này. Kế hoạch tiếp thị được thực hiện rất kỹ lưỡng, khiến cho thương hiệu bình nước nóng Kinh vận trở nên rất ăn khách, giờ đây nó đã trở thành một trong ba thương hiệu bình nước nóng hàng đầu trên hệ thống thương mại điện tử. Ngày nay, nhiều thương hiệu hoạt động dựa trên hệ thống thương mại điện tử Thương hiệu có thể lọt vào top 3 trong ngành này đã chứng tỏ được hiệu quả hoạt động rất tốt của bọn họ. 6 tháng trước, còn không có ai biết đến thương hiệu bình nước nóng kinh vận, khiến cho ông chủ Hoàng Hữu Sơn suýt chút nữa phải bán nhà trả nợ. Chỉ trong nửa năm mà có thể đưa bình nước nóng kinh vận phát triển vượt bậc như vậy, Ninh Ngọc Lâm dù có đóng vai trò quan trọng, nhưng thực tế phần lớn là nhờ vào chiến lược tiếp thị tinh quái của Hoắc Khải. Nếu không phải do Hoắc Khải đề ra một chiến dịch tiếp thị tốt, thì cũng không thể tạo ra một thành tích tốt đến như vậy. Bất luận là Ninh Ngọc Lâm hay Hoàng Kiệt Hảo, hay bất cứ ai biết được đầu đuôi mọi chuyện, đều sẽ vô cùng ngưỡng mộ Hoắc Khải trong lúc này. Nhìn Hoàng Kiệt Hảo có vẻ bình thường, nhưng thực tế anh ta bây giờ hâm mộ Hoắc Khải không kém gì Ninh Ngọc Lâm. Chỉ là anh ta có lòng tự trọng cao, lại đang có quan hệ cạnh tranh với Hoắc Khải vì Ninh Thần, nên anh ta không thể thể hiện lòng hâm mộ đó ra ngoài mặt chỉ có thể dùng sự cứng rắn bề ngoài để che giấu sự thiếu tự tin của mình trước mặt Hoắc Khải. Nếu không thì làm sao anh ta có thể hứa với Ninh Ngọc Lâm hôm nay sẽ cùng nhau chuốc say Hoắc Khải chứ? Nghe Hoàng Kiệt Hảo nói vậy, Hoắc Khải cũng cười nói, vậy thì hai người cùng nhau lên đi, nếu hai người nhắm chấp không nổi thì tính cả bố vào luôn. Tính cái gì hả? Vừa hay lúc đó Ninh Quốc Năng cũng đã hết bận rộn, giao việc còn lại cho nhân viên bán hàng, đang bước lên lầu để chào hỏi Hoắc Khải. Ninh Ngọc Lâm chỉ vào Hoác Khải nói, bố à, anh rể nói muốn làm lữ bố khiêu chiến ba vị anh hùng, một mình anh rể chấp ba người chúng ta uống rượu so tử lượng. Khoác lác gì chứ, Ninh Quốc năng trợn to hai mắt nói. Ông có thể thua kém Hoác Khải trong việc kinh doanh, nhưng còn đọ tử lượng, thằng nhóc này còn nghĩ sẽ thắng được ông hay sao? Nhưng mà khi nhớ lại lần trước suýt chút nữa bị Hoác Khải chuốc say đến mức nằm bẹp dưới gầm bàn, Ninh Quốc Năng cũng rất biết người biết ta, không dám táo bạo vỗ ngực xưng tên như hoàng kiệt hảo nhưng mà thằng nhóc này thật sự nghĩ mình có thể uống thắng cả ba người bọn họ hay sao đúng vậy khoác lác gì chứ nếu ba người chúng ta còn không uống thắng được một người thì đúng là quá mất mặt ninh ngọc lâm kéo hoàng kiệt hảo qua nói nói trước nếu hôm nay trong chúng ta chưa tìm được người nằm xuống trước thì cũng không ai được phép rời đi chị phải ở đây làm chứng nếu như anh rể thua anh ấy phải đến cố vấn miễn phí cho bình nước nóng kinh vận trong hai tháng mà em cũng không muốn lợi dụng anh ấy, cũng có thể trả lương cho anh ấy luôn. chương 274, Sự cảm chẳng lành. Ninh thần chỉ ồ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lơ đáng. Ninh Ngọc Lâm mặc dù rất phấn khích khi nhìn thấy Hoác Khải, nhưng thấy chị mình như vậy cũng không nhịn được mà hỏi chị, chị sao vậy? Không sao đâu, chỉ là chị hơi mệt thôi, Ninh thần vẫn trả lời như vậy. Ninh Ngọc Lâm cũng không nghĩ nhiều, bản thân cậu ta là một người vô tư, không thường chú ý đến những thay đổi tiểu tiết cái chính là cậu ta bây giờ lại còn đang tập trung quá nhiều vào hoác khải hoàng kiệt hảo thì có để ý thấy nhưng anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng không tiện nói nhiều suy cho cùng cho dù anh ta có thích ninh thần như thế nào thì anh ta giờ đây cũng không còn quá thân thiết với ninh thần cô hiện tại đã làm mẹ có một gia đình nhỏ bên cạnh chồng của mình anh ta không có tư cách gì để quan tâm đến cô quá nhiều hơn nữa thành công của Hoắc Khải giờ đây đã không còn là thứ mà Hoàng Kiệt Hảo có thể so sánh được. Nói tóm lại, Hoàng Kiệt Hảo không có đủ tự tin để quản việc của nhà họ. Trong số tất cả mọi người, người hiểu rõ tâm tư của Ninh Thần nhất chính là Hoắc Khải. Nhưng mà anh cũng không thể nói ra, chỉ có thể giả vờ như không biết. Không lâu sau, Đặng Tuấn Mai mua rượu và thức ăn về, la lớn kêu hết mấy ông tướng già trẻ lớn bé trong nhà xuống sách lên. Về phần mình, bà đi đến nói chuyện với Ninh Thần. Hoắc Khải, Ninh Quốc Năng, Ninh Ngọc Lâm và Hoàng Kiệt Hảo thì vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau. Chủ đề nóng sốt nhất đương nhiên là về di sản của giáo sư Triệu Vĩnh An. Cho dù có là người thân trong gia đình thì trong thâm tâm họ cũng rất tò mò về số tài sản lớn khủng khiếp như vậy. Cũng không có nhiều, chừng vài trăm triệu là giá trị của cổ vật văn hóa cộng với sổ tiết kiệm. Nhưng con cũng không định nhận chúng cho riêng mình, tất cả sẽ được dùng để xây dựng bảo tàng của giáo sư Triệu Vĩnh An những món cổ vật văn hóa đó cũng sẽ được cất giữ trong bảo tàng không thuộc về bất cứ ai ngay cả con cũng không thể động tới hoác khải nói khi anh nói ra điều này mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm có một người thân nắm trong tay tài sản hàng tỷ đồng chắc chắn là rất áp lực còn áp lực hơn cả việc có một người thân không một xu dính túi tàn cuộc nhậu những người cuối cùng gần như đều đã say khướt khả năng tự chủ của hoác khải tương đối mạnh cho dù có uống nhiều cũng sẽ không uống đến mức say mềm như đám người Ninh Quốc Năng, say đến mức không thể phân biệt được đông tây nam bắc. Gia đình của Hoàng Kiệt Hảo cũng đến giúp đưa anh ta về nhà, còn về phần Ninh Quốc Năng và Ninh Ngọc Lâm, họ bị Đặng Tuấn Mai mắng té tát rồi mới dìu về phòng. Hoác Khải và Ninh Thần được sắp xếp ở lại trong cùng một phòng. Chỉ có Đường Đường là theo Đặng Tuấn Mai đến một căn phòng khác. Khi Hoác Khải bước vào phòng, Ninh Thần đang ngồi trên đầu giường bấm điện thoại hình như đang gửi tin nhắn cho một ai đó. Sao em còn chưa ngủ, Hoắc Khải lảo đảo bước tới. Ninh thần dường như có chút sợ hãi, đột nhiên ngẩng đầu, bất giác tắt màn hình điện thoại rồi nói anh, anh ăn xong rồi à. Hừm, Hoắc Khải ợ lên một hơi nồng nặc mùi rượu, đi tới hỏi em đang làm gì vậy. Không có gì, em làm xong công việc rồi nên rảnh rỗi nói chuyện với Hương Ngưng một lúc. Cô ấy hỏi ngày mai anh có thể đi làm được không, Ninh Thần nói. Được chứ, có gì mà không được, hoắc khải đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô hồi lâu mà không lên tiếng. Ninh thần vốn đang lúng túng, giờ bị anh nhìn lại càng phát hoảng, liền hỏi nhanh, sao anh lại nhìn em như thế? Đột nhiên anh cảm thấy như thế này thật tốt, hoắc khải nói. Cái gì thật tốt, ninh thần khó hiểu hỏi. Chính là cái gì cũng không biết như thế này thật tốt. Không cần quan tâm đến quá khứ, cũng không cần sợ hãi quá khứ, là một con người mới tinh, giống như được sống lại vậy, Hoác Khải nói. Khi nói ra điều này, anh cũng không hoàn toàn say. Mà nói cho chính xác thì, khi say hầu hết mọi người vẫn thường nói thật, chứ không chỉ là lời nói bộc phát. Chỉ là có những chuyện bản thân muốn nói, nhưng không dám nói vào lúc tỉnh táo, chỉ có thể bày tỏ theo cách này. Hoác Khải bây giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Sống lại, hai tiếng này chính là điểm nhạy cảm nhất đối với anh. Hôm nay mượn việc say rượu, có thể trong trạng thái như không biết bản thân đang nói gì mà kể ra vấn đề này, khiến cho anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bao lâu nay vì được sống lại nên anh luôn im lặng chịu đựng, rõ ràng đã gặp được những người thân quen nhưng không thể bước tới nhận nhau. Cảm giác cô độc này, mấy ai có thể hiểu được. Giờ đây, anh cuối cùng có thể quang minh chính đại nói rằng bản thân anh đã được sống lại. Tất nhiên, Ninh Thần không hiểu được ý nghĩa bên trong lời nói của anh cô bây giờ cũng đang che giấu rất nhiều tâm tư. Cô cẩn thận quan sát nét mặt của Hoác Khải, tự hỏi liệu anh có thật sự đang say rượu rồi vô tình nói đùa hay không. Hoác Khải cả người nồng nặc mùi rượu, bật cười vui vẻ, khiến cho cô không thể nhìn ra được có chuyện gì không đúng. Nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cô và cơ hương ngưng đã khiến cho cô rất lo lắng. Đặc biệt là sau khi thấy Hoác Khải đột nhiên bước vào, cô lại càng lo lắng hơn. Sao em không nói gì? Lẽ nào em không thích sao?" Hoắc Khải nhìn Ninh Thần, đột nhiên hỏi với vẻ nghiêm túc kỳ lạ, "Anh đột nhiên muốn hỏi em một câu. Nếu như có một ngày anh nói với em rằng anh không phải là Lý Phong trước kia, liệu em có còn đối xử với anh như bây giờ hay không?" Cả người của Ninh Thần khẽ run lên khi nghe thấy anh nói như vậy, ngay cả giọng nói của cô cũng run rẩy, "Anh, ý của anh là gì? Sao anh lại không phải là Lý Phong trước kia?" Hoắc Khải nhìn thấy sự lo lắng của cô, biết rằng rất khó để có câu trả lời cho câu hỏi này, nên anh chỉ muốn gợi ý một chút. Ít nhất thì anh đã nói đến vấn đề này trong ngày hôm nay, nên nếu anh muốn nói sự thật trong tương lai, đó cũng sẽ không còn là việc quá đột ngột. Tuy nhiên, khi Ninh Thần nghe thấy điều này, cô lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Không phải anh đã biết được điều gì đó rồi chứ? Bàn tay đang cầm điện thoại của cô bắt đầu nổi đầy gân xanh lộ ra trên màu u bàn tay trắng nõn điều đó cho thấy cô thật sự đang rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng. Hoác Khải có thể nhìn thấy sự kỳ lạ của cô, nên biết rằng đây không phải là thời điểm tốt để tiếp tục thảo luận chuyện này. Anh cố tình che miệng ngáp một cái, anh hơi buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ồ, đúng vậy, đi ngủ. Phải đi ngủ, Ninh Thần nóng lòng muốn kết thúc chủ đề nói chuyện này, nên vội vàng đi tắt đèn. Đèn đã tắt, trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt, chỉ là tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. khi cả hai người đã nằm xuống giường, ninh thần lại không còn nằm sát vào người hoắc khải như mọi khi. trong đêm nay, cô đã nằm cách xa anh một chút. họ nằm cách nhau khoảng hai ba nắm tay. cả hoắc khải và ninh thần đều không ngủ được, hai mắt mở to trong bóng tối. họ đều đang nghĩ ngợi về những điều tương tự và đều lo lắng về những điều đó. cùng lúc đó, trong phòng ngủ sang trọng của biệt thự cơ hương ngưng đang cầm điện thoại lên đọc tin nhắn của ninh thần nét mặt mờ mịt ninh thần thuật lại những gì mà hoác khải đã nói với cô hôm nay cho cô ấy biết trong tin nhắn cuối cùng lại đặt ra một câu hỏi cậu nói xem có phải anh ấy đã nhớ lại rồi không cơ hương ngưng đã không trả lời tin nhắn này vì cô ấy không biết phải trả lời như thế nào cô ấy không biết liệu người đàn ông đó có thật sự nhớ ra điều gì không và cô ấy cũng không biết phải làm gì nếu như anh thật sự nhớ ra vì vậy, cô ấy cứ ngồi im mà nhìn chầm chầm vào điện thoại một lúc lâu. Khoảng 5 phút sau, điện thoại rung lên, Ninh Thần vừa gửi tới một tin nhắn mới. Anh ấy hỏi tớ, nếu một ngày nào đó anh ấy nói với tớ rằng anh ấy không phải là Lý Phong trước kia thì. Nhìn thấy những dòng này, cơ hương ngừng khẽ run lên, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng cùng căng thẳng. Nếu lúc này Hoác Khải có ở đây, anh nhất định sẽ nhìn thấy biểu hiện của cô ấy và Ninh Thần giống nhau như đúc. Rõ ràng hai người phụ nữ này biết điều gì đó mà Hoắc Khải không biết. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn đều vì vấn đề này mà cảm thấy sốt ruột. Mỗi một câu nói của Ninh Thần thuật lại lời nói của Hoắc Khải đều khiến cho Cơ Hương ngưng cảm thấy rằng người đàn ông đó chắc chắn đã nhớ ra chuyện gì. Anh nhất định đã nhớ lại rồi. Nếu không, tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Nhưng mà tại sao anh phải nói rằng mình bị mất trí nhớ, không nhớ ra được bất cứ chuyện gì trong quá khứ? Có phải vì anh biết bản thân mình cũng có lỗi nên không muốn ai chịu trách nhiệm, cuối cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Hay đó chỉ là trò mèo vờn chuột của anh, anh muốn chơi đùa với bọn họ trước khi bắt đầu truy hỏi đầu đuôi? Bất kể thuộc về khả năng nào, đó đều không phải là điều mà Cơ Hương ngưng hy vọng nhìn thấy, mà cũng chính là điều khiến cho cô ấy lo lắng nhất. Đã 8 năm, 8 năm đã trôi qua. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô ấy gần như đã quên mất chuyện xảy ra năm đó giờ đây, cơn ác mộng năm nào dường như lại đang mơ hồ hiện ra trước mắt. chương 275, Ngưỡng mộ. Cơ hương ngừng ngồi trước bàn trang điểm một hồi lâu mà vẫn chưa đứng lên. Sự bất an trong lòng khiến cô ấy không biết làm thế nào mới phải, thậm chí nghĩ đến việc ngày mai có khi phải gặp Hoác Khải liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Nếu như người đàn ông đó thực sự nhớ ra điều gì rồi, vậy thì cô nên dùng dáng vẻ như thế nào để đối mặt đây? Cho đến tận bây giờ vẫn làm cơ Hương ngưng không thể nào quên được những gì đã xảy ra vào năm đó. Qua một lúc lâu, cô ấy mới thở dài rồi bỏ chiếc điện thoại xuống. Chuyện này bây giờ có nghĩ nhiều cũng không làm gì được, chỉ đành đợi đến ngày mai rồi sẽ tự biết nên làm thế nào thôi. Nếu thật sự không trốn được thì đành vậy, bao nhiêu năm qua cô ấy cũng trốn đến mệt rồi. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, đến tối cô ấy đều sẽ mất ngủ gần đây mọi chuyện đang rất thuận lợi và khiến cô ấy sắp quên bẵng đi những việc ấy nhưng mấy tin nhắn ninh thần vừa gửi tới lại lần nữa nhắc nhở cô ấy đêm nay chắc chắn sẽ có nhiều người mất ngủ đến sáng ngày hôm sau khi ninh thần tỉnh dậy thì vẫn luôn miệng ngáp trái lại hoác khải thì tràn đầy sức sống hôm qua ngủ không ngon à hoác khải hỏi ninh thần quay mặt đi làm ra vẻ không có việc gì mà nói cũng bình thường chỉ là gần đây có hơi mệt rồi nghỉ một buổi tối cũng không hồi sức lại được nếu quả thực không ổn thì cứ nghỉ mấy ngày, dù sao bây giờ mọi việc cũng dần đi vào quỹ đạo rồi, em nghỉ vài ba ngày không ảnh hưởng gì đâu." Hoắc Khải nói với vẻ quan tâm. Sự quan tâm của anh làm tâm trạng Ninh Thần càng thêm phức tạp. Có rất nhiều chuyện cô ấy muốn nói thẳng rõ ràng với Hoắc Khải. Nhưng sau giây phút do so dự, cô ấy vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Bởi vì lần này không chỉ là chuyện của hai người, mà còn có liên quan rất lớn đến cơ hương ngưng. Hoác Khải thấy được cô ấy có tâm sự, nhưng anh không hỏi cũng chẳng nói, chỉ làm ra vẻ không biết gì mà nói bừa mấy câu với ninh thần rồi đi giúp Đặng Tuấn Mai làm bữa sáng. Cô bé đường đường từ lúc ngủ dậy là đã ẩm ý đòi ăn bánh bao tôm, nhưng mới sớm tinh mơ thế này đi đâu mà mua tôm cho cô bé được. Cuối cùng vẫn may là Hoác Khải có cách, hấp mấy cái bánh bao hình tôm cho cô bé mới dỗ dành được. Thực ra đường đường cũng biết mới sáng ra đã đòi ăn tôm thì cũng khó, cô bé chỉ muốn nhõng nhẽo để quậy người lớn một chút mà thôi. Con gái mà, thỉnh thoảng làm điệu bộ có thể hiểu được, hơn nữa cô bé còn thông minh như vậy, cho dù biết là đang càn quấy cũng sẽ chẳng có mấy người để bụng. Dỗ dành cô bé xong, Đặng Tuấn Mai đang định sách tai Ninh Ngọc Lâm từ đống chăn màn dậy để cậu ta đưa mọi người đi. Ai ngờ bước đến cửa, cả gia đình lại giật mình thấy Hoác Khải đang lái con Mercedes-Benz E-Class đến. Ôi vã sao, Mercedes! E hay S đấy, Ninh Ngọc Lâm chố mắt hỏi. E-Class, Hoác Khải vừa bước xuống xe vừa đáp. Lại còn là hệ dẫn động bốn bánh hàng đầu. Anh mới mua à, bao nhiêu tiền vậy? Ninh Ngọc Lâm đi vòng quanh xe ngắm nghía. Con xe ô tô mà cậu ta sử dụng có giá khoảng mấy trăm ngàn tệ thuộc hãng xe của Nhật Bản. Lúc trước thì còn cảm thấy xe này cũng được, nhưng bây giờ so với chiếc xe Mercedes-Benz E-Class dài hơn 5 mét thì đột nhiên lại thấy xe của mình như xe đạp vậy hoàn toàn không có gì đáng để so bì cả. Xe mới mua tối qua, tầm khoảng hơn 600 ngàn tệ, không đến đầu 7 đâu, Hoắc Khải vừa mở cửa xe cho mẹ con Ninh Thần và Đường Đường lên vừa trả lời. Cô bé Đường Đường vui vẻ chạy lên xe, sờ chỗ này một tí lại sờ chỗ kia một tí, còn không quên gọi với gia Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai vẫn đang đứng chỗ cửa, ông bà ngoại ơi. Nhà cháu cũng mua xe ô tô rồi. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đương nhiên biết nhà họ đã mua xe rồi. Nhưng nghe Hoác Khải nói bỏ ra tận hơn 600.000 tệ để mua về thì vẫn khó tránh khỏi cảm thấy choáng váng. Bởi vì mới không lâu trước đây thôi, vợ chồng nhà này đến tiền mua nhà còn chẳng có kia. Nhưng bây giờ nhà đã mua rồi, sắp trang hoàng xong xuôi, xe cũng sắm rồi, còn là xe sang tận 6, 700.000 tệ. Có lẽ so với mấy loại xe sang đỉnh cấp tầm triệu đến chục triệu tệ thì chiếc xe Mercedes-Benz E-Class này không tính là gì nhưng đối với tầng lớp thu nhập trung bình mà nói thì đây là một khoản lớn khó mà tưởng tượng được. Cho dù bây giờ lợi nhuận mỗi ngày ở cửa hàng hoa quả của Ninh Quốc Năng cũng phải lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn nhân dân tệ, nhưng bảo ông bỏ nhiều tiền như thế để mua xe thì chắc chắn sẽ không nỡ. Nhiều tiền như thế để mua nhà không tốt hơn à? Trái lại, Ninh Ngọc Lâm thì chui vào ghế lái nhìn trái nhìn phải, rồi mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ không thôi, nói anh rể, anh châu bò vậy, nói mua là mua, cứ như mua bó rau ấy. Cậu ơi, bố cháu là giỏi nhất đấy, đường đường ngồi đằng sau tâm bốc. Ninh Ngọc Lâm hậm hực sờ mũi nói, cậu cũng giỏi lắm đấy nhé. Đợi hai tháng nữa cậu cũng đổi xe đấy. Cái xe đấy của anh mới đi được mấy năm đã đòi đổi, cứ có tiền là đốt, Ninh Quốc Năng chừng mắt mắng, lớn tướng như thế rồi, còn chẳng cưới được cô vợ về, đổi cái răm ấy. Ninh Ngọc Lâm bị mắng đỏ hết cả mặt, tuy rằng giờ là sáng sớm, nhưng người xung quanh qua lại cũng nhiều. Cậu ta cũng đã 25, 26 tuổi đầu rồi, còn bị bố mắng như vậy, đương nhiên là cũng không biết giấu mặt đi đâu. Ninh Quốc Năng thì lại chẳng thèm quan tâm nhiều như thế. Hoác Khải muốn mua gì, đó là việc của anh, cho dù mình có là bố vợ thật thì cũng chẳng quản được nhiều thế. Còn con trai của mình thì phải nghe mình hết. Mua xe cũng tốt, gió thổi không tới, mưa cũng không ướt, tốt lắm. Đặng Tuấn Mai đứng bên cạnh nói, chỉ là trên đường nhiều xe, lúc lái phải cẩn thận, đừng để bị đụng đấy. Hoác Khải gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ lời dặn dò của bà. Ái cha, Mercedes à, ông Ninh này, xe ai đấy, có người quen đi qua thấy thì thuận miệng hỏi thăm. Ninh Quốc Năng mặt đầy vẻ tự hào đáp, thằng Phong nó mới mua cái xe, cũng không tốn nhiều lắm, có gần 700 ngàn tệ thôi. Người kia nghe xong thì kinh ngạc vô cùng, đối với họ mà nói thì đây đã là một con số vô cùng đáng sợ rồi. Mà bọn họ càng tỏ ra kinh ngạc và ngưỡng mộ bao nhiêu thì Ninh Quốc Năng càng vui vẻ bấy nhiêu. Tiêu tốn bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có được người khác quan tâm với ngưỡng mộ không. Mấy phút sau, khi đã kiếm được đủ ánh mắt kinh ngạc của người ta rồi, thêm việc Đường Đường sắp muộn học và Đặng Tuấn Mai cứ liên tục thúc giục, cuối cùng Ninh Quốc Năng cũng chịu để ba người nhà họ lái xe rời đi. Ninh Quốc Năng nhìn theo phía sau chiếc xe Mercedes-Benz E-Class mà cười ngoác cả miệng đặng tuấn mai nhéo ông một cái nói nhìn ông kia người ta không biết còn tưởng ông mới là người mua xe đấy không phải tôi mua thì đã làm sao đấy là con rể tôi mua đấy ninh quốc năng đáp ái cha giờ thì cứ một hai con rể ông nhớ hồi trước ông á cái bà này người ta đã nói là không tính nợ cũ rồi sao bà cứ nhắc mãi chuyện ngày xưa thế đôi vợ chồng già đấu võ mồm như thế nào ninh ngọc lâm cũng chẳng thèm nghe bố mẹ suốt ngày đều như vậy ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng cãi nhau xong nên làm gì thì vẫn đi làm nấy đấu võ mồm giống như là gia vị cho cuộc sống của họ vậy ở một bên khác hoác khải đưa đường đường đến trường học trước lúc cô bé xuống xe còn rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hoác khải vừa vẫy vừa gọi bố ơi lúc tan học bố nhớ đến đón con nhé trẻ con đương nhiên là thích tranh đua nhau bình thường có không ít bạn học được bố mẹ lái xe đưa đón Tuy rằng Đường Đường không phải là cô bé có tính thích khoe mẽ, nhưng cảm giác mới mẻ với chiếc xe vẫn làm cô bé muốn có thêm càng nhiều bạn học và cả thầy cô giáo có thể thấy chiếc xe mới của nhà mình. Hoắc Khải hiểu được suy nghĩ của cô bé, chỉ cười đáp, "Được rồi, tan học bố sẽ đến đón con." Đường Đường thấy anh đồng ý rồi mới vui vẻ chạy vào trong trường. Sau đó, Hoắc Khải lại đưa Ninh Thần đến công ty, vừa hay gặp được Ninh Hạo Bân và Giản Tư Tư dưới văn phòng. Bây giờ hai người họ đã không sống chung nữa, mỗi người tự thuê một căn nhà riêng, hôm nay chỉ đơn giản là trùng hợp gặp nhau ở chỗ này. Lúc thấy Ninh Thần bước xuống xe hoắc khải, giản tư tư liếc nhìn Ninh Hạo Bân một cái rồi mới chạy đến bên xe gọi chào buổi sáng xếp. Chào buổi sáng, ăn sáng chưa, hoắc khải thuận miệng nói. Lại nhìn thấy Ninh Hạo Bân đang đứng ở đằng kia thì gật đầu tỏ ý chào hỏi. Ninh Hạo Bân vốn đã coi khinh Hoắc Khải, cho dù là làm công cho người ta, nhưng anh ta lại chẳng hề coi ai trong công ty này ra gì cho dù có là hoác khải hay ninh thần hay là cả mấy người được tuyển vào cùng trong mắt anh ta cũng đều là kẻ không cùng đẳng cấp ông bà chủ dựa vào ăn may mà phát tài còn mấy người mới được tuyển vào thì chẳng có ai so được với mình cho dù có là học lực xếp hạng đại học hay năng lực làm việc của họ đều có tranh lệch rất lớn với anh ta nói tóm lại bây giờ ninh hảo bân đang đặt mình ở một vị trí rất cao còn người khác đều chỉ là bàn đạp của anh ta mà thôi. Vốn anh ta đã coi thường Hoắc Khải, lại thêm Giản Tư Tư đổ dầu vào lửa, anh ta nào còn có được thái độ tốt nữa. Chương 276, ảo tưởng. Thái độ không tính là lạnh nhạt, nhưng cũng không có sự nhiệt tình như lúc mới vào công ty. Hoắc Khải nhìn ra được tâm trạng của anh ta không được tốt, cũng không nói thêm gì, chỉ quay sang bảo với Giản Tư Tư, đi làm việc với tổng giám đốc Ninh đi, tôi cũng phải đi làm rồi vâng ạ xếp đi thong thả giản tư tư vẫy tay nói sau đó cô ấy đi đến bên cạnh ninh thần nhiệt tình ôm lấy cánh tay rồi cười hí hí hỏi tổng giám đốc ninh ngồi xe mercedes cảm giác như thế nào người ta toàn bảo thà khóc trên xe bmw còn hơn ngồi cười trên xe đạp nhưng bây giờ chị ngồi trên mercedes cũng cười đấy chứ câu nói đùa này chỉ làm cho ninh thần gượng cười mọi sự chú ý của cô đều đang đổ dồn vào chiếc xe đã rời xa Cô biết Hoắc Khải đã không nhìn thấy được vẻ mặt của mình nữa, cho nên có thể biểu lộ được nhiều cảm xúc khác ra một cách rõ ràng hơn. Đến giản Tư Tư cũng nhận ra vẻ lo lắng, bất an của cô, nhưng cho dù có gặng hỏi thế nào, Ninh Thần cũng trả lời y hệt như những gì tối qua đã nói với Đặng Tuấn Mai. Mệt quá, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhưng cô biết rõ rằng, cho dù có nghỉ ngơi bao nhiêu ngày cũng khó mà khá lên được. Mấy câu hỏi tối qua của Hoắc Khải làm cô đến bây giờ vẫn thấp thỏm không thôi nhất là khi biết bây giờ Hoắc Khải sẽ đến công ty chi nhánh nhà họ Cơ, cô thậm chí có cảm giác bị thôi thúc muốn đi theo để xem cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Kết quả xấu nhất là chồng mình đã biết hết rồi, sự che giấu bao nhiêu năm qua đã thất bại. Kết quả tốt nhất chính là anh thật sự đã mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, Ninh Thần liền lấy điện thoại ra gọi cho Phan Tư Mễ. Từ tối qua cô đã muốn gọi cuộc điện thoại này, chỉ là có Hoắc Khải ở bên cạnh nên cô không dám hỏi, cũng không dám nói gì. Bây giờ, cuối cùng cũng đã có thể gọi cuộc điện thoại này. Vấn đề mà Ninh Thần muốn hỏi chỉ có một, đó là việc Hoắc Khải mất trí nhớ rốt cuộc có phải thật hay không. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, bên tai truyền đến giọng nói của Phan Tư Mễ, "Thần à, mới sáng sớm đã gọi thế, có chuyện gì không?" "Tớ muốn hỏi xem, hôm qua anh Khải bảo với cậu là anh ấy mất trí nhớ rồi hà, Ninh Thần hỏi. Phan Tư Mễ kinh ngạc hỏi, "Anh ta mất trí như á?" có nói gì với tớ đâu trong lòng ninh thần giật thoát một cái không nói vậy là giả rồi hoặc có thể nói anh không hề mất trí nhớ chỉ là làm ra vẻ mất trí nhớ mà thôi sao cậu lại hỏi cái này có chuyện gì rồi tư mễ hỏi ninh thần hơi do dự một chút rồi cũng không định giấu giếm mà kể hôm qua anh khải nói với tớ hình như anh ấy không nhớ được những việc ngày xưa nữa cậu là bác sĩ tâm lý chắc là có thể dễ dàng phán đoán ra được người khác nói thật hay nói dối, cho nên tớ mới đi hỏi cậu. Phan Tư Mễ im lặng một chút rồi nói, "Được, vậy để tớ tìm thời gian trao đổi với anh ta sau, đợi chắc chắn rồi thì tớ sẽ nói với cậu." "Được, vậy thì đành làm phiền cậu." Ninh Thần nói. Sau khi ngắt điện thoại, cô thở dài một hơi nói với Giản Tư Tư, "Đi thôi, vào công ty." Giản Tư Tư đáp một tiếng, tuy rằng nhận ra trạng thái của bà chủ có chút không đúng lắm nhưng cô ấy cũng không dám hỏi nhiều trong lúc hai người đi vào công ty phan tư mễ cũng vừa bỏ điện thoại xuống sắc mặt ngày càng trầm xuống mất trí nhớ vấn đề mà ninh thần hỏi có chút đột ngột làm cô ta không biết nên trả lời như thế nào biểu hiện tối qua của hoác khải không giống trạng thái của người mất trí nhớ lắm tuy rằng lúc cô ta hỏi hồi trước anh học đại học nào anh có đáp là không nhớ được nữa nhưng đó nghĩa là anh mất trí nhớ sao Căn cứ theo sự phán đoán chuyên nghiệp cá nhân của Phan Tư Mễ, đây là chuyện không thể. Nếu một người thực sự mất trí nhớ thì sao đến tận bây giờ mới phát hiện ra, lẽ nào từ trước đến nay anh ta không hề hứng thú gì với chuyện của mình sao? Ý nghĩ này của Phan Tư Mễ lại thật sự đến gần với đáp án đúng. Trước kia Lý Phong đúng là chẳng nghĩ đến chuyện ngày trước lắm, bởi vì anh ta căn bản cũng không biết mình bị mất trí nhớ, cũng sẽ không đi nghĩ mấy thứ này người ta đã sắp đặt sẵn cho anh ta cuộc đời rồi quy hoạch xong cả quan hệ xã hội anh ta chỉ cần đi theo đúng con đường đã được chỉ thôi còn đi có tốt hay không có phù hợp bản thân mình hay không thì anh ta lại không biết không hề có ai hay biết rằng não bộ của lý phong có chút vấn đề lúc trước nằm viện vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn trong não vẫn còn một khối tụ máu khiến anh ta mất trí nhớ đồng thời cũng đè lên dây thần kinh não dẫn đến việc sinh ra vấn đề đại loại như kiểu iq khiếm khuyết tất cả những thứ không liên quan đến chuyện đang làm bây giờ, anh ta đều sẽ không đi suy nghĩ về nó, cho nên IQ mới thấp như vậy. Phan Tư Mễ không hề biết được vấn đề của Hắc Khải, ấn tượng về người đàn ông này hầu hết là qua lời ninh thần, thậm chí là qua lời bạn học khác. Cho nên, sau khi cô ta suy nghĩ và phán đoán xong thì đã đưa ra kết luận, đó chính là tên đàn ông tồi kia đã dùng thủ đoạn đê hèn để lừa người khác. Anh nói dối là mình mất trí nhớ, cứ như vậy là có thể không phải chịu trách nhiệm về chuyện của mình. Cho dù đến cả chuyện hôn nhân cũng vậy, có thể cứ không ngừng nói mình bị mất trí nhớ rồi đề cập đến mấy chuyện như ly hôn. Nghĩ đến đây Phan Tư Mễ không khỏi hư lạnh một cái, không ngờ là đàn ông tồi cấp độ cao, thủ đoạn như vậy mà cũng nghĩ ra được. Xem ra động tác của mình phải nhanh hơn rồi, bắt buộc phải lột bộ mặt thật của tên đàn ông tồi này ra trước khi anh có thêm hành động gì nữa chủ động đề nghị ly hôn và bị bắt ly hôn là hoàn toàn khác nhau. Ít ra thì Phan Tư Mễ không hy vọng bạn tốt của mình là bên bị bắt ly hôn. Trong mắt rất nhiều người, bị bắt ly hôn đồng nghĩa với việc là bên thất bại trong hôn nhân, là một loại sỉ nhục. Đợi mà xem, anh là vỏ quyết dày, tôi có móng tay nhọn, Phan Tư Mễ cười lạnh nói. Bây giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tên đàn ông tồi kia nghĩ ra thủ đoạn mất trí nhớ để làm bước đệm cho quá trình ly hôn, có phải vì đã mắc câu rồi không? Nói không chừng chính bởi vì mắc câu rồi, anh mới nghĩ cách để thoát khỏi sự trói buộc của hôn nhân. Đợi ly hôn xong rồi chính thức ở bên mình, như vậy thì không cần có trách nhiệm về đạo đức, cũng không cần phải cố kỵ điều gì khác. Đúng là đàn ông tồi, thật lắm thủ đoạn. Khoác khải nào có biết chuyện của anh sẽ bị phan tư mễ nghĩ thành như vậy. Chỉ có thể nói rằng, một khi suy nghĩ của người ta sai lệch, đi vào ngõ cụt rồi thì thật sự sẽ đi lệch sang một góc độ khó mà tưởng tượng được. Nếu Hoắc Khải biết được trong lòng Phan Tư Mỹ nghĩ mình là người như vậy, e rằng phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cảm thấy buồn cười. Lúc này Hoắc Khải đã vào đến hầm gửi xe ở công ty chi nhánh nhà họ cơ. Anh đỗ xe rồi lên tầng, mọi người đi qua đều vẫn nhiệt tình chào hỏi anh như cũ. Bình thường việc đầu tiên khi anh đến công ty là được người khác thông báo đến văn phòng cơ hương ngưng báo cáo cơ hương ngưng đã quá ỉ lại vào hoác khải rất nhiều lúc đều cần sự giúp đỡ của anh thậm chí có lúc cô ấy không biết nên quyết định như thế nào còn hôm nay lại không có ai đến thông báo cho hoác khải theo lẽ thường thì anh nên đến phòng làm việc của mình rồi xử lý công việc nhưng hoác khải đi làm không phải vì để làm việc anh có dã tâm riêng việc anh muốn làm chính là khiến cơ hương ngưng nhanh chóng thao túng nhà họ cơ một cách triệt để chỉ có hoàn toàn nắm được quyền trong nhà họ cơ Hoắc Khải mới có cơ hội để tranh đấu với nhà họ Hoắc. Nếu không, anh sẽ chẳng có nổi một cơ hội nào. Đừng thấy anh quen biết con cháu hạng hai như Hoắc Gia Minh, lại quen biết cả con dâu được định sẵn của nhà họ Hoắc như Đường Trọng Vi mà lầm tưởng. Như thế không có nghĩa là anh có tư cách tranh đấu với tên giả mạo kia. Dù gì thì bây giờ tên giả mạo kia chỉ có anh biết, trong mắt người khác hắn vẫn là ngôi sao hy vọng nhà họ Hoắc. Mà tài nguyên tên này nắm được, đừng nói là Hoắc Khải đến cả nhà họ cơ cũng khó mà bị được. Hoắc Khải muốn đẩy ngã được một gia tộc hàng đầu với khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ chỉ bằng số tài sản vài tỷ đã là một suy nghĩ quá lố lắm rồi. Chính vì biết mình đang làm một chuyện không hợp thói thường nên anh mới không muốn đi một con đường còn khác biệt hơn nữa. Thực ra nhìn từ góc độ này mà nói, nếu Hoắc Khải chọn đi thao túng nhiều doanh nghiệp có khối tài sản nhiều hơn, ví dụ như loại lên đến hàng chục hàng trăm tỷ nhân dân tệ, cũng có lẽ sẽ có hiệu quả hơn khi đối phó với tên hàng giả kia. Nhưng anh biết rất rõ, doanh nghiệp có khối tài sản càng lớn thì cơ cấu nội bộ càng phức tạp, cơ bản đều có vốn đầu tư từ bên ngoài vào. Những người này đều tin anh vô cùng, mình có thông minh đến mấy đi nữa mà muốn thao túng được bọn họ, thì bắt buộc phải tiếp xúc được lợi ích của những người này, sức cản trở quá lớn. Nếu có đủ thời gian, Hoác Khải tự tin có thể làm tan giã bất cứ doanh nghiệp nào. Nhưng thời gian còn lại dành cho anh không nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể thao túng được nhà họ Cơ không hề dễ, có một bộ phận còn phải dựa vào số mệnh. Giống như đám người Cơ xương Minh, Cơ Xuyên Hải, Cơ Trấn Hùng này, Hoắc Khải không có bản lĩnh lớn như thế để làm gì được họ. Người ta đến tìm rắc rối nên mới phạm sai lầm, mới để anh có thể thừa nước đục thả câu. Thao túng được nhà họ Cơ là có thể xải cánh, làm đòn bẩy đến tài sản khác, sau đó tích tiểu thành đại, đánh thẳng mục tiêu. Chương 277, lại suy nghĩ quá nhiều. Trước khi vào phòng làm việc của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải đã giơ tay gõ cửa. Nếu như là người khác, có mối quan hệ thân thiết với Cơ Hương Ngưng như vậy, hơn nữa còn được cô ấy phụ thuộc vào, thì nhất định không cần gõ cửa mà chỉ cần trực tiếp mở cửa bước vào. Nhưng Hoắc Khải sẽ không làm điều này, anh luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, không quá khiêm tốn cũng không quá hống hách, luôn duy trì sự tôn trọng và trật tự thứ bậc trong lúc làm việc không cần biết cơ hương ngưng phụ thuộc vào anh bao nhiêu chỉ cần biết anh bây giờ đang là cấp dưới của cô ấy vì vậy anh cần phải duy trì một sự tôn trọng nhất định cho cô ấy giọng cơ hương ngưng cất lên từ bên trong văn phòng mời vào khoác khải lúc này mới vận tay nắm đẩy cửa bước vào cơ hương ngưng đang ngồi sau bàn làm việc không biết đang nghĩ gì mà có vẻ hơi thất thần cô ấy thậm chí còn không nhìn xem ai đang bước vào văn phòng nên câu mời vào vừa rồi có lẽ chỉ là một câu cửa miệng quen thuộc. Tổng giám đốc cơ, lịch trình hôm nay sắp xếp như thế nào, Hoắc Khải hỏi. Nghe thấy giọng nói của anh, cơ hương ngưng mới khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy rõ người vừa bước vào là Hoắc Khải, đột nhiên cô ấy lại không tự chủ được nét mặt khác thường của mình. Khi Hoắc Khải nhìn thấy biểu hiện của cô ấy, anh cũng cảm thấy khó hiểu. Mới sáng sớm mà tự nhiên lại giống như người mất hồn vậy. Cô bị sao vậy? Hoắc Khải nghi ngờ hỏi. Không, không có gì, cơ hương ngưng vội vàng lắc đầu, sau đó hỏi anh vừa hỏi cái gì? Tôi đang hỏi lịch trình hôm nay sắp xếp như thế nào, Hoắc Khải nghĩ về một vài việc chưa được quyết định trước đó rồi nói, nếu không có sắp xếp đặc biệt nào khác, tôi đề nghị đến công ty giải trí Hoàng Triều bàn chuyện xúc tiến hợp tác. Lần trước do không đặt hẹn trước với bọn họ, nhưng lần này chắc chắn không có vấn đề gì. Cơ hương ngừng hồ một tiếng rồi nói, anh xem làm thế nào được thì cứ làm như vậy. Còn nữa, kế hoạch của phòng marketing đã nộp mấy ngày rồi, về kinh phí tôi nghĩ có thể tăng thêm 5 triệu, như vậy mới có thể sử dụng hiệu quả lợi thế do khoản tiền lớn mang lại. Dù sao trong khoảng thời gian này, nếu chúng ta dám chi nhiều tiền thì rất ít công ty có thể tranh giành thị trường với chúng ta. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta phát huy sức mạnh của mình. Được rồi. Anh cứ xem thế nào tốt thì làm đi, Cơ Hương Ngưng vẫn đáp như vậy. Hoắc Khải vốn muốn nói tiếp việc thứ ba, nhưng nhìn thấy cô ấy như vậy thì liền dừng lại. Cơ Hương Ngưng thậm chí còn không nhận ra sự dừng lại cố ý của anh. Dáng vẻ lơ đãng này của cô ấy hoàn toàn không bình thường. Trước đây khi Cơ Hương Ngưng gặp phải những công việc tương tự, cô ấy sẽ luôn suy nghĩ nghiêm túc và cẩn thận trong một khoảng thời gian. Đầu tiên là để đảm bảo rằng quyết định này không sai. Thứ hai, nếu ý kiến của cô ấy mâu thuẫn với Hoắc Khải, cô ấy sẽ suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đúng ai sai, và lý do của đối phương có đúng đắn hơn của cô ấy hay không. Nhưng hôm nay, cô ấy còn không thèm suy nghĩ đã bảo Hoắc Khải tùy ý làm việc, giống như tổng giám đốc công ty là Hoắc Khải, còn cô ấy chỉ là trợ lý vậy. Đừng nói đến việc Hoắc Khải là người cẩn thận, cho dù là người bất cẩn như thế nào thì hiện tại cũng có thể nhìn ra sự bất thường của sếp mình. Cô rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Đầu óc của cô nãy giờ cứ để ở đâu đâu, đã xảy ra chuyện gì rồi?" Hoắc Khải tiến lại gần hơn một chút rồi hỏi. Anh mới vừa đi được hai bước, Cơ Hương ngừng đã vô thức rũi chân ra như một con thỏ sợ hãi, ngả người ra sau. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ không thể kiểm soát được của cô ấy, sự nghi ngờ của Hoắc Khải lại càng tăng thêm. Từ khi anh bước vào cửa đã nhìn thấy người phụ nữ này tỏ ra bất thường rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hoắc Khải hỏi lại. Cơ hương ngưng không trả lời, chỉ nhìn chầm chầm vào hoác khải. Tin tức mà ninh thần báo cho cô ấy vào ngày hôm qua đã khiến cho cô ấy hoảng sợ quá mức và thức trắng cả đêm. Cho đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn đang thấp thỏm không yên. Bây giờ Hoác Khải đang đứng trước mặt của cô ấy, và cô ấy chỉ muốn tìm hiểu xem liệu người đàn ông này có hành động ngu ngốc gì hay không. Bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường, nhưng không kéo dài lâu. Chính cơ hương ngưng là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên nghe nói anh bị mất trí nhớ, cơ hương ngưng hỏi. Đúng vậy, tôi không thể nhớ được một số việc của trước đây. Sao thế, ninh thần đã nói cho cô nghe à, hoắc khải hỏi. Cơ hương ngưng hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi tiếp anh đã nhớ được những gì. Nhớ được những gì sao, hoắc khải nhìn cô ấy, trong lòng anh lại mơ hồ có cảm giác rằng sự kỳ lạ của cơ hương ngưng ngày hôm nay dường như có liên quan đến ký ức của chính anh. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói tôi không nhớ được nhiều. Việc đầu tiên là khi tôi mở mắt tỉnh lại trên giường bệnh và thấy ninh thần đang giúp tôi làm ẩm môi. Tôi đã hỏi cô ấy vào ngày hôm qua và cô ấy nói rằng chúng tôi đã là bạn tốt của nhau từ rất lâu rồi. Nhưng tôi không nhớ gì cả, thậm chí tôi không biết gia đình của mình là ai và tôi học đại học ở đâu. Những chuyện này cô có biết không? Làm sao tôi biết được? Tôi không biết gì cả, cơ hương ngưng phủ nhận ngay lập tức, giọng điệu của cô ấy rất dữ dội. Phản ứng của cô ấy khiến cho ánh mắt của Hắc Khải dần hiện lên sự dò xét. Nếu như anh phân tích không sai, phản ứng này của Cơ Hương Ngưng nhất định là do đã nhận được tin tức gì đó khiến cho cô ấy lo lắng từ phía Ninh Thần. Người phụ nữ này có liên quan gì đến chuyện ký ức của anh hay không? Có lẽ bản thân Cơ Hương Ngưng cũng cảm thấy mình đã phản ứng quá đà, nên nhanh chóng lấp liếm, tôi vào công ty làm việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học, sau này khi Ninh Thần liên lạc lại với tôi thì hai người đã kết hôn và có con. Cho nên trước đó tôi không hề quen biết anh, làm sao mà có thể biết được chuyện gì chứ? Thế à, Hoắc Khải không truy hỏi nữa, chỉ bình tĩnh nói, nếu đã như vậy thì thôi, đối với tôi việc có nhớ lại hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là hiện tại tôi đang rất vui vẻ. Hoắc Khải nói điều này cốt yếu để làm yên lòng Cơ Hương Ngưng. Không cần biết cô ấy có liên quan gì đến việc mất trí nhớ của anh hay không, những chuyện trước đây cô ấy cũng không cần lo lắng, bởi vì Hoắc Khải vốn cũng không muốn truy hỏi lại chuyện đó nhưng đối với cơ hương ngưng những lời của hoác khải nghe ra như anh đã biết được chuyện gì đó vậy ý của anh là anh đã nhớ lại chuyện trước kia nhưng không muốn truy cứu hay anh đang muốn ám chỉ rằng bản thân anh đã nhớ ra hết mọi chuyện muốn cô ấy cứ chuẩn bị tinh thần trước dù sao thì ngày hôm qua cô ấy nghe ninh thần kể lại mọi chuyện bây giờ lại nghe được những lời này thì liền có cảm giác nó giống như một lời đe dọa cô ấy gần như có thể chắc chắn hơn phân nửa rằng đối phương đã khôi phục trí nhớ Nghĩ đến đây, sắc mặt Cơ Hương ngưng đột nhiên tái mét, cô ấy biết nếu như đối phương thật sự đã khôi phục trí nhớ, thì thứ chờ đợi cô ấy nhất định là một kết cục thê thảm. Chưa nói đến việc người đàn ông này có trả thù hay không, chỉ cần nghĩ đến chuyện mất đi một người trợ thủ đắc lực như vậy đã là một tổn thất to lớn không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lần trước nhà họ Cơ lại chi ra nhiều tiền như vậy chứ? Còn không phải là vì tin đồn Hoắc Khải thừa kế di sản của Triệu Vĩnh An nên Cơ chấn Hùng và những người khác muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Hoắc Khải hay sao? Trong mắt nhà họ Cơ bây giờ, Hoắc Khải đã không còn là trợ lý của Cơ Hương ngưng nữa. Hoắc Khải bây giờ chính là một nhân tài đang làm việc ở văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ. Địa vị và sức ảnh hưởng của Hoắc Khải thậm chí có thể so sánh với Cơ Trấn Hùng ở một số khía cạnh nhất định. Đấy là còn chưa tính đến chuyện Hoắc Khải còn quá trẻ tuổi lại kế thừa di sản của triệu vĩnh an chưa được bao lâu chứ nếu như anh thật sự tận dụng được toàn bộ di sản cùng mạng lưới quan hệ của giáo sư triệu vĩnh an sợ là ngay cả cơ chấn hùng cũng không thể so sánh nổi nếu như hoác khải bây giờ nói rằng anh ta có thủ oán với cơ hương ngưng thì kết cục của cơ hương ngưng trong nhà họ cơ cũng coi như là đã định sẵn họ chắc chắn sẽ trục xuất cơ hương ngưng ra khỏi gia tộc đầu tiên bất kể cô ấy đã có bao nhiêu đóng góp cho gia tộc trước đó Bất kể năng lực cá nhân của cô ấy có tốt đến như thế nào, chỉ cần cô ấy làm ra chuyện gây ảnh hưởng xấu đến gia tộc thì chắc chắn sẽ bị trục xuất. Mất đi nhà họ Cơ làm chỗ dựa, nếu phải đối mặt với sự trả thù của người đàn ông này, cô ấy sẽ không khác gì một người bình thường yếu ớt. Nghĩ đến đây, cơ thể của Cơ Hương Ngưng khẽ run lên. Ở phương diện này, Cơ Hương Ngưng và Phan Tư Mễ dường như rất giống nhau. Cả hai người đều thích suy nghĩ quá lên trong mọi chuyện. Trên thực tế, những gì mà họ đang suy nghĩ quá lên đó chỉ đơn giản là sai trái và không hề có bằng chứng xác thực. nhưng cả hai người đều thuộc tuyết người có lòng tự tôn cao, năng lực cá nhân tốt, tính tình còn có phần kiêu ngạo. kiểu người như vậy sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã sai dù cho họ đã thật sự phạm phải sai lầm. nói tóm lại, bây giờ cơ hương ngưng cũng đã bị rơi vào một hố sâu bế tắc. lúc này cô ấy chỉ nghĩ đến duy nhất một điều, đó là có nên vạch mặt hoắc khải ngay lập tức hay không nếu như người đàn ông này thật sự đã khôi phục trí nhớ thì sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với cô ấy nhưng bây giờ anh lại chưa thật sự làm bất cứ điều gì bất lợi cho cô ấy cũng chưa thừa nhận rằng bản thân đã khôi phục trí nhớ cô ấy tự động trở mặt vào lúc này liệu có thích hợp hay không nếu chỉ hoãn thêm một thời gian thì liệu có lợi hơn cho cô ấy hay không mà điều quan trọng nhất chính là cơ hương ngưng vốn không có đủ tự tin để có thể trở mặt với hoác khải và giành chiến thắng vì thế sau một hồi do dự, cuối cùng cô ấy cũng từ bỏ và nói, như vậy cũng rất tốt. chương 278, làm ẩm ý. Trong khi nói, cơ hương ngưng ngồi xuống lại vị trí ban đầu, bắt đầu đánh máy tính. Chỉ là tay của cô ấy lúc đánh bàn phím rất run, không đánh được mấy chữ đã phải xóa đi làm lại. Điều này cho thấy cô ấy không thật sự làm việc mà chỉ đang muốn dùng hành động này để che giấu sự trột dạ của mình. Hoác Khải có thể nhìn thấy rõ điều này, nhưng cũng không nói gì nhiều biểu hiện của cơ hương ngưng đã khiến cho anh hồ nghi nhưng anh cũng cảm thấy không cần phải tiếp tục điều tra chuyện này làm gì như anh đã nói vừa rồi chuyện quá khứ dù có nhớ hay không cũng không quan trọng quan trọng là hiện tại anh đang rất hạnh phúc vậy cô cứ làm tiếp tôi sẽ đi thu xếp công việc hoác khải nói cơ hương ngưng ậm ừ cũng không ngẩng đầu lên hoác khải không nói gì thêm xoay người rời khỏi văn phòng sau khi anh rời đi cơ hương ngưng mới ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cánh cửa phòng làm việc từ từ đóng lại. Đôi mắt khẽ nheo lại, trong lòng cơ hương ngưng như nặng trĩu. Ý nghĩ sẽ trở thành kẻ thù của Hoắc Khải khiến cho cô ấy lo sợ. Khoảng thời gian này cô ấy dường như đã hoàn toàn ỉ lại vào anh. Không có Hoắc Khải ở bên cạnh, cô ấy không biết nên đưa ra quyết định như thế nào, cũng không biết quyết định đó rốt cuộc là đúng hay sai không biết từ lúc nào mà người đàn ông này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô ấy một vị trí gần như không thể thay thế cô ấy cúi đầu mở ngăn kéo bàn ngoài một đống tài liệu và con dấu trong ngăn kéo còn có một chiếc hộp pha lê trong hộp có một bông hồng đã khô héo những cánh hoa đỏ tươi ban đầu bây giờ đã ngả vàng và héo úa cơ hương ngưng dù sao cũng là tổng giám đốc của văn phòng chi nhánh nhà họ cơ có mức lương mỗi năm hơn chục triệu mọi người nhất định sẽ rất khó hiểu khi thấy cô ấy lại đi nâng niu một bông hồng đã khô héo như vậy bông hoa này là do hoác khải tặng cho cô ấy có lẽ đối với hoác khải thì đây chỉ là một hành động thể hiện lịch sự thuận tay tặng một bông hoa cho một quý cô xinh đẹp cũng không có gì là lạ nhưng đối với cơ hương ngưng nó lại rất quan trọng chính cô ấy cũng không biết chuyện này có gì quan trọng chỉ biết sau khi nhận được bông hoa thì cô ấy đã vô cùng nâng niu thậm chí còn mua một hộp pha lê để cất giữ nó cô ấy không muốn bị phát hiện nên không dám mang về nhà cũng không dám lấy ra chỉ có thể giấu trong ngăn kéo bàn làm việc ở văn phòng mỗi khi mệt mỏi và cô đơn cô ấy luôn mở ngăn kéo và ngắm nhìn nó cơ hương ngưng biết rằng mỗi lần nhìn thấy bông hoa này thì cô ấy không thể không mỉm cười mặc dù trái tim cô ấy có nhiều lần không thừa nhận niềm vui này nhưng điều đó chính là sự thật có nhiều lúc cô ấy còn cảm thấy ghen tị với ninh thần không có cách nào để thừa nhận rằng cơ hương ngưng ngưỡng mộ ninh thần vì cô có một tấm chồng tốt như vậy, cũng thật khó để thừa nhận rằng ngoài việc dựa dẫm, cô ấy còn nảy sinh thứ tình cảm nam nữ kia đối với anh. Thậm chí sâu thẳm trong trái tim, cô ấy còn nghĩ nếu như cô ấy không đưa ra quyết định đó, nếu như ninh thần không kết hôn với anh, nếu như... Thế nhưng tất cả những suy nghĩ này đều bị cô ấy gạt đi bằng cách này hay cách khác, vì cô ấy biết bản thân không nên có những suy nghĩ như vậy. Giờ đây, khi cảm thấy bản thân có nguy cơ sẽ phải trở mặt với Hoắc Khải, trong lòng cơ hương ngưng lại không nén nổi cảm giác chán nản và khó chịu. Rõ ràng khoảng thời gian này đang rất tốt, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến như vậy? Điều khiến cho cô ấy lo lắng không xuất hiện trong tình cảnh khó khăn nhất mà xuất hiện giữa lúc thuận buồm xuôi gió nhất, sự đả kích tâm lý này vì thế lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn bông hoa đã héo tàn cất trong hộp pha lê một lúc lâu, cơ hương ngưng thở dài, đóng ngăn kéo lại nếu như mọi thứ đã không thể cứu vãn được thì cô ấy đành phải chấp nhận và tính toán cho bước tiếp theo đây là số mệnh của cô ấy một số mệnh không thể tránh khỏi trong khuôn viên nhà họ hoắc lúc này đường trọng vi đang đứng trước cửa khu nhà riêng của cậu lớn nhà họ hoắc nổi giận đùng đùng nhìn hai người vệ sĩ áo đen đang đưa tay ra chắn đường nói anh khải nhất định đang ở bên trong các người mau tránh ra một vệ sĩ mặc áo đen lắc đầu tỏ vẻ cung kính nhưng cũng không có ý nhượng bộ thật xin lỗi cô đường cậu chủ đã nói rồi không ai được quấy dày cậu chủ nếu như cô muốn gặp cậu chủ xin hãy chọn ngày khác lại đến tôi đã gọi cho anh khải nhiều lần nhưng lần nào anh ấy cũng nói rằng anh ấy không có thời gian anh ấy rốt cuộc là đang bận làm việc gì bận đến mức thậm chí còn không có thời gian để gặp tôi sao kể từ sau vụ tai nạn ở đường đua đường trọng vi luôn muốn gặp vị hôn phu của mình một lần khi cô ấy quay trở lại trong lúc suýt chút nữa là bước chân vào cõi chết, cô ấy đã nghĩ đến người đàn ông này, muốn gặp được anh hơn bao giờ hết, muốn cảm nhận được sự chu đáo, dịu dàng của anh. Anh chính là người mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn mà không gì có thể thay thế được. Nhưng cô ấy đã gọi mấy cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hoặc không trả lời, hoặc sau khi trả lời thì đều nói rằng anh đang bận, không có thời gian nói chuyện nhiều. Thái độ thật lạnh lùng, lạnh lùng đến mức cô ấy không thể chấp nhận được. 6 tháng trở lại đây, thái độ của vị hôn phu đối với cô ấy dường như đã dần dần trở nên lãnh đạm, xa lánh, thờ ơ. Thậm chí bây giờ cô ấy muốn gặp anh cũng không được. Đường Trọng Vi không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy cô ấy đã chạy đến nhà họ Hoắc, muốn ép anh ra gặp mình. Nhưng khi đến đó, cô ấy đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen chặn lại, dù cho cô có nói gì thì họ cũng không cho cô ấy vào. Nếu là bình thường, có thể Đường Trọng Vi sẽ chỉ phàn nàn một chút rồi rời đi nhưng bây giờ cô ấy đã không còn giữ được bình tĩnh, vụ tai nạn ở đường đua vẫn còn để lại bóng đen tâm lý ám ảnh cô ấy. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô ấy thể hiện ra mặt sự tức giận đến mức đó, các người càng không cho tôi vào, tôi lại càng phải vào bên trong. Không quan tâm đến sự cản trở của hai vệ sĩ mặc áo đen, đường trọng vi đứng dậy xông vào bên trong, tôi là hôn thê của anh Khải, các người không đủ tư cách để ngăn cản tôi. Mau tránh ra, Thái độ của mấy người vệ sĩ áo đen cứng rắn hơn cô ấy nghĩ, họ trực tiếp nắm lấy cánh tay của cô ấy và giữ chặt. Lực nắm của mấy người này khá mạnh, khiến cho cô ấy vừa sốt ruột vừa đau đớn, không tránh khỏi phải kêu to ngay trước cửa khu nhà. Có không ít người nhà họ Hót đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, đều bước đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Đường Trọng Vi thuật lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, mấy người nhà họ Hót nhìn nhau, cuối cùng một người trong số họ cũng bất lực lên tiếng, "Cô Đường Tôi nghĩ cô nên về đi. Gần đây cậu lớn rất bận, đừng nói là cô, ngay cả chúng tôi cũng muốn gặp cũng vô cùng khó. Hơn nữa, tính khí của cậu lớn gần đây không tốt lắm, nếu cứ tiếp tục gây chuyện, e rằng cậu lớn sẽ tức giận. Có tức giận thì tôi cũng phải gặp anh ấy, đừng trọng vi lớn tiếng nói. Có lẽ do đã có quá nhiều người tụ tập khiến cho nơi này trở nên ồn ào, nên cánh cửa khu nhà đã mở ra và kẻ giả mạo có gương mặt gần như giống Hệt Hoắc Khải đã bước ra ngoài nét mặt của hắn ta u ám, lạnh lùng cất tiếng nói, ồn ào cái gì vậy? Anh Khải, đường trọng vi vui mừng kêu lên rồi đi vào bên trong. Tuy nhiên, một vệ sĩ mặc áo đen vẫn nhất quyết ngăn cô ấy lại, trong khi quay sang nhìn kẻ giả mạo và nói, cậu chủ, cô đường nhất định muốn gặp cậu chủ, nhưng chúng tôi đã ngăn cô ấy lại. Cậu chủ nhìn xem, chẳng phải tôi đã nói với các người là bất cứ ai cũng không được phép vào rồi hay sao, kẻ giả mạo lạnh lùng nói địa vị của hoác khải trong nhà họ hoác là cao nhất cho nên không ai dám làm trái lệnh hai vệ sĩ mặc đồ đen vừa nghe đã run lên nhanh chóng đẩy đường trọng vi ra cô đường cậu lớn đã nói là không muốn gặp cô hãy về đi tôi không đi tôi là con dâu của nhà họ hoác không ai có thể ngăn cản tôi anh khải anh khải đường trọng vi hét lên dáng vẻ này hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một quý cô nên có Kêu la cái gì, kẻ giả mạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đường trọng vi mà nói, nếu như em cứ dựa vào việc bản thân là vị hôn thê của anh mà ở đây làm loạn, thì anh có thể hủy bỏ hôn ước ngay lập tức. Nhà họ hoác này không cần một nàng dâu ngỗ ngược như vậy. Những lời này cũng giống như xét đánh ngang tai, khiến cho cơ thể của đường trọng vi khẽ run lên, nét mặt phút chốc liền trở nên đờ đẫn. Cô ấy không thể ngờ rằng bốn chữ hủy bỏ hôn ước lại được chính miệng vị hôn phu của mình nói ra. Từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lớn lên tình cảm sâu đậm, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ luôn bảo vệ cô ấy, tưởng như cho dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ thay cô ấy mà chống đỡ. Trong lòng Đường Trọng Vi, người đàn ông duy nhất trong đời cô nguyện ý kết hôn là Hoắc Khải, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến người thứ hai. Ngày Hoắc Khải cùng cô ấy đính ước cũng chính là ngày mà cô ấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất kể từ khi sinh ra. Cô ấy đã đếm từng ngày để được gả cho người đàn ông này trở thành vợ của anh và sinh ra những đứa con kháu khỉnh cho anh nhưng bây giờ anh vậy mà có thể nói ra bốn chữ hủy bỏ hôn ước kẻ giả mạo cũng không nói thêm nhiều xoay người đi vào nhà nhìn thấy bóng lưng của hắn ta rời đi đường trọng vi đột nhiên lao tới phía trước la to như phát điên anh khải tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy em đã làm gì sai tại sao anh lại xa lánh em tại sao lại phải thờ ơ với em rốt cuộc là tại sao Chương 279, gặp mặt. Kẻ giả mạo quay đầu liếc nhìn cô ấy một cái, trên mặt đầy vẻ thờ ơ, anh đã nói rồi, anh rất bận. Nếu anh lại nghe được em tiếp tục gây chuyện, anh sẽ lập tức gọi điện cho bố của em để hủy bỏ hôn ước, em rời khỏi đây ngay lập tức đi. Vừa dứt lời, hắn ta đã đi thẳng vào trong rồi đóng cửa lại, không thèm quan tâm đến phản ứng của Đường Trọng Vi. Không có bất kỳ lời hồi đáp nào cho cô ấy, cánh cửa trước mặt đóng im lìm người vệ sĩ mặc đồ đen vô tình đẩy đường trọng vi ra ngoài. Không biết là do bọn họ dùng sức quá mạnh, hay là do đường trọng vi bước không vững khiến cô ấy loạn choạng ngã bệt xuống đất. Gương mặt của cô ấy thất thần, buồn bã và đầy đau đớn. Lần đầu tiên cô ấy bị đối xử tồi tệ như thế này sau ngần ấy năm, lại chính do vị hôn phu mà cô ấy yêu ban cho. Rất nhiều người xung quanh đang đứng xem, còn có chuyện gì đáng xấu hổ hơn. Người của nhà họ Hóc vội vàng chạy đến giúp đỡ, cho dù Đường Trọng Vi không thể làm vợ của Hóc Khải, cô ấy vẫn là viên ngọc quý của tập đoàn thương mại quốc tế Đường thị. Nếu mọi người biết rằng Đường Trọng Vi bị đối xử tệ bạc ở đây, e rằng sẽ gây nên rắc rối không nhỏ. "Cô Đường, cô cũng đừng quá đau buồn, có thể gần đây cậu lớn bận rộn nhiều việc nên có chút thiếu kiên nhẫn. Đợi cậu lớn xong xuôi hết mọi việc thì cô lại đến." Dù người khác có nói như thế nào, Đường Trọng Vi vẫn không thể cảm thấy an lòng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt trực giác cho cô ấy biết rằng sau này nếu muốn gặp lại anh sẽ càng khó khăn hơn điều này khiến cho đường trọng vi lo sợ và càng thêm đau khổ cô ấy cứ ngập ngừng phía trước cánh cửa rất cần có người an ủi nhưng người mà cô ấy muốn gặp nhất lại đối xử tệ bạc và thờ ơ với cô ấy đến như vậy tại sao anh lại phải làm như vậy rốt cuộc thì cô ấy đã làm sai chuyện gì đường trọng vi không tin rằng anh chỉ đang bận rộn bởi vì cô ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được sự hời hợt xa lạ từ phía của anh. Anh chỉ đơn giản là không muốn gặp mặt cô ấy, thậm chí câu nói hủy bỏ hôn ước vừa nãy có thể cũng chính là tâm ý thật sự của anh. Càng nghĩ về điều đó, đường trọng vi lại càng cảm thấy buồn bã. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, cô ấy gần như đã coi bản thân mình là người của nhà họ hoác. Bây giờ... Cô ấy mới bất ngờ phát hiện ra rằng bản thân mình hoàn toàn không phải là một phần của nhà họ hoác chỉ cần người đàn ông đó lên tiếng cô ấy thậm chí còn không thể bước vào nhà cái gì mà thanh mai trúc mã cái gì mà vị hôn phu của cô ấy tất cả đều chỉ là ảo mộng đẩy người đang đỡ mình ra nhìn thấy vết bầm tím trên đầu gối cùng với vết máu loang lổ do chảy xước gương mặt đường trọng vi đờ đẫn tuyệt vọng bước ra khỏi khu nhà người nhà họ hót do dự nhưng cuối cùng vẫn không bước tới khuyên can bởi vì chính họ cũng biết chuyện này dù có khuyên can gì thì cũng vô ích những người này quay đầu nước mắt nhìn về phía khu nhà của cậu lớn nhà họ Hoắc, bọn họ đều có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng không có ai dám nói ra. Đó là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc, cho dù biết người đó làm không đúng thì cũng có ai dám nói rõ ra chứ? Ở thời đại này làm gì còn có chuyện có người dám liều mạng can thiệp vào chuyện sai trái của người nắm quyền, còn biết bao nhiêu quyền lợi cần phải cân nhắc thiệt hơn, nên đâu có ai dám tự mình ra mặt. Chuyện Đường Trọng Vi kết hôn với Hoắc Khải quả thật có thể mang lại lợi ích cho nhà họ Hoắc, nhưng đó cũng chỉ là lợi ích của cả gia tộc chứ không phải của riêng một cá nhân nào. Vì thế những người thông minh sẽ không đi gây sự với người có quyền lực nhất trong gia tộc chỉ vì một người phụ nữ thậm chí còn không chắc có thể được gả vào họ Hoắc hay không. Cuối cùng, những người này cũng giải tán dưới con mắt quan sát của đám vệ sĩ áo đen. Khu nhà lớn lúc nãy vẫn còn ồn ào, bây giờ đã nhanh chóng khôi phục được sự yên tĩnh. Tại văn phòng chi nhánh của nhà họ cơ, Hoắc Khải không vì tâm tình khác lạ của cơ hương ngưng mà làm trễ nãi công việc, đã nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Thậm chí có thể nói, anh bây giờ không hề giống như một trợ lý của tổng giám đốc, thật ra mọi người trong công ty đều biết anh chính là người có năng lực nhất ở đây. Đôi khi, quyền lực không phụ thuộc vào vị trí người ta đang ngồi, mà phụ thuộc vào việc người ta có quan hệ với ai, và có tư cách cùng ai ngồi nói chuyện. Tất cả mọi người trong công ty đều đã nghe nói đến mối quan hệ giữa Hoắc Khải và Triệu Vĩnh An. Khi cơ xuyên hải đại diện cho nhà họ Cơ đến chi tiền cho văn phòng chi nhánh, tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn thấy. Do đó, không cần biết Hoắc Khải rời bước đến bộ phận nào, mọi người trong bộ phận đó, từ giám đốc cho đến nhân viên bình thường đều đối xử với anh theo tiêu chuẩn cao nhất. Nếu chỉ nhiệt tình không thì không nói, đằng này còn tỏ ra vô cùng kính trọng như một thói quen. Hoắc Khải đã quá quen với việc này trước đây còn có nhiều lời tâng bốc dành cho anh hơn bây giờ nên bây giờ anh đối với mấy việc này cũng chỉ giống như gió thoảng mây bay sau khi anh thay đổi hệ thống quản lý của công ty hiệu quả của từng bộ phận cũng được nâng cao lên rất nhiều sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa hoác khải chuẩn bị đi đến bộ phận hậu cần để xem xét mặc dù đây là bộ phận trông có vẻ tầm thường và ít sinh lời nhất trong toàn bộ công ty nhưng trong mắt của hoác khải đây là một bộ phận rất quan trọng trong một công ty bất luận là việc đi công tác, đi điều tra thị trường hay là nghinh đón khách quý, đều cần có nhân viên hậu cần tham dự. Nếu bộ phận hậu cần làm tốt thì hiệu quả công việc có thể tăng lên ít nhất 20%, nếu không làm tốt thì toàn bộ công việc bị trì trệ cũng là chuyện bình thường. Lúc này chuông điện thoại của anh lại vang lên, cầm lên liếc qua một cái, hoắc khải liền nở nụ cười. Sau khi anh bắt máy, một giọng nói có phần hơi kích động cất lên trong điện thoại, thầy, em đang ở trong thành phố, thầy đang ở đâu? có thể gọi Hoắc Khải là thầy, trước mắt chỉ có một người là Vương Vũ Hành. Sau cuộc tấn công vào cổ phiếu công ty của Vương Trường Tín, Hoắc Khải đã hứa sẽ gặp Vương Vũ Hành. Trong mắt nhiều người, Vương Vũ Hành chẳng qua chỉ là một người nắm trong tay vài trăm triệu tiền mặt vốn nhàn rỗi để đầu tư, nhưng đối với Hoắc Khải, cậu ta chính là một khẩu đại pháo chính hiệu. Miễn là biết cách sử dụng, anh có thể dùng khẩu đại pháo này để giết người chỉ trong một phát bắn. Hơn nữa Việc Phương Vũ Hành đạt được thành tích như vậy chỉ trong vài năm cũng đã chứng tỏ được năng lực cá nhân của cậu ta. Đối với người tài, Hoắc Khải chưa bao giờ từ chối gặp mặt. Ngoài ra, việc anh phải làm bây giờ chính là đối phó với nhà họ Hoắc, cho nên đương nhiên cần phải nắm trong tay càng nhiều nhân tài càng tốt. Cậu đến quán trà lục lộ nằm trên đường hối xương chờ một lúc. Tôi sẽ đến đó trong khoảng 30 phút nữa, Hoắc Khải nói. Được, bây giờ em lập tức đi đến đó, Vương Vũ Hành vui vẻ nói. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải không đi đến bộ phận hậu cần nữa mà đi đến phòng hành chính. Anh nói với họ rằng anh phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như Tổng Giám Đốc Cơ có chuyện gì cần chỉ thị thì cứ gọi điện thoại cho anh là được. Những người trong phòng hành chính đương nhiên đồng ý, còn tiễn Hoắc Khải ra ngoài. Rời khỏi công ty, Hoắc Khải lái xe thẳng đến quán trà lục lộ. Hoắc Khải trong một lần tình cờ đi ngang qua quán trà này liền cảm thấy cách bày trí ở đây khá tốt, còn đang suy nghĩ rằng khi nào có thời gian sẽ đến uống thử trà ở đây. Mặc dù với tài sản hiện tại của anh, mua cân trà ngon có giá vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn cũng không thành vấn đề, nhưng cảm giác uống trà ở nhà và cảm giác uống trà trong quán trà hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Làm việc thích hợp trong một môi trường phù hợp, cái này gọi là biết cách tạo bầu không khí. Bầu không khí thích hợp là vô cùng quan trọng đỗ xe ở trước cửa quán trà, Hoắc Khải bước vào bên trong. Nhìn thoáng qua, anh thấy Vương Vũ Hành đang ngồi ở trong góc. Đã mấy năm rồi không gặp, thằng nhóc ngày xưa léo đéo theo anh hỏi han từng chút như một đứa trẻ tò mò vậy mà đã lớn tướng rồi. Bây giờ cậu ta đang mặc vest và thắt cà vạt, tóc tai gọn gàng tỉ mỉ, trông như một người thành đạt. Có điều ngoại hình của cậu ta nhìn đẹp trai theo kiểu giống như là một thư sinh hơn một người làm ăn. Hoắc Khải bước tới, ngồi xuống trước mặt vương vũ hành nhìn chén trà đã cạn đáy trước mặt rồi nói cậu ở đây bao lâu rồi vương vũ hành nhìn vị khách không mời nghe thấy giọng nói thì đột nhiên sững sờ là thầy sao cậu ta đã gặp hoác khải và biết thầy của mình trông như thế nào nhưng bây giờ hoác khải trước mặt cậu ta đã hoàn toàn khác so với trước đây nếu không phải giọng nói này giống hệt như trên điện thoại có khi vương vũ hành đã không tin nhưng ngay cả giọng nói trên điện thoại cũng đã khác hẳn ngày xưa sự nghi ngờ và dò xét lộ rõ trong mắt Vương Vũ Hành. Đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ có một số chuyện không tiện nói với cậu, nhưng dáng vẻ khi cậu làm rơi điện thoại di động xuống bồn cầu, rửa còn chưa kịp rửa đã vội bắt máy trả lời điện thoại của khách hàng, dáng vẻ đó tôi vẫn còn nhớ rõ, hoắc khải cười nói. Vương Vũ Hành khẽ giật mình khi nghe thấy điều này, sau đó tất cả sự nghi ngờ trong mắt cậu ta liền biến mất, mà thay vào đó là sự vui sướng những gì hoác khải vừa nói là những gì đã xảy ra khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi đó vương vũ hành vẫn còn là một người làm ăn nhỏ một lần khi đang đi vệ sinh thì có khách gọi đến cậu ta vội vàng kéo quần lên nhưng cũng không ngăn được chiếc điện thoại rơi xuống bồn cầu vương vũ hành lúc đó chỉ hốt hoảng nhặt điện thoại lên mặc kệ sự bẩn thỉu mà trả lời điện thoại cũng chính bởi vì chuyện này đã khiến cho hoác khải nhận thấy cậu ta có thể làm nên chuyện quyết định cho cậu ta một cơ hội mà chuyện này cũng là bí mật nho nhỏ giữa hai người, nói ra cũng có chút ngượng ngùng, nên ngoài bọn họ ra thì không ai biết Vương Vũ Hành vốn nổi tiếng trong giới đầu tư tiền nóng lại có lúc gặp phải chuyện thú vị đến như vậy. Chương 280, học trò. Hoắc Khải nói ra được chuyện đó chứng tỏ rằng anh không phải kẻ giả mạo. Còn tại sao thân thể, tướng mạo và giọng nói của anh lại thay đổi đến vậy thì cậu ta chẳng buồn quan tâm. Với Vương Vũ Hành, sư phụ của cậu ta chính là thần, chuyện gì cũng làm được nếu đã vậy thì thay đổi giọng nói và vẻ ngoài có tính là gì từ điểm này ta có thể nói vương vũ hành chắc chắn là một người hâm mộ điên cuồng của hoác khải mấy năm qua vì để được gặp lại hoác khải một lần nữa cậu ta đã phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm nguồn tiền nóng lớn trong mắt người khác được lấy về bằng cách dựa vào một lượng lớn tiền vốn để đánh lén cổ phiếu của người khác nhưng trên thực tế thì chuyện này nguy hiểm vô cùng cậu ta ăn lợi trên đồng cổ phiếu của người khác lúc lên lúc xuống chẳng lẽ đám xếp lớn kia sẽ nhẫn nhịn chắc. Gọi người đến đánh u đầu còn là nhẹ đấy, nặng hơn còn có thể khiến cậu ta trở nên tàn phế, thậm chí là mất mạng. Người ta có thể vì một trăm ngàn mà cũng dám giết người, đằng này là lợi nhuận tận mấy trăm triệu cho đến mấy tỷ. Kể cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng hận tiền nóng đến tận xương tủy. Nếu may mắn đi theo thì còn kiếm được chút lời, còn không thì khi mấy cái giới hạn giá xuống cùng rơi vào đầu thì có chạy cũng chạy không kịp. Những năm qua, Vương Vũ Hành bị không ít người theo dõi và tấn công. Cậu ta nhờ vào sự may mắn và nhanh trí nên lần nào cũng thoát thân được. Nhưng có mấy lần cậu ta đã bị cấp dưới bán đứng, phản bội, ôm tiền bỏ trốn, suýt chút nữa thì không đứng dậy nổi. Những khó khăn này chẳng khiến Vương Vũ Hành có ý định bỏ cuộc. Cho đến bây giờ, cậu ta vẫn rất ổn và còn trở thành một người chơi tiền nóng có danh tiếng. Mục đích của cậu ta không phải là kiếm tiền nói cách khác thì không chỉ đơn giản là kiếm tiền mà nhiều hơn là muốn chứng minh bản thân không hề phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Hiện giờ, khi cuối cùng cũng đã gặp được người mà mình muốn gặp, Vương Vũ Hành kích động vô cùng. Cậu ta nhìn Hoác Khải, hưng phấn đến nỗi không nói nên lời. Mà Hoác Khải thì lại bật cười và nói, mấy năm qua đi mà cậu vẫn bộp chụp như cũ, chẳng trường thành gì cả. Nếu để người nào quen thân với Vương Vũ Hành nghe được câu này thì chắc là sẽ cười đến đau ruột mất một người chơi tiền nóng nổi danh mà lại bị nói là bộc chộp nhưng vương vũ hành lại không hề phản bác lúc hoác khải nói thì cậu ta chỉ lúng túng cười và gãi đầu khiến mái tóc vốn đã dối tung kia của mình càng trở nên loạn hơn tại vì gặp được thầy cho nên em vui quá thôi ạ à. vương vũ hành cười khà khà ừ bao nhiêu năm rồi mà cậu cũng coi như có chút thành tích tôi còn phải cảm ơn cậu vì chuyện dược phẩm trường tín lần trước nữa ấy hoác khải nói thầy khách sáo quá nếu không nhờ sự dạy dỗ của thầy thì em cũng sẽ chẳng được như ngày hôm nay đâu. đừng nói là một công ty trường tín, cho dù là những công ty có giá trị hàng trăm tỷ trên thị trường kia, chỉ cần thầy ra lệnh thì em cũng sẽ hốt gọn luôn. Vương Vũ hành tự tin thể thốt. lời nói của cậu ta tràn đầy tự tin, như thể là làm những chuyện mà người bình thường khó tưởng tượng được như thế cũng dễ như trở bàn tay. Hoắc Khải không hề nghi ngờ sự tự phụ của cậu ta. tuổi trẻ điên cuồng. Nếu không có chút giã tâm nào thì cuộc đời thật quá nhàm chán. Cuống Hồ Vương Vũ Hành cũng chẳng phải đang nói dóc, công ty Dược Trường Tin mặc dù chỉ là một công ty mới lên thị trường của sàn NEEQ, so với các xí nghiệp lớn đã đứng vững trên sàn thì còn kém xa, nhưng Vương Vũ Hành còn chưa phát huy toàn lực mà đã có thể xử lý được cái công ty của Vương Trường Tín rồi. Cũng vì hoắc Khải không muốn đuổi giết đến cùng, nếu không cứ để Vương Vũ Hành ở đó thêm vài ngày nữa thì nhà Vương Trường Tín không chỉ đơn giản là bị chặt đứt đôi đâu mà có khi còn bị rút xuống còn một phần người ấy chứ. Nếu cậu không bận việc gì thì đến nhà tôi làm bữa đi, gặp luôn cả cô nữa, hoắc Khải nói. Thầy kết hôn rồi ạ, à, Vương Vũ Hành kinh ngạc, cũng tò mò hỏi là công chúa nhà ai mà lại khiến thầy tự nguyện rơi vào nấm mồ của tình yêu vậy ạ. À? Hôn nhân chưa bao giờ là nấm mồ tình yêu hết, mà dù có phải thì cũng là của người khác. Khi cậu tìm được người mình yêu thì sẽ hiểu thôi, Hoắc Khải cười nói. Những năm trước, anh cứ luôn cho rằng cả đời này bản thân sẽ chẳng kết hôn. Cho dù sau này có đính hôn với Đường Trọng Vi thì anh cũng không nghĩ rằng hôn nhân có liên quan gì đến tình yêu. Đường Trọng Vi là công chúa của tập đoàn Đường thị, đính hôn với cô ấy chỉ đơn giản là vì lợi ích gia tộc. Hoắc Khải luôn chỉ coi Đường Trọng Vi như em gái mình. Nhưng sau khi sống lại, anh đã gặp được Ninh Thần gặp được con gái của mình đường đường. Hai mẹ con cô khiến anh hiểu ra đâu mới là gia đình thật sự, cũng khiến anh biết được, khi anh thật sự yêu một ai thì sẽ không còn thấy sợ hôn nhân nữa. Vương Vũ Hành còn trẻ, có lẽ còn vì công việc mà không thể đi yêu ai, cho nên không có nhiều hy vọng về hôn nhân cũng là điều bình thường. Hai người vừa uống trà trong quán vừa nói chuyện, thỉnh thoảng hai người cũng nhắc đến chuyện quá khứ, câu trả lời của Hóc Khải càng khiến Vương Vũ Hành xác nhận rằng đây chính là thầy của mình cho dù có đổi thành dáng vẻ nào, giọng nói gì, thì ngữ khí, thần thái và cách nói chuyện của anh vẫn không thay đổi. Hàn Huyên khoảng hơn một tiếng, trà cũng được thay hai lượt, Hoắc Khải xem đồng hồ thì thấy đã đến giờ đi đón đường đường tan học, bèn gọi Vương Vũ Hành đi cùng. Biết Hoắc Khải đã có cả con, Vương Vũ Hành càng thêm kinh ngạc. Nhất là khi nói đường đường đã gần 8 tuổi thì cậu ta lại càng ngơ ngác hơn. Từ hồi quen thầy thì thầy vẫn còn một mình, thế mà mới mấy năm trôi qua, con gái thầy đã gần lên tám rồi. Là do hoác khải âm thầm giấu kín hay là, đổ vỏ, trong truyền thuyết, Vương Vũ Hành không dám hỏi. Sự kính trọng của cậu ta với Hoắc Khải đã trở nên sâu sắc từ bao nhiêu năm trước. Cho dù bản thân có đạt được thành tựu cỡ nào thì trong lòng vẫn luôn kính nể Hoắc Khải như cũ. Hoắc Khải cũng không định giải thích gì, bởi vì chuyện này quá phức tạp, không thể giải thích rõ chỉ trong mấy câu qua loa được. Ra khỏi quán trà, Hoắc Khải đưa Vương Vũ Hành đến trường học, Vương Vũ Hành cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Hoắc Khải lái một con Mercedes-Benz E-Class. Cấp độ của thầy đã vượt qua người bình thường rồi, đừng nói là một con E-Class, cho dù thầy có đi xe đạp thì cậu ta cũng chẳng thấy lạ. Nhưng lúc mở cửa xe ra, cậu ta lại cảm giác được một cảm giác bị thăm dò khó mà tả được. Kinh nghiệm vượt qua nguy hiểm suốt bao nhiêu năm đã khiến Vương Vũ Hành có một trực giác cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Cậu ta xoay đầu theo bản năng, nhìn theo hướng bị theo dõi thì thấy một người đàn ông ở đó. Người này nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu ta, tướng mạo cao lớn, khuôn mặt sáng sủa nhưng lại hơi lạnh lùng. Dáng vẻ nghiêm túc đứng ở bên đường đối diện giống như một con bù nhìn vô cảm vậy. Nhưng Vương Vũ Hành có cảm giác là nếu bản thân dám có bất cứ hành động nào khiến cho thầy mình gặp nguy hiểm thì người đó sẽ đến đây và giết chết cậu ta với tốc độ nhanh nhất. Hoác Khải cũng thấy người đàn ông đó, cũng nhận ra sự khác thường của Vương Vũ Hành bèn nói đó là đường thế minh một người từng học võ đánh đấm rất giỏi đấy đó là vệ sĩ của thầy ạ à, vương vũ hành hỏi cũng tính là vậy đi hoác khải gật đầu đáp theo di trúc của giáo sư triệu vĩnh an đường thế minh lựa chọn đi theo và bảo vệ hoác khải cùng lúc đó anh ta cũng học được những đạo lý mà bản thân không được học khi ở cạnh người khác theo lý mà nói anh ta nên làm tài xế của hoác khải để đi theo anh mọi lúc nhưng hoác khải lại cho rằng bản thân không đến mức cần đến một tài xế như vậy hơi phô trương huống hồ rất nhiều người đã gặp đường thế minh và đều đã biết anh ta rất lợi hại những kẻ đó nhìn thấy anh ta là đã không dám ra tay rồi như vậy tuy dọa được một đám người nhưng chưa hẳn là đã có lợi kẻ địch trốn trong bóng tối không hề dễ đối phó như khi đứng ở ngoài sáng vì vậy hoác khải cho đường thế minh lui về sau khi cần thì mới xuất hiện lúc không cần thiết anh ta cứ làm một người bình thường là được. Đường Thế Minh cũng rất nghe lời, không cần biết là nghe lời giáo sư Triệu Vĩnh An hay là Hoắc Khải. Tóm lại thì Hoắc Khải bảo anh ta ẩn náu, anh ta ít nhất cũng không chủ động lộ diện nữa. Hôm nay đơn giản là vì anh ta cảm nhận được mùi của nguy hiểm từ trên người của Vương Vũ Hành cho nên mới ra mặt. Cái mùi này chỉ có những người đã nằm ở bờ vực của nguy cơ suốt nhiều năm thì mới có. Khi chưa biết được đối phương là bạn hay thù, có làm gì uy hiếp đến tính mạng của Hoắc Khải hay không thì đường thế minh chỉ có thể đứng ra để dọa đối phương. Nhận được câu trả lời của Hoắc Khải, Vương Vũ Hành cũng không hỏi vì sao là vệ sĩ mà lại đứng ở bên đường đối diện chứ không đi theo sát bên cạnh nữa. Thầy đã sắp xếp thì chắc chắn phải có lý do, phận làm học trò thì không cần phải biết quá nhiều. Hoắc Khải khởi động xe và từ từ rời đi. Chương 281, nhân tài. Sau khi đến trường đón đường đường, Cô bé vui vẻ trèo lên xe rồi ấn mở cửa kính xe để vẫy tay, hét chào đám bạn học thật to. Ở trường tiểu học này chẳng có mấy người đi xe có giá trị hơn 500 ngàn, cho nên chiếc mercedes ben E-Class này vẫn rất thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ của thầy cô và bạn bè, đường đường mới hài lòng đóng cửa kính lại. Sau đó, cô bé nhìn Vương Vũ Hành đang ngồi ở ghế lái phụ và hỏi, chú ơi, chú là bạn của bố cháu hả? À? Không, anh là học trò của thầy anh tên Vương Vũ Hành, Vương Vũ Hành nhiệt tình giơ tay ra. Hoắc Khải từng nói sẽ đưa cậu ta đi gặp cô. Câu nói này khiến Vương Vũ Hành cảm thấy sự khổ cực suốt bao nhiêu năm của cậu ta đã không hề uổng phí. Nói là đi gặp cô thì đương nhiên là đã thừa nhận mối quan hệ thầy trò với cậu ta rồi. Không có chuyện gì có thể khiến Vương Vũ Hành vui hơn thế. Nhất là khi thấy cô bé đường đường, dáng vẻ đáng yêu của cô bé càng khiến Vương Vũ Hành như gặp được một thiên sứ nhỏ vậy. Cậu ta là học trò của Hoắc Khải, Đường Đường lại là con gái của Hoắc Khải, hai người coi như cùng một cấp bậc. Nếu là cổ đại thì chính là sư huynh, sư muội. Mặc dù nói bây giờ không quan trọng việc này nữa, nhưng cậu ta gọi Đường Đường là em thì cũng không sai. Đường Đường cũng không sợ người lạ, cô bé mở to mắt, tò mò nói chuyện với Vương Vũ Hành. Học trò, học trò kiểu gì cơ? Bố còn biết cả võ cơ à? Trong tâm trí của cô bé còn ngây thơ này, chỉ có học võ như trong phim thì mới gọi nhau như thế. Một cô bé tò mò hỏi chuyện và một người lớn sẵn lòng nịnh nọt cứ thế mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Lúc này, điện thoại của Hoác Khải vang lên, anh cầm lên xem thì là cơ sương minh gọi đến. Lão Phong à, đang ở đâu đấy, cơ sương minh mồm đầy mùi rượu. Hoác Khải có thể khẳng định là tối qua hắn ta lại uống say nữa, đến giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Cách nói chuyện của hắn ta với Hoác Khải bây giờ y hệt như người anh em kết nghĩa vậy, hơi tí là lão phong ơi lão phong à người lạ nghe được khéo còn tưởng hoác khải đã bốn năm mươi tuổi rồi mất đón con gái tan học sao thế hoác khải hỏi thẳng không phải là anh không thích cái kiểu nhiệt tình của cơ sương minh bây giờ mà là không đánh giá cao những người mồm cứ thở ra là có hơi rượu cơ sương minh cười khà khà nói có chuyện tốt đây đưa con gái đến đây ăn luôn đi tôi giới thiệu cho anh một người này hoác khải trả lời không hề do dự trưa nay nhà tôi có khách, tạm thời đang bận. Khoảng một giờ chiều tôi sẽ qua đó nhé. Ây da, tôi đã bảo rồi, đây là một nhân tài quan trọng đó. Anh phải mau chóng mà thu nhận chứ, một giờ cái gì mà một giờ. Đến lúc đấy cơm canh chả nguội hết rồi, cơ sương minh nói. Bất kể hắn ta có nói gì thì Hoác Khải cũng kiên quyết nói ăn trưa xong mới tới. Hoác Khải cho rằng, Nhân tài mà cơ xương minh tìm được quan trọng cỡ nào thì cũng đều không thể hữu dụng bằng vương vũ hành được đừng nghĩ rằng vương vũ hành chỉ biết đến cổ phiếu thật ra cậu ta là người tài cao học rộng rất giỏi ở nhiều mặt người có thể xông pha trong cái thị trường cổ phiếu này đều quan trọng với hoác khải hơn bất kỳ nhân tài nào khác việc anh cần làm là đối kháng với nhà họ hoác mà nhà họ hoác lại là một gia tộc giàu có anh cần những người như vương vũ hành giúp đỡ cơ sương minh tuy không vui nhưng cũng không dám ép buộc thêm dù sao thân phận và vị trí của hoác khải bây giờ còn cao hơn hắn ta nhiều cuối cùng sau khi lầu bào đòi hoắc khải ăn xong thì phải đến luôn, hắn ta mới chịu cúp điện thoại. Vương Vũ Hành ngồi bên ghế lái phụ, hỏi thầy ơi, em có làm lỡ dở chuyện gì của thầy không? Không có gì, cứ đi mua chút đồ ăn đã. Trưa nay tôi sẽ làm một nồi lòng hầm đậu phụ thật to cho cậu ăn, Hoắc Khải cười nói. Mắt Vương Vũ Hành sáng lên, gật đầu như dã tỏi. Thời còn đi học, nhà thì nghèo, Mặc dù cậu ta có làm ăn kiếm ra được chút tiền nhưng cũng không nỡ dùng mà phần lớn đều gửi về nhà hết. Khi đó, thứ cậu ta ăn nhiều nhất chính là mì gói, thỉnh thoảng có thêm lạp xưởng hay trứng gà cũng coi như phong phú lắm rồi. Ngày đầu tiên gặp được Hoắc Khải, cậu ta được ăn một nồi lòng hầm đậu phụ do chính tay Hoắc Khải nấu, cho đến giờ cậu ta vẫn không quên mùi vị. Mà suốt mấy năm nay, mỗi khi nghĩ về Hoắc Khải, Vương Vũ Hành đều bất giác nhớ tới món ăn đó. Cậu ta đến vô số quán ăn và gọi món này, nhưng ăn thế nào cũng không thể nếm được cái vị mà cậu ta muốn. Hôm nay được gặp Hoác Khải, lại được anh hứa sẽ tự tay nấu món này cho, Vương Vũ Hành vui sướng vô cùng. Bởi vì đó không đơn giản chỉ là một món ăn, mà còn là bằng chứng cho tình thầy trò của cả hai. Trước khi về nhà, Hoác Khải đến chợ mua thức ăn. Ngoài lòng và đậu phụ ra thì anh còn mua cả cua mà đường đường thích ăn nhất để làm món cua thơm cay anh cũng đã gọi điện cho ninh thần nói là có một người khách quan trọng tới thăm bảo cô trưa nay phải về nhà ninh thần đương nhiên sẽ không từ chối hoác khải vừa dừng xe thì ninh thần cũng từ trên taxi đi xuống anh phong cô gọi anh một tiếng rồi đi tới vương vũ hành tò mò nhìn ninh thần sau đó mới cười hi hí với hoác khải chẳng trách thầy lại muốn kết hôn hóa ra là cô xinh đẹp nhường này nông cạn hoác khải đáp trong lúc nói chuyện Ninh thần đã đi đến trước mặt hai người. Cô nhìn Vương Vũ Hành, tò mò không hiểu cậu trai trẻ hơn mình nhiều tuổi thế này là ai mà lại khiến cho Hoác Khải phải đích thân gọi điện thông báo cho cô về nhà ăn trưa. Không cần Hoác Khải giới thiệu, Vương Vũ Hành đã chủ động vươn tay ra và nhiệt tình nói với Ninh thần, Em chào cô, em là Vương Vũ Hành ạ. À. Giọng điệu và ánh mắt cung kính của cậu ta khiến Ninh thần sừng sốt. Cứ tưởng là Hoác Khải nói đến người nào quan trọng cỡ giáo sư triệu Vĩnh An. Ai ngờ lại là học trò của anh. Nhưng sao anh lại có học trò? Mà còn học cái gì chứ? Ngày trước rảnh rỗi anh có chơi cổ phiếu mấy ngày, cũng nhận một học trò là cậu ấy, Hoắc Khải giải thích qua loa. Ninh Thần, ồ, một tiếng rồi thôi. Lý Phong cũng từng chơi cổ phiếu, nhưng thua đến mức suýt thì không còn quần để mặc. Từ đó, anh ta lập tức xóa cái phần mềm chứng khoán đi và chẳng bao giờ đăng nhập lại nữa. Kể cả sau khi Hoắc Khải sống lại, Ninh Thần cũng chưa thấy anh chơi cổ phiếu bao giờ. Lúc này, Hoác Khải lại nói nhận học trò từ lúc chơi cổ phiếu, Ninh Thần dĩ nhiên sẽ cho rằng người học trò này chắc cũng kiểu thích chơi cổ phiếu cho vui. Một người có trình độ đầu cơ cổ phiếu thảm thương đến đáng sợ thì có thể dạy dỗ ra được học trò như thế nào chứ? Mặc dù không biết Vương Vũ Hành có thân phận gì mà lại đi nhận một người không biết chơi cổ phiếu như Hoác Khải làm thầy, nhưng đã tới rồi thì vẫn phải nhiệt tình đón tiếp, cho dù có là khách khứa bình thường đi chăng nữa nên ninh thần lịch sử bắt tay với vương vũ hành và mỉm cười đáp, xin chào, tôi là ninh thần. chương 282, Vốn Hồng Đạt Sau khi bắt tay, chủ khách cùng tiến vào phòng. Vương vũ hành không hề tò mò mà đánh giá cách bầy biện trong nhà, tuy rằng sâu trong thâm tâm cậu ta vẫn cảm thấy kinh ngạc khi thấy thầy và cô mà lại sống ở nơi soàng xĩnh như thế này, nhưng chốt lại vẫn chỉ là một câu nói đó. Nếu đã là người hâm mộ bất chấp, thì cho dù thầy có làm gì thì đều là có lý do cả trong nhà có hơi đơn giản một chút, đừng để ý nhé. Muốn uống gì không? Có trả với nước ép đấy, nhưng mà cũng không phải là đồ tươi mới gì. Ninh Thần khách sáo hỏi. Qua một khoảng thời gian dài luyện tập, cô đã dần dần học được cách làm thế nào để phán đoán điều kiện kinh tế của một người chỉ từ cách nói chuyện và cách ăn mặc. đương nhiên rồi, học được kỹ năng này không phải là để phân biệt tầng lớp trên hay tầng lớp dưới, mà đây chỉ là thói quen. Hoắc Khải từng dạy cô nói chuyện với người ở tầng lớp khác nhau thì phải sử dụng cách thức khác nhau như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất em giống thầy ạ à, đều thích uống trà vương vũ hành nói ninh thần nhìn hoác khải một cái gật đầu rồi đi pha trà đường đường thì lại bê ghế đến gần ngồi xuống cạnh bên vương vũ hành ngẩng đầu lên mà tò mò hỏi anh dì ơi có phải là bố em giỏi lắm không đương nhiên rồi vương vũ hành trả lời thế anh giỏi được bằng mấy phần bố em đường đường lại hỏi Vương Vũ Hành nghiêm túc nghĩ một lát rồi trả lời, ba, bốn phần gì đấy. Đây quả thực không phải là khiêm tốn, có thể giỏi được bằng ba, bốn phần hoắc khải thì đã có thể sống rất khá khẩm trên thế giới này rồi. Thế là đường đường lại bĩu môi nói, vậy thì anh kém thật đấy. Vương Vũ Hành hơi ngây ra, sau đó liền bật cười lớn. Tính cách nghịch ngợm của đường đường rất phù hợp với sở thích của cậu ta, thêm một phần lý do cũng là vì hoắc khải, yêu ai yêu cả đường đi lối về đương nhiên lại càng thêm yêu thích cô bé không lâu sau ninh thần đã bưng trà lên pha trà tốt nhất nên dùng nước suối sau đó là nước giếng cuối cùng là nước khoáng nước máy còn không được xếp vào phạm vi lựa chọn chủ yếu là mùi vị của những chất có trong nước máy ảnh hưởng rất lớn đến hương vị của trà cho nên ít nhất cũng phải dùng nước đóng chai cô vẫn chưa học được cách pha trà chỉ đơn giản là đun sôi nước rồi đổ cùng với lá trà vào ấm trà thôi còn lá trà cô pha lại chính là vua trà thiết quan âm có giá lên đến cả triệu nhân dân tệ do phương xương thịnh tặng. May là cô còn biết đổ nước đầu của thiết quan âm đi, nước cũng dùng nước vừa đun sôi ban nãy, nếu không thì quả là lãng phí một thức trà ngon như vậy. Cho dù cách thức pha trà của ninh thần vô cùng nghiệp dư, cũng may là nhờ có chất lượng của vua trà, hương thơm vẫn tỏa ra trong không khí. Sau khi đổ trà vào ly, mùi hương tỏa ra bốn phía càng đậm đà hơn nữa. Vương Vũ Hành người xong, nóng lòng cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Nước trà nóng bỏng, mùi vị của nước máy không phải quá ngon nhưng vẫn làm cậu ta không khỏi gật gù tán thưởng, trà này ngon thật. Này là do một người bạn tặng đấy, nếu cậu thích thì lát nữa cứ cầm về một ít, hoặc khải nói. Ninh thần lén nhìn anh một cái, nhưng không hề lên tiếng. Cả triệu mới được nửa cân thiết quan âm, Ninh quốc năng không nỡ uống nên mới trả lại cho anh nửa cân. Thức trà này gần như đều là dùng để tiếp đãi những vị khách tôn quý nhất nhưng bây giờ Hoắc Khải lại đem đi tặng người khác, trong mắt Ninh Thần ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút xa xỉ. Nhưng cô không rõ mối quan hệ của Hoắc Khải và Vương Vũ Hành, càng không biết cậu trai trẻ gọi chồng mình là thầy này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nếu chồng mình đã nói là tặng, thì cứ tặng thôi, cô thì cũng không có ý kiến gì. Còn Vương Vũ Hành thì lại cảm thấy, phán đoán của mình không hề sai. Loại trà có chất lượng như thế này, giá cả ít cũng phải đến 6 chữ số, tuy rằng thầy ở một nơi không ra gì lắm, nhưng nước trà vẫn là hàng tốt như vậy, chứng tỏ không phải thật sự xa sút mà càng giống người khôn tìm nơi vắng vẻ như các cụ nói ngày xưa hơn. Hoắc Khải bảo cậu ta cầm lá trà về, Vương Vũ Hành cũng không hề từ chối. Dưới sự hun đúc của Hoắc Khải, cậu ta từ lâu đã yêu trà đến tận xương tủy. Với thức trà có chất lượng cao cấp như vậy cậu ta nào nỡ bỏ qua. Hơn nữa đây lại còn do thầy tặng nữa chứ không được từ chối đồ mà bề trên tặng cũng là một loại lễ phép. Sau đó Hoắc Khải đích thân xuống bếp làm món cua thơm cay mà đường đường thích ăn nhất, lại nấu món ruột già hầm đậu phụ mà Vương Vũ Hành mong đợi đã lâu. Mấy người ăn hết sạch cả một nồi cơm, không lãng phí một hạt cơm nào. Vương Vũ Hành và đường đường ôm bụng đánh ở một cái, rồi mỗi người lại khen tài nấu ăn của Hoắc Khải thêm một lần. Tuổi của hai anh em phải chênh nhau đến giáp dưới, nhưng tính cách lại có nhiều điểm tương đồng, Ninh Thần thấy vậy thì cười rất vui vẻ. Vốn Hoắc Khải còn muốn nói chuyện với Vương Vũ Hành thêm chút nữa, nhưng Cơ Sương Minh lại gọi điện tới, một mực nói rằng hôm nay phải gặp một người rất quan trọng, bảo Hoắc Khải nhất định phải đến một chuyến. Cơ Sương Minh là người kế vị mà Cơ Xuyên Hải đã âm thầm định sẵn, cho dù sau này Cơ Hương Ngưng có thao túng được nhà họ Cơ thì nhân vật như thế này cũng không thể tùy tiện đắc tội. Càng là người không có năng lực thì càng dễ lôi kéo, càng dễ trở thành trợ thủ đắc lực chỗ khó nhất của cơ hương ngưng khi muốn thay thế cơ chấn hùng trở thành chủ tịch của dòng họ chính là thiếu mất đội ngũ của riêng mình. Tuy rằng có thể thuyết phục được những nhân vật bề trên như cơ xương hải, nhưng những thành viên khác trong dòng chính thì không khả thi lắm. Cho nên ứng viên kế vị trong lớp trẻ như cơ xương minh đây là thích hợp nhất. Sau khi suy đi tính lại, Hoác Khải đành phải đồng ý lời mời của cơ xương minh. Nhưng nghĩ đến việc Vương Vũ Hành dù gì cũng là đàn ông, để cậu ta lại ở nhà cũng bất tiện, Thế là anh quyết định đem luôn cậu ta theo. Dù sao muốn qua mặt Cơ Sương Minh thì vẫn phải tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện tiếp theo với Vương Vũ Hành. Vương Vũ Hành cũng không phản đối, với kiến thức của cậu ta bây giờ, cho dù có gặp người như thế nào cũng sẽ không lo sợ. Sau khi dọn dẹp nồi niêu xong chảo xong, Hoắc Khải và Vương Vũ Hành lái xe đến quán trà mà Cơ Sương Minh đã nói. Cơ Sương Minh nghiện rượu ăn vào máu, không có hứng thú gì với trà. Hắn ta chọn nơi này thứ nhất là để trông mình có vẻ có chiều sâu, thứ hai là hắn ta biết Hoác Khải thích uống trà. Sau khi vào quán trà, Hoác Khải và Vương Vũ Hành tiến vào phòng bao. Trong phòng họ thấy có cơ sương minh và một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, đeo kính đang ngồi đó. Cơ sương minh thấy Hoác Khải đến thì vui vẻ vô cùng, lập tức đứng dậy giới thiệu, giám đốc cao, vị này chính là trợ lý lý mà trước đây tôi đã nói với anh. Cậu lý, đây là giám đốc cao, đến từ công ty vốn hồng đạt, vốn hồng đạt khoác khải nghe thấy cái tên này liền lập tức hiểu cơ sương minh muốn làm gì vốn hồng đạt là một công ty chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành ipo và niêm yết họ có rất nhiều quỹ để giúp anh hoàn thành việc sáp nhập và tổ chức lại trước khi đưa lên thị trường sau khi cổ phiếu của anh được phát hành thì phải rút tiền và trả lại họ sau ipo phát hành lần đầu ra công chúng sau khi hoàn thành ipo thì sẽ trở thành công ty đại chúng trong quá trình hoạt động họ sẽ tính hoa hồng từ 10% đến 15% tùy theo quy mô, lãi suất của các khoản tạm ứng cũng phải trên 20%. Nói một cách đơn giản thì để vốn hồng đạt hỗ trợ hoạt động IPO, chỉ riêng khoản đầu tư vốn đã tiêu tốn hơn 30%. Giá trị tài sản của một công ty đại chúng tối thiểu phải là một tỷ nhân dân tệ, tức là khi lên sàn chứng khoán, vốn hồng đạt có thể nhận được thù lao tối thiểu là 300 triệu tệ. Trong mắt nhiều người, đây hẳn là một con số rất đáng sợ. Nhưng đối với các nhà đầu tư thì chỉ khi cổ phiếu được niêm yết, họ mới có thể rút nhiều tiền mặt và thực sự bước vào giới nhà giàu, chạm đến đỉnh cao của tự do tài chính. Đừng nói là 30%, cho dù là 40%, 50% họ cùng đều chấp nhận làm. Dù sao thì chỉ cần lên thị trường thành công thì giá trị tài sản ròng của họ phải tăng lên gấp trăm lần, số tiền ít ỏi này tính là gì? Hơn nữa đây cũng không phải do bọn họ tự bỏ tiền túi ra mà đều là dùng tiền của công ty. Cơ Sương Minh cũng là một người rất có tham vọng. Công ty chi nhánh nhà họ cơ bây giờ có khối lượng kinh doanh lớn và thị phần cao, ngoài giá trị tài sản không đạt ngưỡng thì mọi thứ khác đều không tệ. Cho nên cơ sương minh tìm vị giám đốc cao này đến có lẽ là mong công ty vốn hồng đạt này có thể ra tay giúp đỡ để công ty chi nhánh nhà họ cơ có thể được đưa lên thị trường và kiếm tiền về. Nhiều người cảm thấy rằng trừ việc kiếm lời ra thì đưa công ty lên thị trường không có lợi ích nào khác, chỉ khiến người ta lại làm loãng vốn chủ sở của mình mà thôi nhưng thực ra, trong quá trình vận hành vốn thì trở thành công ty đại chúng là việc không thể thiếu. Doanh nghiệp nhà nước không niêm yết vì họ có hậu thuẫn, còn doanh nghiệp tư nhân thì làm gì có sự hỗ trợ đó. Nếu họ muốn mở rộng và chiếm lĩnh nhiều thị trường hơn, họ bắt buộc phải lên sàn chứng khoán để thu được lượng vốn khổng lồ. Dựa vào lợi thế tuyệt đối về tiền bạc để hạ gục đối thủ ngay trong một lần. Cho dù ở trong bất kỳ ngành nghề nào, miễn là có thể trở thành người dẫn đầu thì kiếm tiền tuyệt không phải là vấn đề. Hoắc Khải không hề phản đối việc công ty chi nhánh nhà họ cơ niêm yết, chỉ có điều vốn hồng đạt là quỷ hút máu có tiếng trong ngành. Nhìn bề ngoài họ chỉ được chiết khấu khoảng 30%, trên thực tế, trong quá trình hoạt động, họ thường bán một số bí mật công ty mà họ có được cho các công ty cạnh tranh với giá cao. Sau khi công ty đối thủ có được văn kiện cơ mật, họ sẽ có những bố trí mang tính đối đầu, từ đó vốn hồng đạt có thể lấy lý do là tác động gặp trở ngại, đầu tư vào thêm càng nhiều vốn, đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Chương 283, khuyên bảo. Một công ty như vậy sẽ gây ra những tổn thất không thể tưởng tượng được cho các doanh nghiệp đại chúng. Có thể lúc mới niêm yết thì anh sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng một khi gặp sự cố thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Hoắc Khải đã từng đối đầu với công ty Vốn Hồng đạt nên biết rõ điểm tối của công ty này. Theo quan điểm của anh, bất kể công ty chi nhánh của nhà họ Cơ có được lên thị trường tách biệt với tổng bộ của dòng họ hay không, đều không nên để công ty Vốn Hồng đạt nhúng tay vào nếu không, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng trước mặt mọi người, Hoác Khải cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, dựa vào tính cách của cơ sương minh, cho dù anh có nói hắn ta cũng chưa chắc chịu nghe. Cao Lạc Sơn bắt tay với Hoác Khải, cười vô cùng thân thiện nói, đã nghe danh trợ lý Lý từ lâu, không ngờ lại còn trẻ như vậy, quả thật là hậu sinh khảo ý. Nghe nói quan hệ của cậu với chủ tịch Miêu mấy người họ rất tốt không biết có cơ hội nào để giúp tôi liên hệ được với chủ tịch Miêu không? Tôi ngưỡng mộ người đứng đầu doanh nghiệp Seiko đã lâu lắm rồi. Giám đốc Miêu mà anh ta nói đương nhiên là chỉ Miêu Nhất Khoa. Doanh nghiệp Seiko dưới chướng Miêu Nhất Khoa có thể nói là đứng trong top đầu cả nước. Tuy doanh nghiệp này không làm quá nhiều chuyện giật gân nhưng chất lượng thì không chê vào đâu được và đã tích lũy được một lượng lớn khách hàng trung thành. Mục tiêu của Cao Lạc Sơn rõ ràng không phải là bản thân Miêu Nhất Khoa, dù sao thì công ty của ông ta đã niêm yết từ lâu với giá trị thị trường hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Mục tiêu của anh ta là những ông chủ lớn có hợp tác với Miêu Nhất Khoa kia. Đừng thấy có người đến nay tài sản chỉ có chục triệu hoặc vừa mới hơn trăm triệu, nhớ đâu có người lại suy nghĩ viển vông, muốn được niêm yết sản chính thì sao? Công ty vốn hồng đạt muốn tiếp cận nhất chính là người như vậy. Dễ lừa, nghe lời, lại không có năng lực phản kháng gì. Nếu may mắn là có thể thu về được mấy công ty mới có tiềm lực mạnh mẽ, đóng gói lại một chút là có thể bán đi với giá gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần so với giá gốc. Hoắc Khải cười mỉm, nói tôi không thân với chủ tịch Miêu lắm, chỉ e là không giúp được gì. Mấy người có ý đồ đã nghe đến mòn tai mối quan hệ của Hoắc Khải với Triệu Vĩnh An từ lâu. Nhất là những người quản lý cấp cao của công ty vốn Hồng Đạt như Cao Lạc Sơn đây càng như sấm bên tai. Vốn dĩ Cơ Sương Minh chỉ là phó tổng giám đốc công ty chi nhánh nhà họ Cơ, cho dù có là người thuộc dòng chính của nhà họ Cơ thì hắn ta cũng không phải là nhân vật gì đáng kể trong mắt Cao Lạc Sơn. Một phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh chẳng là cái gì cả. Bên cạnh đó, nhà họ Cơ là một doanh nghiệp gia đình, có quá nhiều lợi ích liên quan, khả năng lên sàn tổng thể là cực kỳ nhỏ, cho dù có là bên công ty vốn Hồng đạt thì nó cũng có giá trị rất thấp. Còn về công ty chi nhánh thì càng không phải nói trước nay chưa từng nghe nói có công ty chi nhánh của dòng họ nào mà lại tự mình lên thị trường trước cả, cho dù công ty vốn Hồng Đạt có chịu giúp đỡ thì trụ sở chính của nhà họ cơ có thể đồng ý hay sao? Cao Lạc Sơn đồng ý gặp mặt với cơ sương minh cũng là vì suy nghĩ từ nhiều phương diện. Thứ nhất là anh ta muốn gặp thử Hoắc Khải, để thông qua quan hệ của anh mà tiếp cận được với nhóm khách hàng của Miêu Nhất Khoa. Mặt khác là cơ sương minh cứ một mực ra vẻ rất muốn được lên thị trường để làm ông chủ, gấp rút bắn nhắng, vừa nhìn đã thấy ngu ngốc không chịu được. Tên ngốc như vậy, không lừa tiền hắn ta thì lừa ai? Dù sao thì hoạt động vốn cũng không có chuyện chắc chắn thành công 100%, thỉnh thoảng thất bại một lần cũng là chuyện thường. Ai bảo mấy người chỉ là công ty chi nhánh, lại còn cách ngưỡng cửa thị trường chứng khoán xa vời vợ chứ? Mà chuyện anh ra muốn làm nhất lại bị hoác khải từ chối thẳng thừng. Không thân lắm cái gì cơ. Người trong thiên hạ này đều biết cậu là người kế thừa mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An, đám người miêu nhất khoa cũng không chỉ một lần bàn luận về vị sư đệ nhỏ này ở nơi công cộng. Quan hệ như thế, cậu bảo không thân là không thân à? Cao Lạc Sơn không phải kẻ ngốc, nhìn ra được ngay Hoắc Khải căn bản không hề muốn giúp anh ta, đến cả lý do từ chối cho tử tế cũng lười không thèm nghĩ. Lời từ chối cứng rắn như vậy làm Cao Lạc Sơn khó mà xuống nước, trong lòng cũng tràn ngập sự bất mãn đối với Hoắc Khải chẳng phải chỉ là chó ngáp phải ruồi kết bạn được với lão triệu vĩnh an kia thôi sao cứ làm như mình thật sự giỏi lắm vậy quả nhiên là một người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày cơ xương mình thấy được vẻ mặt sượng sùng của cao lạc sơn lại thêm chút vẻ không vừa ý liền vội lên tiếng ôi trà trợ lý lý không phải có ý như vậy đâu chỉ là anh ấy chưa quen được với thân phận đấy thôi hơn nữa tính lại hay ngại nên không dám mở lời thôi mà chuyện này để sau hãng nói giờ ta bàn chuyện chính trước đi anh lý lần này chúng ta hẹn giám đốc cao đến đây không phải vì chuyện gì khác mà chính là kế hoạch niêm yết bảng chính của công ty chi nhánh chúng ta anh vội vàng quá rồi chúng ta vẫn chưa có tư cách để niêm yết bảng chính đâu phải đợi ít nhất hai năm nữa mới được khoác khải thẳng thừng ngắt lời cơ xương minh cơ xương minh không quá để ý đến việc anh ngắt lời lại tiếp tục nói anh không hiểu đâu bây giờ công ty chi nhánh của chúng ta đã có thị phần rất cao rồi, nếu công ty vốn hồng đạt có thể. Thị phần cao không có nghĩa là chúng ta có tư cách đưa công ty lên thị trường, đây là hai khái niệm khác nhau, hoắc khải lại một lần nữa ngắt lời cơ sương minh. Sắc mặt của cơ sương minh cũng có chút khó chịu, nói sao lại khác nhau, chỉ cần công ty vốn hồng đạt giúp chúng ta nâng được giá trị tài sản lên cao, có thể đạt tới ngưỡng gia nhập, thúc đẩy một chút là có thể lên sản kiếm tiền, đến lúc đó chúng ta có được hỗ trợ tài chính lớn là làm cái gì cũng dễ, có nhiều lợi ích lắm. Ngưỡng tham gia IPO đúng là một tỷ nhân dân tệ trở lên, nhưng đạt ngưỡng không có nghĩa là anh có thể vào. Hơn nữa ngay cả khi anh miễn cưỡng vào được thì thực sự cũng chỉ là một con cừu đang chờ bị giết thịt mà thôi. Loại thị trường thứ cấp này, làng sói đói mồi ẩn nấp đầy ra kia, một khi công ty nhỏ như của anh bước vào, nói thẳng ra là cúng tiền cho người ta, Vương Vũ Hành đột một nói cậu ta nhìn ra được Hoắc Khải không hề tán đồng hành động đốt cháy giai đoạn như thế này, đương nhiên là phải nói giúp sư phụ mình. Ai mà ngờ cơ xương minh chẳng những không nghe cậu ta khuyên mà ngược lại còn không vui, chừng mắt nói cậu là ai, nói lung tung cái gì ở đây đấy. Thị trường thứ cấp do Ủy ban Quản lý Ngân hàng Hoa Hạ Quản lý, chúng tôi chỉ làm việc mình nên làm mà thôi, không lẽ người khác có thể giật tiền từ trong tay của chúng tôi sao? Tôi thấy cậu còn khá trẻ, mới tốt nghiệp đại học đúng không? cậu kinh doanh cổ phiếu được vài năm rồi chứ gì. Đừng nghĩ cậu kinh doanh cổ phiếu vài năm là đã thực sự trở thành ông trùm. Thị trường vốn này cậu vẫn phải học nhiều lắm. Cao Lạc Sơn cũng nói theo, giám đốc cơ nói không sai, thị trường vốn còn rất nhiều những ngưỡng cửa khác, đừng nói là người trẻ tuổi như cậu, cho dù có là tôi thì cũng có lúc gặp phải rắc rối. Vương Vũ Hành cười hề hề, không hề lên tiếng. Lúc mà con cá xấu về tiền nóng như cậu ta đang làm mưa làm gió trên thị trường thứ cấp, hai vị trước mặt đây còn không biết là đang làm cái gì, bây giờ lại dám nói cậu ta không hiểu. tuổi còn trẻ không đồng nghĩa với việc không có tư cách nói chuyện. nếu những lời này là Hoắc Khải nói thì Vương Vũ Hành cũng chịu nhận, nhưng Cơ Sương Minh với Cao Lạc Sơn có thân phận gì mà có tư cách dạy dỗ cậu ta? đối với các doanh nghiệp bình thường mà nói thì công ty vốn Hồng Đạt có thể tính là cơ quan hàng đầu trên thị trường vốn rồi, nhưng đối với Vương Vũ Hành thì đây chỉ là một tổ kiến đầy lỗ hổng mà thôi. Chỉ cần lực nước đủ lớn là đã có thể dễ dàng rửa trôi bọn họ. AxiMed có thể nâng cả trái đất bằng một cây gậy, trên thị trường vốn thì mức quỹ tầm trăm triệu là đủ để làm được rất nhiều thứ. Đương nhiên rồi, làm được không có nghĩa là có thể làm. Nếu Vương Vũ Hành thực sự dám thao túng cổ phiếu để phá hủy hoàn toàn một công ty thì cậu ta cũng sẽ bị rất nhiều nơi nhắm tới, kể cả ủy ban quản lý ngân hàng hoa hạ cũng sẽ không bỏ qua. Thấy Vương Vũ Hành không nói thêm câu nào. Cao Lạc Sơn nhìn Hoác Khải nói, trợ lý lý, tôi không rõ người mà cậu đưa tới là ai, có thể là cấp dưới hoặc bạn bè của cậu, có điều rõ ràng là cậu ấy không hề biết nhiều về thị trường vốn, nhưng chắc cậu chắc sẽ hiểu được rằng việc niêm yết cổ phiếu ra lên sàn chứng khoán là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp và cũng là điều có lợi nhất. Công ty vốn hồng đạt chúng tôi đã giúp đỡ hàng chục công ty hoạt động IPO thành công và đạt được những kết quả đáng kể, được cả ngành được công nhận. Chỉ cần công ty chi nhánh của nhà họ cơ sẵn sàng hợp tác, Việc lên thị trường không phải là không thể. Hoắc Khải không hề trả lời Cao Lạc Sơn, chỉ nhìn về phía Cơ Sương Minh hỏi, "Chuyện này anh đã hỏi qua giám đốc cơ chưa?" "Hỏi rồi, cô ta nói là công ty đang trong giai đoạn sơ khai, chỉ mong mọi thứ ổn định, không quan tâm lắm đến việc đưa công ty lên sàn." Tôi không nói cho cô ta hiểu ra được nên mới tìm anh đến còn gì. Anh nhìn xa trông rộng, chắc chắn là hiểu lý lẽ hơn cô ta, Cơ Sương Minh nói, "Hơn nữa tôi đã trao đổi với giám đốc cao rồi." Theo ước tính, hoạt động IPO lần này của công ty vốn hồng đạt sẽ tiêu tốn khoảng 800 triệu nhân dân tệ, và họ chỉ tính thu chúng ta 8% hoa hồng, còn lãi suất vốn thì chỉ thu 15%, như thế tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền. Anh không biết đấy chứ, các công ty khác đều có khởi điểm ở mức 30% còn chúng ta chỉ có 23%. Hoác Khải nghe mà lòng thầm thở dài, chẳng trách ngày trước cơ xương minh chèn ép cơ hương ngưng đến thở không ra hơi. Nhưng vẫn luôn chẳng thể thật sự đè bẹp được cô ấy với đầu óc như thế này, chỉ có thể dựa vào ưu thế dòng chính mà đi chèn ép người khác thôi. chương 284, đàm phán thất bại. Vương Vũ Hành ở bên cạnh trên ngang, phó tổng giám đốc cơ, tôi thấy hình như anh hiểu lầm về chuyện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch. Hai năm nay, số doanh nghiệp lên sàn IPO cực kỳ nhiều, nhiều đến nỗi một số công ty xếp hàng vài năm vẫn chưa đến lượt. Thế nên công tác thẩm tra và xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, không phải cứ có người, giải tiền, giúp anh là có thể qua được khâu thẩm tra xét duyệt. Họ sẽ tiến hành điều tra thị trường vô cùng tỉ mỉ, một khi phát hiện ra tài sản của anh là giả, rất có khả năng đối mặt với hình phạt cấm niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch. Cuống hồ tài sản thực tế của công ty con nhà họ Cơ không hề nhiều, chỉ cần bị một nhà đầu tư vung tiền nóng nào đó tấn công sẽ không thể chống đỡ nổi. Cậu nhóc, xem ra cậu cũng hiểu biết đôi chút về thị trường cổ phiếu đấy nhỉ, Cao Lạc Sơn ở bên cạnh cười ha hả, nhưng cậu vẫn không hiểu Công ty vốn Hồng đạt của chúng tôi phải dựa vào tiếng tăm mới có được nhiều khách hàng trên thị trường. Chuyện mà người khác không làm được, chúng tôi làm được. Còn về việc bị nhà đầu tư tiền nóng tấn công như cậu nói, chúng tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khách hàng chứ. Đừng nói đến các nhà đầu tư bình thường, cho dù là tổ chức lớn khi đứng trước mặt chúng tôi cũng không đáng kể gì. Nghe thấy câu này, Vương Vũ Hành không khỏi ngước mặt lên nhìn anh ta, thế hả, xem ra ông chủ cao rất tự tin về công ty của mình đấy nhưng tôi nghe nói trước kia công ty vốn hồng đạt từng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho vài công ty thế mà rồi bị một nhà đầu tư tiền nóng nào đó đánh suốt chỉ quần cao lạc sơn xứng người trong đa số trường hợp thì các dịch vụ thu phí của công ty vốn hồng đạt đều thành công bởi vì bản thân họ cũng thuộc dạng đầu tư đập tiền nóng nhưng sở hữu nguồn vốn nhiều hơn các nhà đầu tư khác họ lấy tiền ra đập có nhà đầu tư tiền nóng nào so bì nổi mọi người đến với thị trường thứ cấp cũng chỉ để kiếm tiền không có thâm thù đại hận, ai muốn liều mạng làm gì. Còn về việc công ty vốn Hồng Đạt từng bị nhà đầu tư tiền nóng đánh bại, quả thực có việc này. Sở dĩ Vương Vũ Hành biết, bởi chính cậu ta chủ mưu chuyện này. Đó là chuyện từ một năm trước, khi ấy lần đầu tiên công ty vốn Hồng Đạt cung cấp dịch vụ bảo kê có thu phí, tuyên bố với người ngoài rằng chỉ cần có công ty chúng tôi ở đây, các nhà đầu tư tiền nóng khác phải đi đường vòng. Không ít nhà đầu tư từng thử, nhưng quả thực không địch nổi công ty này. Vương Vũ Hành còn trẻ tuổi, dễ nóng nảy, không chịu thua, cũng thử xem sao. Lần đầu tiên tiến hành, cậu ta bị công ty Vốn Hồng đạt đánh tan tác không còn mảnh giáp nhờ vào dòng tiền khổng lồ của họ. Sau lần đầu thất bại, Vương Vũ Hành đổi phong cách tác chiến, cho người mai phục suốt 3 tháng trời ròng rã, thu thập một lượng lớn cổ phiếu với giá thấp, sau đó dựa vào số cổ phiếu giá thấp này, bảy cả nguồn vốn lớn hơn gấp 10 lần của công ty Vốn Hồng đạt. Tuy công ty Vốn Hồng đạt lắm tiền, nhưng tiền của họ cũng không phải ngồi không mà có, huống hồ họ vẫn còn các khách hàng khác, không thể dồn tất cả tiền bạc của mình vào một công ty cụ thể. Cho nên dịch vụ bảo kê của họ bị Vương Vũ Hành đánh cho sưng đầu, giá trị thị trường của công ty kia từ 13 tỷ tệ, héo còn chưa đầy 3 tỷ tệ. Cũng vì thế mà công ty này bị ủy ban quản lý ngân hàng Hoa Hạ điều tra gốc rễ, phát hiện họ dùng chứng từ giả để qua mặt các cửa ải thẩm tra xét duyệt. Vì khi ấy chế độ rút khỏi thị trường chứng khoán vẫn chưa hoàn thiện cho nên họ chỉ bị thêm dấu hoa thị ST mà thôi. Thông thường, đối tượng mà chính sách này nhắm tới là các công ty xuất hiện tình trạng tài chính bất ổn hoặc các dị trạng khác. Nói một cách đơn giản, nếu bị thua lỗ trong 2 năm liên tiếp sẽ phải gánh cái danh ST. Nếu thua lỗ trong 3 năm liên tiếp thì ST thêm sao, đồng nghĩa là đối mặt với nguy cơ rút khỏi thị trường. Loại cổ phiếu như thế, giá cao nhất thường sẽ không quá ba tệ nếu thấp thì thậm chí chưa đến một tệ. Như thế là khách sáo lắm rồi, chứ ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ bị yêu cầu rút khỏi thị trường luôn. Đến lúc đó, chỉ tính riêng các nhà đầu tư đơn lẻ cũng có thể đập nát công ty rồi. Mà tổn thất cực kỳ nặng nề của công ty kia cũng khiến ông chủ và các cổ đông hận công ty vốn hùng đạt thấu xương. Vương Vũ Hành không vì một lần thắng lợi đã vội buông tha, cậu ta liên tiếp tấn công vài mã cổ phiếu được công ty vốn hồng đạt bảo kê, toàn chơi chiêu dùng tiền ít mai phục sau đó tấn công hàng loạt. Công ty vốn hồng đạt bầy trận lớn, đâu thể chịu nổi đòn tấn công như thế. Sau vài lần thất bại liên tiếp, uy tín của họ đã rơi xuống vực thẳm. Có lẽ người khác không biết được bản chất của công ty này chứ Vương Vũ Hành nắm rõ mười mươi. Công ty này chẳng qua chỉ dùng tiền để chiếm ưu thế, không thể vung tiền được nữa thì buông tay, sống chết mặc bay. Tóm lại công ty kia vốn dựa vào giấy tờ giả mới niêm yết trên sàn chứng khoán được. Ai dám đi kiện cáo gì họ? Vài lần tấn công ấy vẫn luôn là cơn tức nghẹn trong lòng công ty Vốn Hồng Đạt. Họ đã tìm Vương Vũ Hành rất lâu nhưng không tìm được tung tích của người này. Trên phương diện cẩn trọng và dè dặt, có thể nói Vương Vũ Hành đúng là đệ tử chân truyền của Hắc Khải, rất ít người biết được bộ mặt thật của cậu ta. Cao Lạc Sơn không biết Vương Vũ Hành là ai, nhưng nếu cậu ta đã nói ra chuyện này, chứng tỏ cũng có hiểu biết nhất định về công ty của anh ta. Điều này vừa khiến anh ta khó chịu, vừa khiến anh ta cảnh giác. Giám đốc Cao, cậu ta nói thật à, cơ sương minh hỏi. Làm gì có chuyện ấy, Cao Lạc Sơn đương nhiên sẽ không thừa nhận, anh ta nhìn chằm chằm vào Vương Vũ Hành, biểu cảm trở nên u ám, cậu nhóc, ăn uống bừa bãi thì được chứ nói năng linh tinh là không được đâu nhé. Thực lực của công ty vốn hồng đạt chúng tôi được mọi người trông thấy và công nhận, có nhà đầu tư tiền nóng nào làm chúng tôi thua lỗ được cho họ một trăm lá gan cũng không dám trêu vào chúng tôi. Vương Vũ Hành cười ha hả, không thèm đáp lại. Trong mắt cậu ta, Cao Lạc Sơn như một thằng hề diễn trò, thậm chí cả công ty vốn hồng đạt cũng do một đám người thiếu chuyên nghiệp quản lý. ưu thế duy nhất của họ là trước đó đã tích lũy đủ nguồn vốn, nếu không, chắc đã bị người ta sâu xé bằng sạch từ lâu rồi. Đến cả việc sử dụng nguồn vốn không phân phối tốt mà cũng dám lăn lộn ở thị trường thứ cấp, có lẽ chỉ dạng người không hiểu gì như cơ xương minh mới tin họ thôi. Tuy vương vũ hành không nói gì, nhưng tiếng cười khinh miệt của cậu ta khiến Cao Lạc Sơn cực kỳ giận dữ. Một thằng nhãi con trông mới 20 tuổi đầu mà dám cười nhạo anh ta. Cậu tưởng cậu là ai? Cao Lạc Sơn không muốn so đo cùng vương vũ hành, không cần biết chàng thanh niên này biết được những gì, cũng không cần biết cậu ta có thân phận thế nào, chỉ cần không phải người nhà họ cơ thì sẽ không liên quan gì tới anh ta anh ta chỉ muốn bẫy cơ xương minh cùng công ty con của nhà họ cơ. Thế nên, Cao Lạc Sơn nhìn về phía cơ xương minh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, phó tổng giám đốc cơ, cậu gọi người tới làm khó công ty vốn hồng đạt à. Nếu không muốn niêm yết cổ phiếu thì cứ nói thẳng, mọi người không cần thiết phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Đương nhiên cơ xương minh mong công ty con của nhà họ cơ có thể niêm yết cổ phiếu, với tổng giá trị tài sản hiện tại của công ty, một khi niêm yết cổ phiếu, với tư cách là phó tổng giám đốc, chí ít thì giá trị tài sản của hắn ta sẽ tăng thêm 20 đến 30 lần. Tương lai của công ty thế nào, Cơ Sương Minh không quan tâm. Tóm lại dựa vào những thứ này để tăng giá trị bản thân cũng đủ cho hắn ta sống cuộc đời sung sướng rất lâu. Bây giờ Cao Lạc Sơn bày tỏ bất mãn trong lòng, Cơ Sương Minh lập tức thấy hoảng hốt, vội vàng nói, "Giám đốc Cao, anh đừng nghĩ nhiều, cậu ta đâu phải do tôi gọi tới chứ." "Anh Lý, anh dẫn người nào tới vậy?" không hiểu gì thì đừng nói linh tinh. Cậu ấy cũng có ít chiến tích trên thị trường chứng khoán, tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói có lý. Về việc niêm yết cổ phiếu, vẫn phải tính toán kế hoạch lâu dài, không thể vội vàng hấp tấp được hoặc khải đáp. Mức độ hiểu biết về thị trường chứng khoán thứ cấp của anh không kém gì Vương Vũ Hành, đương nhiên cũng hiểu công ty vốn hùng đạt thực chất là phường treo đầu dê bán thịt chó. Mà cách nói của anh càng khiến cơ sương minh và cao lạc sơn không vui. Hai người này, một kẻ muốn niêm yết cổ phiếu, một gã muốn lừa người ta niêm yết cổ phiếu, làm sao muốn nghe lời nói thật lòng chứ? Cao Lạc Sơn đứng phát dậy, mặt mũi khó chịu, nói với cơ sương minh, phó tổng giám đốc cơ, không hợp ý nhau thì nói nửa câu cũng thấy thừa. Nếu trợ lý lý bằng lòng tin một cậu thanh niên không hiểu gì về cách vận hành của đồng vốn, tôi thấy chuyện này nên thôi đi thì hơn. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không coi công ty con nhà họ cơ ra gì. Chút nghiệp vụ nho nhỏ này, công ty vốn hồng đạt đầy dãy ra xin cáo từ thấy cao lạc sơn đứng dậy muốn đi cơ sương minh hoảng hốt vô cùng vội vàng kéo anh ta lại giám đốc cao giám đốc cao có gì từ từ nói chẳng phải vẫn đàm phán được hay sao đàm phán đàm phán thế nào được cao lạc sơn hừ một tiếng liếc mắt nhìn hoác khải và vương vũ hành theo tôi thấy chẳng còn gì để đàm phán nữa cho dù muốn đàm phán tôi cũng không muốn ngồi đây đàm phán với người không hiểu gì nếu công ty con nhà họ cơ muốn niêm yết cổ phiếu thì bảo người thực sự hiểu biết tới tìm tôi nói xong cao lạc sơn phất áo bỏ đi ra khỏi quán trà cơ xương minh nóng lòng như lửa đốt liếc mắt nhìn hoắc khải thấy anh không có ý định xin lỗi hay đuổi theo tức quá hóa khùng trợ lý lý anh làm cái gì thế khó khăn lắm tôi mới mời được giám đốc cao tới đây anh làm anh ấy tức như vậy anh có biết cậu đã làm lỡ dở chuyện lớn của công ty không hả Hoắc Khải nhìn hắn ta rồi đáp, ngược lại, tôi cảm thấy mình đã tiết kiệm được một khoản tiền kha khá giúp công ty, hay nói cách khác, là để phó tổng giám đốc cơ không bị kẻ tiểu nhân lừa bịp. Anh cơ xưa minh tức nghẹn họng, ông đây muốn niêm yết cổ phiếu để ôm tiền, bây giờ anh làm hỏng hết quá nửa rồi, còn dám nói mình đã thay ông đây tiết kiệm tiền, sợ ông đây bị người ta lừa gạt. Cũng vì nể tình thân phận của Hoắc Khải không tầm thường, không tiện đắc tội anh, nếu đổi lại là nửa năm trước, chắc hẳn cơ xương minh đã đập bàn đá ghế, mắng nhiếc không tiếc lời rồi. chương 285, tình bạn. Sau đó, cơ xương minh cũng không nấn ná thêm, tức tối rời khỏi quán trà. Trước khi đi, hắn ta chỉ tay vào vương vũ hành, dường như muốn mắng đôi câu, nhưng liếc mắt thấy Hoắc Khải đang ngồi uống trà bên cạnh, sau cùng vẫn phải nuốt hết mọi lời chửi mắng vào bụng. Trong mắt cơ xương minh, vương vũ hành chính là một thằng khốn nạn, ba cái tuổi danh, quấy phá ở đây làm gì? Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu, cậu có tư cách gì mà chen ngang vào? Đợi khi Cơ Sư Minh bỏ đi rồi, Vương Vũ Hành mới bĩu môi nói thầy, sao thầy lại làm trợ lý cho dạng người này? Quá vô dụng. Lăn lộn bao nhiêu năm trên thị trường chứng khoán thứ cấp, có thể tạo ra danh tiếng của bản thân, đủ thấy bản lĩnh của Vương Vũ Hành không tầm thường. Dạng người như Cơ Sư Minh căn bản không thể nào sống nổi trong thị trường này, không cần đến nửa tháng đã bị người ta lừa cho tan cửa nát nhà trong mắt vương vũ hành hoác khải lại là sự tồn tại như thần thánh vậy một vị thần tại sao lại làm trợ lý cho tên vô dụng này chứ hoác khải cười cười tôi có phải trợ lý của hắn ta đâu là trợ lý của tổng giám đốc cơ hương ngưng mà phó tổng giám đốc đã như thế này thì em thấy bản lĩnh của tổng giám đốc cũng không khá hơn là bao vương vũ hành nói cũng không phải cậu ta hoàn toàn coi thường người nhà họ cơ phần nhiều là muốn than phiền thay cho hoác khải thôi Dùng cách nói của Vương Vũ Hành, không một ai có tư cách sai khiến Hoắc Khải làm bất cứ việc gì, ừm, ngoại trừ vợ và con của thầy ra. Thế nên, đừng nói là tổng giám đốc của một công ty con nhà họ Cơ, cho dù là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà họ Cơ thì đã sao nào? Nhân tài kiệt xuất như thầy của cậu ta là người để họ sai khiến được à? Hoắc Khải cũng hiểu được suy nghĩ của cậu ta, bèn nói, năng lực của Cơ Hương ngưng cũng khá được, nếu bồi dưỡng thêm, sau này sẽ có tác dụng cho tôi. Vương Vũ Hành, ồ, một tiếng, đại khái đã hiểu được ý đồ của Hoắc Khải, quả nhiên không phải đơn thuần là làm thuộc hạ cho người ta, mà có ý đồ thâm sâu hơn hẳn. Thầy mình vẫn là thầy mình, đã làm việc gì thì không phải người bình thường nào cũng đoán ra được. Thầy, thế thầy cần em làm gì ạ? À? Vương Vũ Hành hỏi thêm. Hoắc Khải đáp, sự việc cần cậu làm thì nhiều lắm. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là cậu tìm giúp tôi một số nhân tài, tạo dựng một nhóm thành viên nòng cốt. Ngoài ra, cậu phải mạnh dạn mà làm, tích lũy thêm nhiều nguồn vốn. Sau này sẽ phải đánh một trận ác liệt đấy." Vương Vũ Hành tò mò hỏi, "Trận ác liệt? Ác liệt cỡ nào?" Hoắc Khải thoáng suy nghĩ rồi đáp, "Lấy một địch trăm, sao nào, có đủ tự tin không?" Vương Vũ Hành thoáng xứng người, sau đó tỏ ra phấn khích, gật đầu liên lịa, "Cái này hay đó." "Cái này hay đó, em đã thấy đám đối thủ bình thường chán ngắt từ lâu rồi, em thích loại đầy tính khiêu chiến như này đấy." Tính cách của Vương Vũ Hành khá khác người, kiếm tiền cũng chưa từng là mục đích chủ yếu của cậu ta. Hay nói cách khác, bây giờ cậu ta đã không còn thiếu thủ đoạn kiếm tiền nữa, chỉ cần cậu ta muốn, một năm kiếm ra vài trăm triệu rất dễ dàng. Bây giờ cậu ta mong muốn đạt tới thành tựu cuộc đời cao hơn, làm một vị thần như thầy của mình trên thị trường chứng khoán thư cấp. Danh tiếng mà năm đó Hoác Khải gây dựng được, đến bây giờ vẫn khiến nhiều người run như cầy sấy đừng tưởng hoắc khải chỉ kiếm 300 triệu tệ rồi rút lui, nhưng thủ đoạn của anh thực sự khiến quỷ thần khó dò. Trên thương trường, thứ gì đáng sợ nhất? Không phải là anh lắm tiền, mà là anh nhiều thủ đoạn. Thời kỳ đầu của kinh doanh phải hơn nhau ở đồng tiền, chứ đến thời kỳ sau phải xem thủ đoạn của ai cao tay hơn. Thế nên danh tiếng của Hoác Khải có lẽ còn nổi bật hơn Vương Vũ Hành bây giờ. Hoác Khải vừa mới nói, trận chiến ác liệt trong tương lai là dạng lấy một trọi trăm. Câu này rất dễ hiểu, nguồn vốn hiện tại của Vương Vũ Hành nằm trong khoảng 3 đến 400 triệu, lấy một trọi trăm tức là doanh nghiệp đó chỉ ít phải có 300 tỷ trở lên. Doanh nghiệp nào có thể đạt tới giá trị này, không cần biết thuộc lĩnh vực nào, về cơ bản đã là đầu tàu của ngành đó, trước nay luôn ngạo nghễ nhìn mọi thứ xung quanh. Trước kia, vì cố gắng không để người ta truy lần dấu vết của mình, không thu hút sự chú ý của người khác nên đối tượng mà Vương Vũ Hành chọn để ra tay thường là công ty nhỏ với giá trị trên thị trường chỉ vài chục tỷ. Dễ thao túng, cũng không dễ gì bị người ta phản công. Công ty lớn đáng giá hàng trăm tỷ thì dây mơ dễ má trên các phương diện rất sâu sắc, tấn công họ, chẳng khác nào đang bứt sâu hùm. Nhưng chính cuộc chiến mang đầy thách thức như thế mới khiến Vương Vũ Hành cảm thấy phấn khích. Lúc nào cũng đối đầu với đám đối thủ như con nít thì hay hớm gì dù thắng cũng thấy vô vị. Đối thủ càng mạnh thì lúc đối đầu càng thêm thú vị. Bây giờ dưới trướng của em cũng đang có vài người khá lắm, sau này sẽ dẫn thầy đi gặp họ. À phải rồi, mấy người cấp dưới trước kia của thầy, có cần gọi bọn họ về không? Vương Vũ Hành hỏi. Cậu vẫn liên lạc được với họ à? Hoắc Khải kinh ngạc hỏi. Năm xưa, khi anh rút đi, các cấp dưới từng theo chân anh chiến đấu suốt hai năm cũng lục tục bỏ đi. Bây giờ mấy năm rồi không liên lạc, Hoắc Khải không biết họ đang làm gì. Liên lạc với bọn họ đâu khó khăn gì, họ vẫn chưa đổi số điện thoại, chỉ chờ điện thoại của thầy thôi, Vương Vũ Hành cười hề hề, chỉ cần thầy hô một tiếng, đầy người bằng lòng quay về dưới trướng thầy. Thế hả, vậy thì liên lạc với họ một câu, để họ theo chân cậu một thời gian đã. Trước khi tôi gọi, đừng liên lạc với tôi nữa, cố gắng tránh để tôi và cậu có dây dưa gì với nhau, Hoắc Khải dặn dò cậu ta. Vương Vũ Hành gật đầu, tỏ ý đã hiểu nếu đã muốn đối đầu cùng doanh nghiệp siêu lớn với giá trị thị trường vài trăm tỷ, đương nhiên phải càng thêm rẻ rặt và cẩn trọng. ý tứ của Hoắc Khải rất rõ ràng, muốn biến đám người Vương Vũ hành thành một đội quân đánh úp. nếu đã là đánh úp, đương nhiên không thể để người ta phát hiện ra tung tích một cách dễ dàng. tuy rằng rất phấn khích với trận chiến trong tương lai, nhưng nghĩ tới chuyện có lẽ một thời gian sau đó không thể gặp lại Hoắc Khải, Vương Vũ hành lại thấy lòng dạ mình trào lên cảm giác khó nói thấy vẻ mặt thất vọng của cậu ta, Hoắc Khải bật cười, đừng có ủ rột như thế, đợi khi mọi việc xong xuôi, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Vương Vũ Hành, ừm, một tiếng, không dám nói nhiều. Sau đó hai người nói thêm một số chuyện linh tinh khác rồi mới tạm biệt nhau. Từ đầu đến cuối, Hoắc Khải không hề hỏi Vương Vũ Hành chịu giúp mình hay không, cần thù lao như thế nào. Mà Vương Vũ Hành cũng không hỏi kẻ địch là ai, tại sao phải làm như vậy, có nguy hiểm gì đang chờ. Hai người biết rất rõ, giữa hai người không phải bạn bè, cũng không phải quan hệ hợp tác, mà là thầy trò. Có câu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tính từ mối quan hệ này, họ là người thân của nhau. Nếu đã là người thân, hà tất phải nói nhiều như vậy? Chỉ cần cho cậu ta tên của kẻ địch, phần còn lại, cần phải làm gì thì cứ thế mà làm. Có lẽ, đây chính là tình bạn mà đàn ông luôn hướng tới, giống như người xưa thường nói, giúp nhau khi hoạn nạn sau khi tạm biệt Vương Vũ Hành, Hoắc Khải nhận được điện thoại từ Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng gọi tới hỏi về chuyện niêm yết cổ phiếu. Cơ Sương Minh không đuổi theo Cao Lạc Sơn, cũng không tiện tìm đối phương trong tình hình này, đành tìm thẳng Cơ Hương Ngưng để cáo trạng. Đối với người điều hành một doanh nghiệp, niêm yết cổ phiếu trước nay luôn là chuyện đáng để kích động, đáng để mong chờ. Thế nên sau khi nghe thấy thông tin này, Cơ Hương Ngưng lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Khải, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Khải nói qua về sự việc, nghe anh nói sử dụng công ty vốn hồng đạt để niêm yết cổ phiếu là việc làm không đáng tin cậy, Cơ Hương Ngưng, ừm, một tiếng, vậy thì thôi, tôi chỉ hỏi vài câu, nếu anh nói không được, tôi sẽ từ chối Cơ Sương Minh. Trong lòng Cơ Hương Ngưng, quyết định của Hoắc Khải từ đầu đến cuối vẫn rất có giá trị. Anh nói không được, vậy thì chắc chắn không được. Còn về việc Cơ Sương Minh, mách lẻo cô chẳng buồn để tâm nhưng việc niêm yết cổ phiếu không phải không thể suy xét. bây giờ giá trị của công ty vẫn chưa đạt ngưỡng yêu cầu, nhưng vẫn phải chuẩn bị từ trước. đương nhiên, ngoài cản trở từ thị trường thì bên phía tổng bộ của nhà họ cơ cũng sẽ gây rắc rối. một công ty con muốn thoát khỏi gia tộc để niêm yết cổ phiếu độc lập, chắc cô cũng biết rõ độ khó đến đâu. Hoác Khải nói: Cơ Hưng ngưng, ừm, một tiếng, cô muốn làm tổng giám đốc của công ty con, trước kia còn ngồi không vững chỗ. Nói gì tới việc đưa công ty niêm yết cổ phiếu độc lập. Một khi niêm yết cổ phiếu sẽ chịu sự giám sát từ thị trường, mức độ quản lý của tổng bộ nhà họ Cơ đối với công ty này sẽ trở nên yếu hơn bao giờ hết. Song chính chắc chắn không bao giờ muốn thấy tình cảnh này, đương nhiên, chắc hẳn nhánh phụ cũng có không ít người phản đối. Tóm lại, cản trở từ nội bộ dòng họ rất có khả năng còn lớn hơn thế giới bên ngoài, điều này không thể không suy nghĩ sau này tôi sẽ làm một bản kế hoạch chiến lược đưa cho cô. Bên phía cơ xương minh, bảo hắn ta đừng nghĩ những thứ có có không không này nữa, hoắc khải nói. Cơ hương ngưng, ờm, một tiếng, không hỏi nhiều. Tóm lại nếu hoắc khải nói sẽ làm thì nhất định anh sẽ làm. Chẳng qua, trong lòng cô vẫn luôn nghi hoặc. Ban nãy khi người của phòng hành chính tới báo cáo công việc cho cô, họ nói trước đó hoắc khải đã làm những gì. Anh sắp xếp tất cả công việc đâu ra đó, hoàn toàn không bới nổi một chút khuyết điểm nào. Bây giờ còn định làm kế hoạch niêm yết cổ phiếu cho công ty, hành động này của anh không hề giống người muốn báo thù. Chương 286, uống rượu. Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ Hương Ngưng không rõ rốt cuộc người đàn ông này đã khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu anh nhớ được mọi chuyện trước đó, làm sao có thể làm việc nghiêm chỉnh như vậy được. Bất kể nghĩ theo chiều hướng nào, Cơ Hương Ngưng vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Tất cả mọi thứ dường như không giống lắm với suy nghĩ của cô. Điều này khiến cô đột nhiên rất nóng lòng muốn gặp Hoắc Khải rồi tìm hiểu xem rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì. Cô là người không thể chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt mình, cho dù sự việc năm đó hơi phức tạp, cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm thế của bản thân. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa hạ quyết tâm, dường như Hoắc Khải cũng không muốn nói chuyện khác với cô, anh chỉ nói có cuộc gọi khác đang gọi tới rồi cúp máy câu này không phải lấy cớ mà thực sự có cuộc gọi khác đang gọi tới mà người gọi tới còn là người mà hoác khải cực kỳ để tâm sau khi nhận cuộc gọi giọng nói của đường trọng vi từ bên trong vọng ra anh đang ở đâu giọng nói của cô hiển nhiên không giống với mọi khi hoác khải có thể nghe ra được tình trạng khác thường này bèn hỏi ở một quán trà có chuyện gì thế có thời gian uống rượu với tôi không giọng nói của đường trọng vi thoáng run rẩy tôi vừa xuống máy bay vừa xuống máy bay, cô tới chỗ tôi à, Hoắc Khải xứng sở hỏi lại. Đường Trọng Vi không phải người thích đi du ngoạn khắp nơi, bình thường trừ lúc có hẹn cùng bạn thân hoặc rảnh quá đến phát chán, nếu không cô sẽ ở nhà học đàn, vẽ tranh, hoặc tới nhà tìm Hoắc Khải nói chuyện. Từ điểm này, cô ấy có thể được coi là một người thích du rú trong nhà. Lần đầu tiên thấy cô ấy ngồi máy bay vượt qua ngàn dặm tới tìm người khác uống rượu. Nếu Hoắc Khải vẫn là cậu chủ nhà họ Hoắc thì điều này chẳng có gì lạ, dù sao trước nay đường trọng vi luôn có tình cảm sâu đậm với anh nhưng hoác khải bây giờ chỉ là lý phong mức độ thân quen của anh và đường trọng vi còn không bằng hoác giai minh cho dù muốn tìm người uống rượu cũng không nên tìm tới đây hoác khải thoáng nghĩ ngợi lập tức nghĩ ngay tới một khả năng đường trọng vi bị người ta bắt nạt rồi nếu không phải vì bị bắt nạt hoặc vì tâm trạng quá buồn bực cô không thể nào chạy tới đây được chỉ vì tính cách giọng nói thói quen vẫn giống hệt như lúc trước dù thay đổi gương mặt. Một cô gái đơn thuần chưa hiểu rõ sự đời như đường trọng vi, lúc âm ước sẽ muốn tìm người mà mình ỉ lại nhất, điều này cũng rất bình thường. Nghĩ như thế, Hoác Khải không có lý do gì để từ chối, bèn hỏi cô định đến đây thế nào? Đi taxi à? Ừm, um. bảo tài xế taxi tới chỗ tôi, uống rượu thì thôi khỏi, uống chén trà đi, Hoác Khải nói. Không, tôi muốn uống rượu, hiếm khi thấy đường trọng vi cố chấp như thế. Đương nhiên, bình thường rất ít khi thấy cô cố chấp, vì về cơ bản cô luôn nghe theo yêu cầu của Hoác Khải, không hề có ý kiến cá nhân gì đáng nói. Nhưng bây giờ Hoác Khải không phải cậu chủ nhà họ Hoác, mà chỉ là một nhân vật tép siêu chẳng hề tiếng tăm. Trước mặt anh, Đường Trọng Vi muốn cố chấp với suy nghĩ của mình cũng rất bình thường. Biết tâm trạng của Đường Trọng Vi không vui nên Hoác Khải cũng không nói nhiều, được rồi, vậy cô cứ đến quán trà tìm tôi trước, sau đó cùng nhau đi uống rượu. Uống rượu không phải chuyện gì xấu xa, huống hồ có Hoắc Khải trông chừng, không sợ Đường Trọng Vi uống nhiều sẽ gặp chuyện. Sau đó, anh báo địa chỉ quán trà cho Đường Trọng Vi. 40 phút sau, một chiếc taxi đỗ lại trước cửa quán trà. Đường Trọng Vi từ trên xe bước xuống, Hoắc Khải liếc qua đã biết cô mới khóc. Đôi mắt trước giờ tràn đầy vẻ lanh lợi, bây giờ lại như người mất hồn, đã vậy còn hơi sưng. Đường Trọng Vi biết anh nhận ra nên vô thức dụi dụi mắt, lúc đến đây bị bụi bay vào mắt. Hoắc Khải, ừm, một tiếng, không hỏi cô đã chịu ấm ức gì, cũng không hỏi đi đường có vất vả hay không, chỉ nói, đi nào, tôi dẫn cô đi uống rượu. Hai người lên xe của Hoắc Khải, đi thẳng tới một quán rượu mà Google Maps dẫn đường. Vào thời điểm này, số quán rượu đang kinh doanh cực kỳ ít, dù sao thì ở Trung Quốc, quán rượu luôn là danh từ thay thế cho cuộc sống về đêm. Đường Trọng Vi cố tình chọn một quán rượu thanh tĩnh mở cửa suốt 24 giờ, sẽ không quá ồn ào, bầu không khí uống rượu cũng khá hơn đôi chút. Khi họ vào trong, khách trong quán rất ít, cũng không có nhân viên phục vụ đón khách. Chỉ có một nhân viên pha chế đang đứng sau quầy ba lướt điện thoại. Hoắc Khải gõ nhẹ xuống mặt quầy, cho hai cốc bia. Nồng độ cồn của bia khá thấp, không dễ say. Thế nhưng đường trọng vi lập tức lắc đầu, tôi không uống bia, tôi muốn uống rượu nồng độ cao. Hoắc Khải nhìn cô ấy, qua vài giây, anh nói với nhân viên pha chế, hai ly whisky thêm đá. Loại rượu thường thấy này không hề hiếm gặp trong các quán rượu. Nhân viên pha chế rót hai ly whisky, thêm đá rồi đẩy tới trước mặt họ. Đường Trọng Vi cầm một ly trong số đó, chạm nhẹ vào ly của Hoắc Khải cạn ly. Nói xong, cô ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Nồng độ của whisky không quá thấp, chỉ ít cũng phải 40 độ đối với người không biết uống thì đây đã là nồng độ cao rồi. Đường Trọng Vi thuộc dạng người có tử lượng không tốt, bình thường dù uống rượu cũng chỉ uống rượu vang. Tuy rằng ly whisky thêm đá này đã giảm bớt nồng độ cồn, nhưng suy cho cùng vẫn là rượu trắng, cộng thêm kiểu uống quá mãnh liệt, một hớp sốc cạn khiến cảm giác và mùi vị nồng đượm làm cô sặc, lập tức ho khù khụ. Đừng uống vội như thế, uống từng hớp nhỏ thôi mới thú vị. Hoắc Khải nói. Có gì mà thú vị? đường trọng vi bị sặc đến độ mặt mũi đỏ ửng nhưng vẫn gần cổ nói với nhân viên pha chế thêm ly nữa Hoắc khải không khuyên cô uống ít thôi vì anh biết cô gái nhà hàng xóm mà anh coi như em gái chạy tới đây để kiếm cơn say uống say là một cách chút bỏ cảm xúc chỉ cần không gây hại cho bản thân không làm tổn thương người khác vậy thì không thành vấn đề nhân viên pha chế rót thêm một ly whisky đưa cho cô đường trọng vi vẫn uống một hơi cạn đáy sau đó đòi thêm ly nữa Hoắc Khải uống cùng cô hai ly, đợi khi ly thứ ba được đưa tới, anh mới hỏi cô đến đây có ai biết không? Làm sao phải cho người ta biết, cho dù họ biết thì đã làm sao? Không quan trọng, không biết nghĩ tới điều gì, đường trọng vi cắn răng nói như vậy. Xem ra cô rất tức giận nhỉ, Hoắc Khải hỏi. Không, tôi không tức giận, đường trọng vi uống cạn luôn ly rượu thứ ba trong một hơi. Uống liền lúc ba ly rượu khiến trong bụng cô như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hơi rượu nhanh chóng bốc lên khiến toàn thân cô đỏ như như con tôm luộc. Hơi men bốc lên, ý thức của đường trọng vi cũng không còn rõ ràng như trước nữa. Khi đòi thêm ly rượu thứ tư, cô nhìn về phía Hoác Khải và hỏi, anh thấy tôi có đẹp không? Hoác Khải gật gật đầu, đương nhiên rất đẹp. Vậy tôi có khiến người ta yêu mến không? Đương nhiên. Bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty quốc tế đường thị, tài sản cả trăm tỷ, anh nói xem hoàn cảnh gia đình tôi có nghèo không? Không nghèo. Thế tại sao anh Khải đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi thế? Tôi không biết mình đã làm gì sai, rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, Đường Trọng Vi nói rồi đột nhiên khóe mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói, chẳng hiểu tại sao nữa, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao anh ấy đối xử với tôi như thế, rốt cuộc tôi đã làm gì khiến anh ấy không vui? Tôi chỉ muốn gặp anh ấy thôi, chỉ muốn trò chuyện cùng anh ấy. Hoắc Khải nghe xong đã hiểu ra dáng vẻ của đường trọng vi hoàn toàn là vì bị kẻ giả mạo kia chọc giận. Tuy rằng không biết rốt cuộc kẻ giả mạo kia đã làm gì khiến cô gái này đau buồn đến vậy, nhưng đại khái cũng đoán được 7-8 phần. Trước kia Hoác Giai Minh từng nói, kẻ này xa cách với những người thân cận, thay đổi người phụ trách của văn phòng tổng giám đốc, cho thấy rốt cuộc thì kẻ giả mạo vẫn cứ là giả mạo thôi. Cho dù bề ngoài của hắn ta giống anh đến đâu thì suy cho cùng vẫn thấy trột dạ, chỉ có thể xa cách với những người có thể nhìn ra manh mối. Trong số những người này, không cần nghi ngờ gì, Đường Trọng Vi là người hiểu Hoắc Khải nhất. Kẻ giả mạo muốn bình yên vô sự tiến hành kế hoạch về sau thì cách xa Đường Trọng Vi là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng cũng cảm thấy tức giận vì kẻ giả mạo chọc giận Đường Trọng Vi đến mức này, nhưng mặt khác, Hoắc Khải cũng thở phào một hơi. Bởi vì như thế thì kẻ giả mạo không thể lợi dụng được Đường Trọng Vi. Tuy rằng bản thân anh coi Đường Trọng Vi như em gái, nhưng trước kia dù sao hai người cũng từng có hôn ước nếu không vì bất ngờ này, có lẽ chỉ còn cách ngày tiến vào lễ đường không xa đâu. Nếu đã như thế, làm sao Hoác Khải muốn trơ mắt nhìn đường trọng vi bị kẻ giả mạo kia bế lên giường chứ? Bây giờ kẻ giả mạo chủ động xa cách đường trọng vi, anh thấy đây là chuyện tốt. chương 287, sai rồi. Tuy trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Hoác Khải cũng không nói ra ý nghĩ của mình, cô không làm gì sai, là anh ta sai. Anh nói linh tinh, đường trọng vi bỗng quay đầu lại, Quát lớn, anh không được nói xấu anh ấy. Anh Khải không làm gì sai hết, nhất định là tôi làm sai chuyện gì đó nên anh ấy mới cảm thấy không vui. Nhìn thấy Đường Trọng Vi đang kích động, Hoắc Khải thầm thở dài trong lòng. Trong bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào, Đường Trọng Vi luôn tràn đầy niềm tin vào anh, cho dù liều mạng sống cô ấy cũng sẽ bảo vệ anh. Bình thường Hoắc Khải sẽ rất vui vì có một người con gái hết lòng vì mình, nhưng bây giờ anh rất căm ghét chuyện này. Đường Trọng Vi không biết thứ mà mình đang bảo vệ chỉ là một kẻ giả mạo còn chân tướng thì Hoắc Khải không thể nói cho cô ấy biết. Nếu không, theo tính cách của Đường Trọng Vi, cô ấy sẽ ngay lập tức bắt anh lại. Chuyện mà người khác không tin thì chắc chắc cô ấy càng không thể tin. Đường Trọng Vi chỉ cảm thấy rằng Hoắc Khải đang nói dối gạt người, cố ý bôi nhọ danh dự chồng sắp cưới của mình. Đường Trọng Vi rất hiểu con người Hoắc Khải, Hoắc Khải cũng rất hiểu cô ấy vậy nên anh không phản bác gì thêm, chỉ nói, dù sao đi nữa, nếu cô uống say đến bất tỉnh nhân sự, rồi chẳng may xảy ra vấn đề gì đó vì chuyện này, cô cảm thấy có gì tốt không? Anh đang hù dọa tôi, Đường Trọng Vi hỏi anh. Không phải dọa mà là tôi cảnh báo cô, thế giới này luôn tràn ngập mối nguy hiểm, cô là bông hoa lớn lên trong nhà kính, mưa gió bão bùng không phù hợp với cô, cô cũng không cần phải trải nghiệm những chuyện này, Hoắc Khải Đáp. Đường Trọng Vi nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng, anh Khải cũng từng nói như vậy. Anh ấy luôn cho rằng tôi là người cần được bảo vệ. Chẳng trách, Giai Minh nói hai người rất giống nhau, đúng là rất giống. Tôi lại chẳng thấy mình giống anh ta chỗ nào. Rất nhiều đạo lý con người ta đều hiểu cả, chỉ là có người nói ra, có người không muốn nói mà thôi, Hoắc Khải đáp. Vậy tại sao anh lại tình nguyện nói ra? Tôi đã nói với anh rồi, bố tôi là người có tài sản cả trăm tỷ, lẽ nào anh không sợ tôi nổi giận sao? Dáng vẻ tức giận của cô còn đáng yêu hơn ngày thường nhiều. Hoắc Khải mỉm cười, có người nào từng nói với cô rằng bộ dạng tức giận của cô còn xinh đẹp hơn cả dáng vẻ tiểu thư đài các thường ngày không? Đường Trọng Vi ngây người, thực sự đã từng có người nói câu này với cô, không phải ai khác, người đó chính là chồng sắp cưới của cô, Hoắc Khải. Người đàn ông đang đứng trước mặt đường Trọng Vi cũng chạc tuổi chồng sắp cưới của cô ấy. Ngoại trừ vẻ ngoài và gia cảnh thì tất cả những khía cạnh khác đều rất giống nhau. Như câu nói ban nãy, người bình thường sẽ không nói trước mặt cô nhưng Hoác Khải lại nói một cách rất tự nhiên. Đây cũng là lý do vì sao sau khi bớt ấm ức hơn, đường trọng vi không tìm bố mẹ để nói hết nỗi lòng, cũng không tìm đám người Hoác Gia Minh để oán trách mà ngồi máy bay cả ngàn cây số tới đây tìm anh uống rượu. Trong lòng cô ấy luôn cảm thấy người đàn ông này càng giống anh Khải hồi trước hơn. Sự ân cần, dí dỏm, hiểu biết sâu rộng của anh đều vô cùng quen thuộc, Quen thuộc đến mức nhắm mắt bịt tai lại là cô có thể cảm nhận được chồng sắp cưới của mình đang đứng bên cạnh. Uống nhiều rượu dễ hại sức khỏe, giải tỏa cảm xúc chút là được rồi, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận cả đời. Nói rồi, Hoắc Khải cầm cốc rượu trước mặt Đường Trọng Vi lên, một hơi uống sạch. Anh không hề để bụng chuyện Đường Trọng Vi đã ngậm miệng trên vành cốc nhiều lần, kiểu tự nhiên đó giống như hai người chẳng có chút khoảng cách nào vậy. Đường Trọng Vi thấy rõ, miệng cốc mà mình đã từng ngậm chính là chỗ mà anh đang đặt môi lên uống rượu. Từ khía cạnh này, hai người đã có nụ hôn gián tiếp giống như trong phim truyền hình rồi. Bốn chữ nụ hôn gián tiếp khiến sắc mặt đường trọng vi bỗng ửng hồng. Cô ấy là một người con gái rất đơn thuần, từ bé đến lớn, ngoại trừ hoắc khải ra, đường trọng vi chưa từng cho người họ hàng khác giới nào đụng vào mình. Đừng nói là hành động thân thiết, chỉ cần lại gần một chút là cô ấy chủ động đứng xa ra. Vậy mà hiện giờ cô ấy lại có một nụ hôn gián tiếp với người đàn ông chỉ mới gặp mặt ba lần. Hành động này đã phá vỡ quan niệm truyền thống của Đường Trọng Vi, cũng khiến cô ấy không biết làm thế nào. Lúc này, Hoắc Khải nói bartender pha một cốc trà giải rượu rồi đưa cho cô ấy, muốn uống rượu thì cũng phải để ý sức khỏe. "Lát nữa tôi sẽ tìm chỗ cho cô nghỉ ngơi, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều, thuyền đến cầu tự nhiên sẽ thẳng, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó." bây giờ chuyện tồi tệ mà cô nhìn thấy chưa chắc đã là xấu có lúc sự thật kỳ lạ hơn cô nghĩ nhiều đường trọng vi không hiểu lời anh nói cô ấy chỉ biết được là anh đang quan tâm mình hy vọng cô có thể yêu bản thân hơn cô vô thức cầm cốc trà giải rượu đặt trên bàn lên mùi thơm và độ ấm của cốc trà khiến lòng cô cảm thấy ấm áp dường như bản thân đang trở về thời không cần lo lắng bất cứ thứ gì những ngày chỉ cần đi theo sau hóc khải là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện không đợi cô tỉnh táo lại Hoắc Khải đã trả xong tiền. Anh đứng dậy khỏi ghế, nói với đường Trọng Vi, đi thôi, nghỉ ngơi một buổi chiều rồi tối tôi đưa cô đi ăn. Câu nói này chẳng khác nào người lớn đang nói chuyện với trẻ con, không một chút rẻ rặt nào cả. Cho dù như vậy, trong lòng đường Trọng Vi lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Bởi vì mọi cảm giác lúc này đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô ấy không muốn từ chối. Chỉ mới uống có ba ly whisky, cho dù có thêm đá hay không, có phải rượu thật hay không thì nó vẫn có chất cồn. Cô ấy uống vừa nhanh, vừa vội nên khi đứng lên bỗng cảm thấy toàn thân mất sức. May là Hoác Khải đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô. Một tay anh đỡ lấy cánh tay đường trọng vi, tay còn lại đặt lên eo cô ấy. Phần eo khá nhạy cảm bị đàn ông đụng vào khiến đường trọng vi vô thức giấy ruộng đôi chút. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Hoác Khải vang lên bên tai, đừng giấy ruộng cô ngã ra đây là tôi mặc kệ đấy nghe thấy giọng điệu này trong lòng đường trọng vi bỗng run lên miệng cô như sắp bật ra câu anh khải cảm giác quen thuộc này khiến cô ấy ngây dại cả người nhưng cô ấy biết người đàn ông bên cạnh mình đây không phải chồng sắp cưới của mình anh chỉ là một người lạ có phong cách làm việc giống với chồng sắp cưới của mình mà thôi nhưng sao có thể giống đến vậy chứ đường trọng vi nghĩ không thông cũng chẳng có ý định nghĩ nhiều hầu hết sự chú ý của cô đều đặt hết lên bàn tay đang để ở eo mình. Rượu và độ ấm từ bàn tay người đàn ông đều khiến cô có chút không thoải mái nhưng lại chẳng muốn thoát ra. Cô ấy cứ mơ màng như thế mà để Hoắc Khải đưa ra khỏi quán bar. Xung quanh thanh bar có rất nhiều khách sạn, có cả khách sạn 5 sao cao cấp nữa. Hoắc Khải thuê một căn phòng trong chuỗi khách sạn 5 sao khá nổi tiếng để đường trọng vi ở. Đường trọng vi có chút say, nhưng vẫn chưa mất hết ý thức. Cô ấy biết người đàn ông này đặt phòng cho mình, còn là một căn phòng rất lớn nữa, nếu như anh dám bắt nạt tôi, tôi gọi người cho anh xem." Cô nghĩ nhiều rồi, Hoắc Khải dìu cô ấy vào trong phòng, giúp cô ấy cởi giày và tất, sau đó bật điều hòa, đắp chăn cho Đường Trọng Vi rồi nói, "Ngoan ngoãn nằm yên, tôi đi lấy chút nước cho cô rửa mặt." Nói rồi, Hoắc Khải quay người đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, anh cầm chiếc khăn mặt sấp qua nước ấm đi ra, giúp Đường Trọng Vi lau mồ hôi trên mặt. Động tác dịu dàng và thuần thục này khiến Đường Trọng Vi càng cảm thấy thân thuộc hơn, cô lên tiếng hỏi trong mơ hồ, anh không phải anh Khải sao? Hoắc Khải hơi ngừng động tác lại, sau đó tiếp tục, cô cho là phải thì là phải. Đường Trọng Vi ồ một tiếng, giọng nói từ từ nhỏ dần, thật hy vọng bây giờ anh Khải là. Còn chưa nói hết, giọng nói của Đường Trọng Vi đã biến mất. Hoắc Khải liếc nhìn, cô gái ngây thơ này ngủ rồi. Điều này khiến anh phải bật cười. Ở cùng với một người đàn ông xa lạ trong hoàn cảnh lạ lẫm mà cứ thế ngủ được sao? Nên nói là gan cô ấy lớn hay là vì mình nhận được sự tin tưởng cao của cô ấy nhỉ? Mặc kệ thế nào, Đường Trọng Vi luôn là một trong những người Hoắc Khải quan tâm nhất. Sau khi nhìn thấy cô ấy ngủ rồi, Hoắc Khải vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt bắt đầu trầm xuống. Người quen nhà họ Hoắc đang bị kẻ giả mạo kia xa lánh, điều này có nghĩa là các cuộc đấu tranh nội bộ đang tiếp diễn và không ít người gặp phải chuyện như Đường Trọng Vi. Bạn bè thân thích đang nhận được những đái ngộ không công bằng là cậu cả của nhà họ hóc Hóc Khải sao có thể nhịn được anh buộc phải dành được nhiều tài nguyên để chống lại kẻ giả mạo kia có điều nhìn theo một góc độ khác mọi hành động của kẻ giả mạo cũng đem lại cho hóc Khải chút manh mối những người bị kẻ giả mạo kia xa lánh về cơ bản không có khả năng là người hại anh nếu không những người đó phải nhận được đãi ngộ tốt hơn mới đúng chương 288 triệu tập Dựa theo hành động của kẻ giả mạo, Hoắc Khải có thể lọc và chọn người để đương đầu với nhà họ Hoắc, cũng giống như khi anh đối phó nhà họ cơ vậy, lôi kéo một nhóm người, sau đó chèn ép một nhóm người nói chuyên nghiệp hơn là mượn dao giết người, mượn sức đánh trả. Sau khi đắp chăn cho đường trọng vi, kiểm tra thấy nhiệt độ điều hòa đã phù hợp xong, Hoắc Khải rời khỏi phòng. Loại khách sạn cao cấp như này, anh không cần quá lo lắng cho sự an toàn của đường trọng vi khi cô ấy ở một mình người có thể ở khách sạn năm sao đều không phải người bình thường. Nếu như xảy ra chuyện gì đó, khách sạn sẽ gặp rắc rối to. Sau khi rời khỏi, Hoác Khải gọi điện cho Hoác Gai Minh, nói cho rằng đường Trọng Vi đang ở đây. Bởi vì lúc uống rượu, đường Trọng Vi nói rằng khi đến đây, cô ấy không nói cho ai biết hết nên anh nghĩ chắc giờ này có rất nhiều người đang cuốn cuồng tìm cô ấy. Nghe thấy đường Trọng Vi đang ở chỗ Hoác Khải, Hoác Gai Minh vô cùng kinh ngạc, sao chị ấy lại tới tìm anh. Thái độ tồi tệ của kẻ giả mạo dành cho Đường Trọng Vi đã truyền khắp nhà họ Hoắc. Khoảng 30 phút trước Hoắc Gia Minh có gọi điện cho Đường Trọng Vi nhưng chỉ nhận được lời nhắc tắt máy của tổng đài. Cậu ta đang do dự không biết có nên đi tìm anh ba để bày tỏ sự nghi ngờ và khó chịu của mình hay không thì nhận được cuộc gọi của Hoắc Khải. Theo Hoắc Gia Minh, có lẽ Đường Trọng Vi sẽ đi tìm bạn tốt để tâm sự giải sâu, nhưng ai ngờ rằng cô ấy lại chạy cả đoạn đường xa để tìm một người xa lạ. Quan trọng hơn cả, đây còn là một người đàn ông nữa. Vì sao cô ấy tới tìm tôi không quan trọng, quan trọng là đến cả một người con gái có hôn ước với nhà họ hoác rồi mà các cậu cũng không bảo vệ tử tế được. Đúng là khó chấp nhận, hoác khải đáp. Hoác dài mình thở dài một hơi, vô cùng bất lực nói, chúng tôi cũng hết cách, uy nghiêm của anh ba như mặt trời ban trưa, ai dám cãi lại chứ. Hoác khải im lặng, bởi vì anh bỗng ý thức được chuyện này xảy ra có liên quan rất mật thiết đến mình. Trước đây anh cho rằng, quyền lực của cả dòng họ phải nằm trong tay một người, không được phân tán, nếu không chuyện bằng mặt không bằng lòng sẽ dễ xảy ra, như vậy anh khó lòng thực hiện được những ý tưởng và kế hoạch của mình. Trải qua nhiều cuộc đấu tranh trong dòng họ, những người không làm việc đúng đắn lại không muốn từ bỏ quyền lực đều bị anh xử lý vô cùng thảm. Cộng thêm việc mỗi một quyết định mà Hoắc Khải đưa ra đều là đúng, có lợi rất nhiều cho dòng họ nên hầu như không ai dám chống đối lại anh. Cho dù có đi nữa cũng không dám thể hiện ra ngoài. Hoắc Khải nắm trong tay toàn bộ quyền lực của dòng họ vậy nên mỗi lời anh nói ra như vàng như bạc, người khác chỉ có thể nghe lời, không ai dám cãi lại. Đến bây giờ, cho dù thái độ của kẻ giả mạo đối với đường trọng vi vô cùng khác thường cũng không ai dám thể hiện ra sự bất mãn chứ đừng nói là phản đối. Anh không nói thêm gì về nhà họ Hoắc nữa, chỉ dặn Hoắc Sai Minh, cậu nói với người của tập đoàn quốc tế đường thị rằng không cần lo lắng, cô ấy ở đây rất tốt, muốn đón về thì hai ngày sau hắn tới đón được để tôi nói với bọn họ có điều tôi không chắc là họ có đồng ý hay không hoác giai minh đáp đường trọng vi là cô con gái duy nhất của chủ tịch đường là viên ngọc quý của cả tập đoàn ai cũng không muốn cô ấy xảy ra chuyện vậy nên rất có thể người của tập đoàn quốc tế đường thị nhận được tin tức xong sẽ lập tức đến đón người cho dù không đón đường trọng vi về bọn họ cũng sẽ phải đảm bảo an toàn cho cô ấy hoác khải biết rõ chuyện này nên không nói gì nhiều tôi có thể nói vài câu với chị Vi Vi không? Hoác Giai Minh hỏi. Cô ấy uống say, đang nằm nghỉ, Hoác Khải trả lời. Uống say, giọng nói của Hoác Giai Minh bỗng cao vút lên, anh không làm gì chị ấy đấy chứ? Hoác Khải im lặng vài giây, sau đó đáp hỏi thừa. Sau đó anh cúp máy, để mặc Hoác Giai Minh hoảng loạn ở đầu dây bên kia. Hỏi thừa có nghĩa là gì? Ý là chắc chắn sẽ làm gì đó hay là chắc chắn không làm gì cả? Hoắc Khải rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi về nhà. Trong một diễn biến khác, Vương Vũ Hành đi đến một tổ chức giáo dục. Sau khi đẩy cửa vào, cậu ta nhìn thấy có vài chục học sinh đang ngồi trong đó, trên bục giảng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ghi kiến thức lên bảng. Nhìn thấy Vương Vũ Hành, người đàn ông đeo kính hơi ngơ ngác. Vương Vũ Hành mỉm cười nói, "Anh Mã, thầy bảo em gọi anh về làm việc." Tay của người đàn ông đeo kính hơi run run, suýt chút nữa đánh rơi viên phấn. Sau khi kinh ngạc, anh ta mừng rỡ, vứt phấn đi, chạy đến chỗ Vương Vũ Hành, kích động hỏi, "Thật sao, lão đại thực sự quay lại rồi?" "Ừm." Uhm, Vương Vũ Hành gật đầu. "Đi." Người đàn ông đeo kính nhanh chóng bước ra ngoài. Cả đám học sinh ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra, có một học sinh dũng cảm hét lên, "Thầy Mã, vậy chúng em thì sao?" "Các em người đàn ông đeo kính cười ha ha nói, tùy mấy đứa, muốn làm gì thì làm, tôi không dạy thêm nữa. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi phòng học, bỏ mặc đám học sinh đang nhìn nhau chả hiểu chuyện gì. Bốn tiếng sau, hai người đến một tiệm bán khóa. Phá khóa 50, lắp đặt khóa thường 80, lắp đặt khóa chức năng rưỡi. trong phòng, một người đàn ông đang cúi đầu tháo rời một ổ khóa kiểu cũ, nói. Lão Tề, người đàn ông đeo kính gọi. Tay của người đàn ông kia cũng hơi run rẩy, sau đó anh ta ngẩng đầu lên, trông thấy người đàn ông đeo kính và Vương Vũ Hành thì lập tức ngây người. Vương Vũ Hành mỉm cười với anh ta, anh Tề, thầy em gọi anh về làm việc. Người đàn ông họ Tề nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn người đàn ông đeo kính, anh ta chẳng rông dài nhiều, quăng cái ổ khóa trên tay xuống, đi. Cũng chỉ một câu ngắn gọn, cũng cùng một sự kích động. Vừa đúng lúc có người vào trong cửa hàng, ông chủ Tôi lại quên mang chìa khóa rồi, phiền anh qua đó phá giúp tôi với. Không làm nữa, tìm người khác đi, người đàn ông họ Tề trả lời rồi kéo Vương Vũ Hành và người đàn ông đeo kính đi khỏi. Vị khách kia bàng hoàng nhìn bóng dáng mấy người bọn họ rời đi, sau đó lại nhìn chỗ dụng cụ phá khóa xếp đầy trong phòng. Anh ta không làm nữa, đến cửa hàng cũng mặc kệ sao? Không sợ bị người khác trộm mất à? Những chuyện tương tự cũng diễn ra khắp nơi. Mấy người làm việc với Hoắc Khải lúc trước Hiện giờ phân bố bốn phương tám hướng, người nào cũng có công việc riêng của mình. Có người dạy học, có người phá khóa, còn có cả người bán thịt lợn. Thường ngày gặp mặt, mọi người sẽ chỉ cho rằng bọn họ là người bình thường. Ai mà biết được mấy năm trước, những người này từng làm mưa làm gió một phen ở thị trường chứng khoán thứ cấp. Bây giờ, Vương Vũ Hành vừa mở lời, bọn họ chẳng hề do dự mà bỏ hết mọi chuyện qua một bên, nhanh chóng tập hợp. Không ai cam tâm làm người thường. Lúc trước khiêm tốn chỉ là vì đợi đến khi người nào đó cần đến bọn họ, bọn họ có thể im lặng làm việc là được rồi. Những người như bọn họ, càng ít bị chú ý tới lại càng tốt, tốt nhất là cả thế giới không biết đến sự tồn tại của bọn họ thì hơn. Như vậy mới dễ làm việc. Hoặc Khải vốn không quan tâm đến chuyện này, hoặc có thể nói, anh không phải thần thánh nên chẳng biết được người khác đang làm gì. Anh chỉ cần biết, nhất định có người giúp anh làm tốt chuyện đã được giao trong lúc Phương Vũ Hành bận rộn tập hợp mọi người, hoắc khải lại ở nhà nấu cơm. Khi ninh thần đón đường đường về, nguyên một bàn đồ ăn đã làm xong. Đường đường thích thú hét lớn, leo lên bốc một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng, cô bé cũng không quên khen ngơi, bố giỏi thật. Ngon quá, chưa rửa tay đã bốc đồ ăn, mau đi rửa tay đi, ninh thần nói. Không sao, đợi con ăn nốt miếng này rồi rửa, hoắc khải đáp. Anh cứ nuông chiều con bé đi, xem anh chiều con được đến bao giờ. Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng ninh thần rất vui, cả khuôn mặt cô ngập tràn hạnh phúc, bởi vì cô rất thích bầu không khí như này, nhìn thấy ông xã yêu thương con gái là điều mà mỗi người vợ đều muốn có được. Bố là giỏi nhất, con yêu bố nhất, đường đương nịnh nọt. Đô dẻo miệng, ninh thần hừ một tiếng, cả thế giới này chỉ có bố con là tốt, mẹ không tốt sao. Mẹ cũng tốt, có điều bố là tốt nhất, bố làm món ngon cho con ăn, đường đường cười hì hì nói mẹ mới là tốt nhất, không có mẹ, sao chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, đúng không con, Hoác Khải nói. Đường đường tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, một lúc sau cô nhóc gật đầu, được, coi như bố nói có lý. Dáng vẻ bà cụ non của cô bé khiến ninh thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai bố con nhà này đúng là dẻo miệng, cô không nổi giận được với bọn họ. Sau đó, Hoác Khải dắt đường đường đi rửa tay rồi mới ngồi ăn cơm. Chương 289, mua nhẫn kim cương. Ninh Thần ngồi ở bên cạnh và nhạy cảm ngửi được một mùi nước hoa như len lỏi vào quanh mùi rượu. Mặc dù biết chồng mình không phải kiểu người trăng hoa, nhưng phụ nữ trời sinh đã nhạy cảm, nên cô vẫn không kìm được mà hỏi, anh uống rượu với ai hả? Ừ, một người bạn ở tỉnh khác đến, người đó bị bắt nạt nên tới đây tìm anh. Anh có uống mấy chén, nặng mùi lắm hả em? Hoắc Khải kéo áo lên người cũng bình thường ạ, à, Ninh Thần do dự rồi hỏi tiếp là nữ hả anh? Ừ, hoác khải gật đầu, không che giấu điều gì. Anh chỉ coi đường trọng vi là em gái, đính hôn cũng là vì nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Hiện giờ, anh đã ở trong thân xác của Lý Phong, cũng đã có một người vợ tốt là Ninh Thần cùng cô con gái đường đường đáng yêu, nên càng không có ý nghĩ gì với đường trọng vi nữa. Trong lòng anh không có gì để che giấu nên có gì mà phải sợ khi nói sự thật chứ? Thấy vẻ mặt bình tĩnh cùng giọng nói không có gì bất thường của anh, ninh thần mới thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì anh an ủi cô ấy nhiều chút. Từ nơi khác đến đây nói với anh thì hẳn là phải uất ức lắm. Anh biết rồi, Hoác Khải gật đầu rồi gắp cho cô một miếng sườn, em ăn nhiều thịt vào mới có chất dinh dưỡng. Đừng có kiểu bản thân bán đồ ăn giảm cân nên đi giảm cân thật luôn nhé. Em có giảm cân đâu mà, ngày nào cũng bị đồ ăn anh nấu hấp dẫn nên đã tăng cân rồi đây này, ninh thần vỗ mặt mình rồi nói anh có thấy em béo đâu vẫn xinh đẹp như trước mà hoác khải cười đáp quẹ y đường đường cố tình ôm lấy cánh tay tỏ vẻ nổi hết cả da gà lên ninh thần ngượng chín mặt nhưng vẫn rất thích nghe những lời ngọt ngào này dù sao đây cũng là từ chồng cô nói chứ chẳng phải người đàn ông nào khác ăn cơm xong cả gia đình chia nhau ai làm việc người đấy mặc dù đã về nhà nhưng ninh thần vẫn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khi tắm với đường đường xong Cô lập tức ngồi xuống trước máy tính để bắt đầu livestream buổi tối và xử lý báo cáo công việc của hôm nay. Hoạt động giảm cân đã gần đi đến hồi kết, chưa đến một tuần nữa là có thể thông báo kết thúc. Những người nằm trên top đầu hiện giờ đã không còn mỡ để mà giảm nữa rồi. Lượng giảm calo mỗi ngày còn chưa nổi 100 gram, mà những người tham gia sau thì vẫn đang cố gắng đuổi kịp. Xét về chiều cao và cân nặng thì vẫn có thể bắt kịp được. Càng về cuối thì càng gấp rút và kích thích dù sao giải thưởng cho người đứng đầu cũng là tận 2 triệu đó. Không biết người kiên trì đến cuối để nhận được món tiền này sẽ là ai đây. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Khải đến công ty chi nhánh nhà họ Cơ trước, kiểm tra lại những việc đã giao từ ngày hôm qua để xem tiến độ của nhân viên. Đây dường như là chuyện anh làm mỗi ngày, mỗi một tiến độ hoàn thành của hạng mục nào đó đều được lưu lại trong máy tính của Hoắc Khải ít nhất là 3 bản. Một bản ở trong ổ cứng một bản ở USB và một bản ở trên driver, có thể đảm bảo là sẽ không bị mất đi. Nếu như cả ba phần tài liệu này bị mất cùng một lúc thì chỉ có thể nói là do ý trời thôi, đành chịu. Buổi sáng Cơ Hương Ngưng không gọi Hoắc Khải đến, hiện giờ, mỗi khi nghĩ đến Hoắc Khải thì trong lòng cô đều mâu thuẫn kinh khủng. Vừa muốn tránh xa anh nhưng lại không muốn mất đi sự trợ giúp của anh. Khi chưa xác định rõ cảm xúc của bản thân thì Cơ Hương Ngưng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Hoác Khải có thể cảm nhận được chuyện này, vì bình thường, mỗi khi đến công ty, anh đều bị cơ hương ngưng gọi đến để thảo luận. Mọi chuyện to nhỏ lớn bé đều phải có sự tham gia của Hoác Khải thì cơ hương ngưng mới quyết định được. Có rất nhiều người thì thầm với nhau rằng, nói cơ hương ngưng là tổng giám đốc thì chẳng thà bảo đó là trợ lý lý còn hơn. Nếu chuyện gì cũng phải trưng cầu ý kiến của anh rồi mới quyết định thì sao không cho anh lên cái trước đó ngồi luôn đi nếu mà là công ty chi nhánh cũ thì sẽ không có ai dám nói câu này. Vì khi ấy, công ty chi nhánh tranh đấu rất kịch liệt, cơ hương ngưng và cơ xương minh rất hay cãi nhau. Mỗi một lần tranh cãi thì bọn họ đều làm giảm hiệu suất công việc xuống, cũng đồng thời khiến người ta hiểu được rằng xí nghiệp của nhà họ cơ sẽ không cho người ngoài nhúng tay vào. Nhưng giờ thì khác, Hoác Khải đột nhiên phất lên khiến rất nhiều nhân viên thay đổi suy nghĩ. Bọn họ nhận ra được, mặc dù hiện tại nhiều việc hơn trước nhưng hiệu suất lại tăng lên rất nhiều quan trọng nhất là hoác khải dám thưởng dám phạt tuyệt đối sẽ không vì người này có mối quan hệ với ai mà nhắm mắt làm ngơ không khí của công ty này cũng dần dần thoát ly ra khỏi xí nghiệp của gia tộc mà giống với một nơi làm việc chính quy hơn cùng với sự thay đổi dần dần của nhà họ cơ càng nhiều người bắt đầu nảy sinh suy nghĩ khác nhưng bọn họ không dám đi nói những cái suy nghĩ này với hoác khải dù sao thì công ty vẫn mang họ cơ Bất kể Hoắc Khải có làm việc giỏi cỡ nào thì cũng không thể đi lên nắm quyền được. Hy vọng duy nhất của bọn họ chính là Hoắc Khải sẽ mở một công ty riêng. Nếu thật sự là vậy thì e là quá nửa số người của công ty này sẽ lập tức nghỉ việc để đi ứng tuyển. Có những lúc năng lực làm việc và sức hút cá nhân bổ trợ cho nhau. Nhân tố cần thiết cho người thành công chính là có thể thu hút được nhân tài gia nhập. Đến 9 giờ 40 phút, Hoắc Khải rời khỏi công ty anh không nhận ra là cơ hương ngưng đang đứng trước cửa sổ của phòng làm việc mà dõi theo bóng dáng của mình nhìn hoác khải rời đi cảm xúc trên gương mặt của cơ hương ngưng càng thêm khó tả trốn tránh không phải là cách giải quyết đúng đắn cô ấy cũng không thể trốn anh cả đời được nhưng nên dùng thái độ và thủ đoạn nào để đối xử với anh đây hoác khải đi ra khỏi công ty và đến một cửa hàng trang sức hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của anh và ninh thần cũng là ngày mà Hoắc Khải đã lên kế hoạch từ lâu. Đã nói là muốn theo đuổi Ninh Thần một lần nữa thì đương nhiên phải tổ chức ngày này thật long trọng rồi. Ninh Thần và Lý Phong kết hôn vào lúc hai người nghèo rất mồng tơi. Đừng nói đến nhẫn kim cương làm gì, bọn họ chỉ đủ tiền mua nhẫn vàng có giá mấy trăm tệ mà thôi, nghèo vô cùng. Trong giới quảng cáo có một câu là kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng, cho tình yêu bất diệt. Mặc dù với tầng lớp của Hắc Khải thì đã biết thừa kim cương không hề quý giá đến mức đó, nó cũng giống hệt mấy căn nhà chờ thuê vậy, bị đám cỏ mùi tung lên tận trời xanh rồi bán giá cắt cổ, nhưng đa số mọi người đều không biết đến sự thật này. Bọn họ cho rằng kim cương thật sự rất ít, mà cũng sắp bị đào hết rồi. Trên thực tế thì kim cương có rất nhiều, có đào 100 năm nữa thì cũng khó mà cạn kiệt được. Hơn nữa, giá trị đầu tư của thứ này không cao, không thể trở thành một món hàng lưu thông như vàng được vì số lượng vàng ít mà cũng dễ phân biệt thật giả, chứ kim cương thì cần người có kỹ thuật và kinh nghiệm phong phú mới đoán ra được. Bất kể là món đồ gì, một khi người bình thường không phân biệt được thì sẽ có giá bán cao chót vót. Nhưng cái thứ phát sáng lấp lánh này lại dễ thu hút sự yêu thích của nữ giới. Ninh Thần không phải kiểu người thích khoe giàu, cũng không thích đồ đắt tiền, nhưng không có nghĩa là cô không thích nhẫn kim cương. Có một câu quảng cáo đã đi vào lòng người và cắm rễ trong đầu bọn họ. Kết hôn mà không có nhẫn kim cương thì đúng là vứt đi. Vì vậy mà chuyện đầu tiên Hoác Khải làm chính là mua một chiếc nhẫn kim cương cho Ninh Thần, bù đắp sự nuối tiếc mà Lý Phong để lại. Có thể mua nhẫn kim cương ở khắp các cửa hàng đá quý, nhưng các cửa tiệm nhỏ thì năng lực có hạn, không đủ tiền tài mà bán những loại nhẫn kim cương lớn có giá trị cao. Nhẫn kim cương từ hơn 1.5 carat trở lên thì chỉ có bán ở các chuỗi cửa hàng đá quý lớn trên toàn quốc. Dĩ nhiên giá cũng đắt đỏ vô cùng. Người bình thường mua loại không phải mấy cara, thêm cái nhẫn bạch kim nữa thì cũng phải đến mấy ngàn. Còn nếu là một cara thì ít cũng 20 ngàn. Hoác Khải đến cửa tiệm đầu tiên, cũng là cửa tiệm nổi tiếng nhất cả nước đá quý linh cảm. Cửa tiệm này đều có các mẫu thiết kế thời thượng nhất, rất được người trẻ tuổi và nhà giàu yêu thích. Sau khi vào cửa tiệm, Hoác Khải đi thẳng đến quầy nhẫn kim cương. Nơi đó đã có hai đôi tình nhân đang chọn nhẫn một đôi có tầm tuổi ngang nhau, cỡ hoắc khải, còn đôi kia thì lại là một cặp trâu già cỏ non thứ thiệt. Đôi trẻ kia có lẽ điều kiện có hạn nên chỉ chọn một chiếc nhẫn chưa đến 0.4 cara, giá khoảng 15 ngàn gì đó. Mặc dù vậy nhưng bọn họ vẫn lộ ra vẻ mặt tiếc rẻ. Thấy dáng vẻ đó của bọn họ, đôi vợ chồng còn lại càng tỏ ra kiêu căng hơn. chương 290, Sĩ Diện Cô gái trẻ đeo chiếc nhẫn 1.3 cara lên tay rồi lại tỏ vẻ bất mãn, sao mà nhỏ quá trời, chẳng đẹp gì cả. Ông xã, em muốn cái to hơn cơ. Người đàn ông già cơ u 50 đang ôm eo cô ta cười khà khà và nói, được được, vợ yêu chọn đi. Chọn cái nào to vào, nhỏ thế này đeo vào có xấu hổ không cơ chứ. Tuy lão ta không chỉ đích danh ai nhưng đã khiến cặp đôi trẻ tuổi kia hơi ngượng. Sau khi trả tiền xong, bọn họ liền vội vã rời đi. Dáng vẻ vội vàng của họ làm cho cặp đôi châu già cỏ non kia càng thêm thỏa mãn. Cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đã chọn xong chiếc nhẫn mà mình thích, là một chiếc nhẫn cưới 1.5 cara. Mặc dù số cara không quá kinh người nhưng là loại mẫu mới nhất. "Thưa anh, mắt anh tinh thật đấy. Đây là mẫu mới nhất do nhà thiết kế được mời từ nước ngoài về vừa thiết kế ra đó ạ." À, nhân viên bán hàng Nịnh nọt nói. "Có phải kiểu mới nhất hay không không quan trọng, chỉ cần thấy đẹp là được." Với Hoắc Khải, sở thích của Ninh Thần còn quan trọng hơn nhà thiết kế được mời từ đâu về rất nhiều. Mà lời nói của nhân viên bán hàng làm đôi vợ chồng kia nhìn sang theo. Khi bọn họ nhìn thấy chiếc nhẫn đặt trước mặt Hoắc Khải thì mắt cô ta sáng lên. Không thể không nói, mẫu nhẫn mà Hoắc Khải chọn thực sự rất thu hút ánh nhìn. Cô gái trẻ kia vừa nhìn đã thích, liền ôm lấy cánh tay của lão già kia rồi nhõng nhẽo, "Ông xã, em cũng muốn cái nhẫn đó, mua cho em đi mà, nha?" được 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 lão già vỗ tay cô ta rồi nói với nhân viên cho tôi một đôi nhẫn giống vậy đi thật sự xin lỗi mỗi một mẫu trong cửa hàng chúng tôi đều là độc nhất vô nhị không có mẫu thứ hai ông có thể thử mẫu này cũng cùng một nhà thiết kế đó ạ à. nhân viên bán hàng lấy ra một mẫu nhẫn khác và nói không thích em chỉ thích mẫu kia thôi cô gái kia ngang ngược kêu lên cái cửa hàng vớ vẩn này nữa chúng tôi đến đây cúng tiền cho các người mà cũng không mua được à Thế mà còn nói là chuỗi cửa hàng toàn quốc cơ đấy, phục vụ quá kém, lão già sát phạt cho nhân viên bán hàng một trận rồi nhìn hoắc khải và nói với một giọng điệu hết sức kiêu ngạo, "Chàng trai, bạn gái tôi thích cái nhẫn này, hay là cậu chọn cái nhẫn khác đi nhé. Để bù đắp thì tôi sẽ trả thêm 20.000 cho cậu." Giá của chiếc nhẫn này cũng chỉ khoảng hơn 80.000, 20.000 đã là một phần tư giá của nó rồi. Vì vậy mà lão ta cảm thấy điều kiện mình đưa ra hết sức ưu đãi. Thế nhưng Hoác Khải chỉ liếc lão ta một cái rồi lắc đầu nói, ngại quá, tôi đã chọn nó rồi. Ông xã, em thích nó cơ, cô gái trẻ kia lại tiếp tục ướn hẹo lắc cánh tay của lão già. Lão ta bị lắc như đang ngồi thuyền, mà cũng vì lời từ chối của Hoác Khải kiến lão ta chẳng còn chút mặt mũi nào, bèn lạnh lùng hư một tiếng, ai nói rằng cậu chọn thì nó sẽ là của cậu hả? Cậu đã trả tiền đâu hả? Này, tôi trả thêm 50 ngàn cho món này, gói nó lại cho tôi nhân viên bán hàng khó xử nhìn Hoác Khải và lão già. Nếu là bình thường thì cô ta sẽ hướng về Hoác Khải nhiều hơn. Thái độ của lão già này quá sức ác ôn, dáng vẻ muốn lấy tiền đè người này rõ ràng là một nhà giàu mới nổi. Nhưng tiệm đá quý này không phải do cô ta mở, xung quanh vẫn còn các nhân viên phục vụ khác nữa. Nếu như cô ta bị các nhân viên khác tố cáo với lãnh đạo rằng cô ta khiến cửa tiệm này mất đi 50 ngàn thì e là cô ta đã bị đuổi ngay lập tức rồi chuối cửa hàng toàn quốc kiểu này đứng đầu trong ngành nhân viên đều có bảo hiểm xã hội chuyện buôn bán hàng ngày cũng rất tốt tiền lương cơ bản thêm thưởng cộng lại cũng phải đến chục ngàn đãi ngộ như vậy ở thành phố này cũng được coi như nằm trong top đầu rồi chẳng ai nỡ bỏ công việc này cả sau khi do dự một hồi nhân viên bán hàng mới tội lỗi nhìn sang hoắc khải anh ơi thật sự rất xin lỗi anh hay là hoắc khải có thể hiểu được chỗ khó xử của nhân viên bán hàng không phải bọn họ mê tiền mà vì có những lúc bất đắc dĩ. Vì vậy, anh cũng không định làm khó cô ta mà chỉ nói, không sao cả, mua đồ là do hai bên tự nguyện và cạnh tranh công bằng. Nếu người này đã thích mua theo phương thức đấu giá thì tôi cũng vui vẻ tiếp thôi. Tôi sẽ tăng thêm 60 ngàn, vậy đi. Nhân viên bán hàng và lão già ngẩn ra, bọn họ không ngờ hoác khải không những không rút lui mà lại còn tăng thêm tiền nhân viên bán hàng rất vui vì khách hàng trả thêm tiền thì cô ta sẽ càng có nhiều hoa hồng. Huống hồ tiền hoác khải trả thêm còn nhiều hơn lão già đáng ghét kia cơ mà. Lão già kia thì đanh mặt nhìn hoác khải rồi lạnh lùng nói, nhóc con, cậu muốn đọ tiền với tôi đấy à? Không biết cậu có đọ nổi không? Nếu tôi không đủ tiền thì tôi sẽ nhận thua thôi, không việc gì phải sĩ diện háo cả, hoác khải bình tĩnh nói. Trước giờ anh không phải là người thích khoe tiền cho dù lúc còn ở nhà họ Hót thì anh vẫn luôn lấy tài đức của mình để thu phục lòng người. Khi đi ra ngoài, trừ vấn đề ăn uống là anh hơi kỹ tính ra thì những chuyện khác rất đơn giản. Bây giờ sống lại trong thân xác của Lý Phong, phải bắt đầu lại từ con số 0, lại càng không có chút vốn liếng vào cả. Nhưng hiện giờ anh đã khác, chiếc nhẫn này là anh chọn cho Ninh Thần, đại diện cho tình cảm của cả hai. Vàng bạc có giá, tình cảm thì không? đừng nói là mấy trăm ngàn, dù là mấy triệu thì Hoắc Khải cũng chẳng thấy sót. Câu nói của anh khiến lão già càng xa sầm mặt mày. Lão ta chẳng nói gì mà đặt thẻ ngân hàng lên quầy thu ngân, trong này có 500 ngàn, có giỏi thì cậu trả giá cao hơn đi. 500 ngàn là đủ để mua một chiếc nhẫn kim cương siêu to với ít nhất là 3 carat trở lên. Mà là cửa tiệm đá quý số một toàn quốc nên đương nhiên cũng không ít những vị khách giàu có. Tiền hoa hồng của cửa tiệm này là 2% bán được 500 ngàn thì hoa hồng sẽ là 10 ngàn. Đến cả nhân viên bán hàng cũng không kìm được mà hít thở liên tục. Mấy nhân viên bán hàng ở bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Ánh nhìn của bọn họ khiến cô gái trẻ kia càng thêm oai hơn. Cô ta kiêu ngạo ôm cánh tay của lão già rồi nhón chân lên hôn vào mặt lão ta một cái và khen ngợi ông xã giỏi quá đi. Lúc này, Hoắc Khải cũng rút ra một tấm thẻ ngân hàng và nói, tôi không nhớ rõ trong này có bao nhiêu nhưng cũng đủ để mua nhẫn đấy. Thế này đi, ông đây có trả giá cỡ nào đi nữa thì tôi cũng sẽ trả nhiều hơn 10 ngàn. Khi nào ông ta không tăng nữa thì có thể quẹt thẻ luôn. Tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Một trận thi đấu tiền tài hiếm gặp thế này làm bọn họ vô cùng thích thú. Bản thân có tiền hay không không quan trọng, xem người có tiền sâu xé nhau mới vui. Sắc mặt của lão già trở nên hơi khó coi. Với lão ta, 500 ngàn không phải số tiền nhỏ. Cứ tưởng rằng lấy ra số tiền này là có thể đè thằng nhóc ăn mặc tầm thường, nhìn không giống người giàu kia một phen. Ai mà ngờ đối phương lại không chịu nhượng bộ. Không phải là lão ta không có đủ tiền, nhưng chỉ vì đấu khí nhất thời mà mua một cái nhẫn kim cương với giá gấp 10 lần giá gốc thì có đáng không cơ chứ? Dù sao người phụ nữ này chưa chắc đã trở thành vợ của lão ta mà cũng chỉ là một tình nhân chơi chán rồi bỏ mà thôi. Cô gái trẻ kia dường như cũng hiểu được nếu cứ tiếp tục tăng giá thế này thì cũng chẳng ra làm sao. Cô ta bèn bĩu môi nói, "Đưa cái thẻ ra là thành người có tiền đấy à? Ai mà biết được số dư trong đấy có nổi năm chữ số không chứ. Đừng trách tôi không nhắc trước nhé, cái người này mặc toàn đồ chợ, không giống kiểu người có thể mua nhẫn với giá mấy trăm ngàn đâu. Sau này phát hiện thẻ của anh ta chẳng có đồng nào thì đừng có trách chúng tôi gọi cho 315 báo cáo là các người hùa vào lừa tiền người khác." Cô ta nói xong làm cả tiệm quay sang nhìn Hoắc Khải, nói chính xác hơn là nhìn quần áo của anh. Nhìn kỹ thì người đàn ông này đúng là ăn mặc chẳng ra làm sao, quần áo giày dép vô cùng đơn giản, chẳng phải hàng hiệu gì. Đồng hồ cũng không đeo, không giống người giàu có chút nào. Nghèo chơi ô tô, giàu chơi đồng hồ, người thật sự giàu thì ai mà chẳng đeo một cái đồng hồ mấy trăm một triệu cơ chứ. Đến cả nhân viên bán hàng cũng nghi ngờ, suy nghĩ có nên kiểm tra số dư của Hoắc Khải trước hay không. Nếu không, đến lúc hét giá trên trời mà anh không trả được thì chỉ có cô ta là xui xẻo. Người nghĩ vậy không chỉ có một mình cô nhân viên bán hàng mà còn có vài vị khách khác nữa. Bọn họ nghi ngờ đây là chiêu trò của cửa tiệm hoặc hoác khải là một kẻ sĩ diện nhưng vẫn thích thể hiện. chương 291, ra mặt. Cô gái trẻ nhìn thấy ánh mắt của những người này thì trong lòng vui sướng, nói có vài người cứ thích tỏ vẻ, thật ra chỉ là chiếc vỏ rỗng chẳng có gì. Cửa hàng các cô cũng đừng có khờ khạo như thế, cô thật sự cho rằng ai cũng hào phóng như ông xã của tôi sao? Còn không nghĩ xem người nào có thể trả được số tiền này, không sợ bị lừa sao? Nhân viên bán hàng thấy cô ta nói thế thì có chút bối rối, không khỏi nhìn Hoắc Khải, sau khi do dự một lát thì cuối cùng cũng nói, "Thưa anh, nếu không, anh có thể quẹt thẻ trước, xác nhận số dư còn bao nhiêu. Anh đừng nghĩ nhiều, không phải tôi có ý nghi ngờ anh mà chỉ muốn xác định xem có bao nhiêu tiền." cũng thuận tiện để anh thanh toán. Anh thấy thế có được không? Tuy rằng giọng điệu của cô gái này rất thành khẩn, cố gắng không để người khác cảm thấy bản thân cô cũng đang nghi ngờ, nhưng Hoắc Khải biết, cuối cùng thì cô cũng khó tránh khỏi sự tầm thường, dùng mắt để đánh giá người khác. Trước nay, anh không hề có yêu cầu cao đối với việc ăn mặc. Dù là khi còn ở nhà họ Hoắc hay là sau khi sống lại, anh đều ăn mặc rất đơn giản, cảm thấy phù hợp là được. Không phải là anh không mua được quần áo hàng hiệu cũng không phải là không nỡ mua, trong những trường hợp cần thiết thì vẫn mặc một bộ xa xỉ để giữ thể diện. Có lúc, những thứ xa xỉ không phải là dùng nguyên liệu tốt thế nào, gia công tinh tế ra sao mà thể hiện, anh tiêu khoản tiền này tức là anh có tư cách bước vào một vòng quan hệ nào đó. Các sản phẩm xa xỉ thật sự đã không chỉ là để dùng mà nó còn là một dạng danh thiếp. Dựa vào chiếc xe anh đi, quần áo anh mặc đồng hồ anh đeo thì sẽ đại khái đoán biết được tài sản của anh thuộc tầng lớp nào, thị hiếu và sở thích ra sao. Tất nhiên, chỉ đến đây mua một chiếc nhẫn thì Hoác Khải cũng cảm thấy không cần mặc quá trang trọng. Sự hoài nghi của nhân viên bán hàng khiến anh hơi nhíu mày, nói có cần thiết phải thế không? Nhìn xem, tôi đã nói anh ta không trả nổi mà, nếu không thì sẽ để cô quẹt thẻ luôn chứ còn nói cái gì mà cần hay không cần, cô gái trẻ làm ẩm ý, tỏ vẻ sự thật đã rất rõ ràng rồi những khách hàng khác cũng ồn ào bàn tán, trong đó có không ít nhưng lời nói mang đầy sự nghi ngờ đối với Hoắc Khải. Cái gọi là hóng hớt thì không sợ to chuyện, có một vài giọng nói hô lên rất lớn bảo anh phải quẹt thẻ kiểm chứng là thật hay giả. Cũng có những người không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Có người không phải là thích hóng hớt mà là khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Khải lại có chút bối rối. Khuôn mặt này, nhìn có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ông xã, anh có cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn quen quen không một phụ nữ trung niên kéo cánh tay người đàn ông bên cạnh người đàn ông gật đầu nói em cũng cảm thấy quen mắt à chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra được hai người rơi vào trầm tư vài giây sau bỗng nhiên hai mắt người phụ nữ phát sáng có chút phấn khích kéo tay người đàn ông nói em nghĩ ra rồi lý phong cậu ấy là lý phong người đàn ông nghe thấy thì xứ người sau đó tỏ ra đầy kinh ngạc em nói đó là người trẻ tuổi thừa kế gia tài của giáo sư triệu vĩnh an nói mới thấy hình như đúng là cậu ấy thảo nào nhìn quen mắt như vậy anh vẫn không nhớ từng gặp ở đâu không phải anh vẫn luôn muốn tạo quan hệ với cậu ấy sao hôm nay chính là một cơ hội tốt đấy người phụ nữ trung niên nhắc nhở người đàn ông lại có chút do dự nói nếu cậu ấy thật sự là lý phong thì chắc chắn không thiếu tiền ôi trời Đầu óc của anh bị làm sao đấy? Không cần biết cậu ấy thiếu tiền hay không, anh thấy bây giờ có mấy người tin tưởng cậu ấy. Nếu lúc này chúng ta đứng ra giúp cậu ấy giải vây thì coi như không phải là đưa than lúc trời tuyết thì ít nhất cũng là dệt hoa trên gấm sao? Nói qua nói lại không phải là sẽ quen biết sao? Người đàn ông trung niên nghe thấy thế thì hai mắt phát sáng, gật đầu liên tục, nói em nói đúng. Anh sẽ qua ngay. Nói xong, người đàn ông lập tức đi đến phía Hoắc Khải. Đến lúc này, người bán hàng cũng không còn đường lui, chỉ có thể thở dài, cố gắng khiến giọng nói và vẻ mặt của mình chân thành nhất có thể, "Thưa anh, tôi cũng không muốn làm khó anh mà chỉ muốn xác nhận một chút, tránh dẫn đến việc tranh chấp không cần thiết." Cho dù lời nói có dễ nghe thế nào thì sự thật cũng là sự thật. Tuy Hoắc Khải có thể hiểu được sự khó xử của người bán hàng nhưng không có nghĩa là anh đồng ý với hành vi như vậy, bởi vì điều này liên quan đến việc xúc phạm nhân cách của người khác tôi đến đây mua đồ mà cô lại nghi ngờ tôi không có tiền. Anh lắc đầu, giơ tay cầm lấy thẻ ngân hàng. Lúc này, người đàn ông trung niên đã đi tới, đưa thẻ vàng của mình đặt trên bàn thu ngân, nói bất kể phải tốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đều thanh toán giúp cậu ấy. Để tiết kiệm thời gian, mỗi bước giá là một triệu tệ. Nếu cô nghi ngờ khả năng thanh toán của tôi, có thể gọi điện cho ngân hàng trước để kiểm tra hạn mức thanh toán của cái thẻ này. Người đàn ông trung niên rất khí thế, trên người toàn là xa xỉ phẩm, thể hiện rõ phong thái của kẻ có tiền. Lại thêm câu nói bước giá một triệu kia khiến lão già và nhân viên bán hàng đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, trên mặt tấm thẻ vàng có ký hiệu đặc biệt dành cho khách hàng lớn của ngân hàng quốc doanh. Hầu hết, hạn mức thanh toán ít nhất cũng trên 10 triệu tệ. Là nhân viên của thương hiệu trang sức hàng đầu trong nước, nhân viên bán hàng cũng có kiến thức cơ bản để có thể phán đoán thân phận của khách hàng. Nhưng, Vị khách quý này sao lại giúp đỡ một người trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường như thế? Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn Hoắc Khải, vẻ kiêu ngạo vừa rồi biến mất không còn chút dấu vết, nắm thời cơ để lấy lòng. Ông ta chủ động giơ tay ra, nụ cười đầy vẻ nhiệt tình, "Anh Lý, chào anh. Tôi là Cố Hồng Trác, có thể anh Lý không biết tôi, nhưng danh tiếng của anh, tôi đã nghe thấy từ lâu. Lúc trước luôn muốn tìm cơ hội gặp anh một lần nhưng vẫn chưa có cơ hội. Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây." Thật có duyên, dáng vẻ kính cẩn của người đàn ông trung niên khiến mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mở miệng ra là gọi anh, một câu thì có đến nửa câu là lấy lòng người kia. Dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra, người trẻ tuổi trước mắt có lai lịch không tầm thường. Nếu không, một người dám đứng lên trả giá triệu tệ, sao có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với anh chứ? Hoắc Khải nhìn Cố Hồng Trác, biết người này muốn đến để tạo quan hệ với mình. Nếu là ngày thường, Gần như anh sẽ không cho người khác cơ hội như thế, nhưng bây giờ gặp tình huống này cũng không thể lạnh lùng từ chối. Dù sao, người ta cũng chủ động giúp đỡ, không cần biết có giúp được hay không, chỉ cần có lòng thì cũng phải nể mặt vài phần. "Chào anh, cảm ơn anh cố có ý tốt nhưng chuyện này tôi có thể giải quyết được." Hoắc Khải bắt tay ông ta. "Sao có thể thế được? Người như anh Lý lại gặp phải cái chuyện vớ vẩn thế này. Tôi không thể nhìn thấy mà không quan tâm. Cô, gọi ngay quản lý đến đây gặp tôi." Còn nữa, gói chiếc nhẫn kim cương này lại cho anh Lý. Tôi không quan tâm giống chó giống mèo gì nhảy loạn ở đây. Hôm nay, bất kể phải tốn bao nhiêu tiền, đôi nhẫn kim cương này nhất định phải thuộc về anh Lý. Vẻ cao ngạo của cố hồng chắc còn lớn hơn khí thế của lão già kia, nhân viên bán hàng nghe thấy thế thì mặt tái mét. Tuy không biết vị khách họ cố này với người họ Lý trẻ tuổi kia có lai lịch như thế nào, nhưng dựa vào cách nói có thể nhìn ra được, họ đều không phải là người tầm thường đắc tội với họ thì bản thân cô còn có thể sống yên ổn sao? Nghĩ đến những xử phạt mà mình phải chịu nếu xảy ra tranh chấp với khách hàng, nhân viên bán hàng toát mồ hôi như mưa, trong lòng hối hận không thôi. Hoác Khải nhìn ra được sự hoảng sợ của nhân viên bán hàng. Nếu đã hiểu người khác thì đương nhiên sẽ không làm khó cô, anh quay sang nói với cố Hồng Trác, nói thôi bỏ đi, chuyện này cô ấy cũng không làm gì sai, mỗi công ty đều có quy định riêng. Hoắc Khải đã nói vậy thì Cố Hồng Trác cũng không phản đối nữa. Có thể dạy dỗ một nhân viên bán hàng hay không, đối với ông ta cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là tạo được mối quan hệ với Hoắc Khải. Nếu anh Lý đã nói giúp cô thì bỏ qua cũng được, cô còn không nhanh chóng gói nhẫn lại cho anh Lý Cố Hồng Trác quát. Nhân viên bán hàng theo phản xạ cầm chiếc nhẫn kim cương lên, muốn đi đóng gói lại thì cô gái trẻ kia không vui nói, "Này, ai bảo cô gói?" tự nhiên nhảy ra một người nói muốn bỏ tiền mà cô cũng tin à hơn nữa ông ta có thể bỏ ra khoản tiền này chúng tôi không thể có sao ông xã anh xem bọn họ bắt nạt người khác nhiều người nhìn như thế thật sự lão già cũng không biết nên làm thế nào lão già chăm chú nhìn cố hồng trác hắn giọng hỏi anh cố phải không tôi là hoàng đại hải ông chủ của minh đường nguyệt sắc không biết ông chủ cố làm ở đâu minh đường nguyệt sắc Quán karaoke hả? Cố Hồng Trác bĩu môi khinh thường nói, tôi còn tưởng nhân vật ghê gớm nào, hóa ra chỉ là hạng lưu manh góc phố. Ông chủ lớn Lưu Quảng Sinh của Minh Đường Nguyệt Sắc các anh gặp tôi thì cũng không dám tỏ ra cái thái độ này đâu. Tất nhiên, nếu để Lưu Quảng Sinh biết hôm nay anh đã làm chuyện tốt gì, sợ rằng việc đầu tiên muốn làm là ném anh vào mương nước đấy. Chương 292, thân phận của anh, trên khuôn mặt Hoàng Đại Hải hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Minh Đường Nguyệt Sắc là một quán hát karaoke cũng coi như nổi tiếng ở đây, rất nhiều người đều tưởng rằng lão ta là ông chủ nhưng trên thực tế, Hoàng Đại Hải chỉ là tên bù nhìn bị đẩy lên trước đỡ đạn mà thôi. Ông chủ thật sự là một người tên là Lưu Quảng Sinh. Mấy năm trước, người này mở một lò gạch, làm ăn rất khá. Nhưng vì cố ý gây thương tích cho người khác mà phải vào tù 2 năm. Sau này khi ra tù thì đổi sang ngành giải trí, dựa vào mối quan hệ trước đây lại kiếm được không ít đến giờ lưu quảng sinh đã là ông chủ lớn có giá trị hơn trăm triệu nhưng ông ta biết rõ súng bắn chim đầu đàn nên cho dù phát triển kinh doanh trên lĩnh vực nào thì đều chỉ bỏ vốn chứ không lộ mặt mọi việc đều giao cho đàn em thân tín phụ trách xử lý hoàng đại hải chính là một trong những người anh em lăn lộn trong xã hội của lưu quảng sinh lão ta quản lý minh đường nguyệt sắc mấy năm rồi cũng có chút tiếng tăm ở đây nhưng người biết tường tận ông chủ lớn đứng sau lão ta thì lại không nhiều phong độ của cố hồng trác không tầm thường lại có thể nói luôn ra tên của lưu quảng sinh cho thấy bản thân ông ta cũng không kẻ hiền lành người như vậy hoàng đại hải tự biết không thể đắc tội nhưng cho dù thân phận của cố hồng trác là gì thì thằng nhãi mặc rẻ rách trước mặt này tính sao dựa vào đâu lại khiến cố hồng trác ra mặt giúp cậu ta có lẽ là nhìn ra suy nghĩ của hoàng đại hải nên cố hồng trác lạnh giọng cười mang theo chút kinh miệt nói sao nào không phục phải không cho nên nói mắt chó của anh không phân biệt được người nào. Lăn lộn với Lưu Quảng Sinh nhiều năm như thế mà không có mắt nhìn. Anh cũng không ra ngoài mà nghe ngóng xem thân phận anh Lý ra sao. Anh đủ tư cách để đùa cợt sao. Đừng nói là bản thân anh, đến cả Lưu Quảng Sinh đứng đây mà dám nói một câu vô lễ thì cũng biết tay tôi. Lúc này, người quản lý cửa hàng đã nhận được thông tin và chạy đến nơi. Anh ta xin lỗi cố hồng chắc trước, dù sao thân phận của vị khách này cũng không tầm thường, tay cầm thẻ vàng, nhìn qua cũng biết là nhân vật lớn. Còn cố hồng chắc thì lại không nhiều lời, chỉ nói với quản lý, cậu nói xin lỗi với tôi làm gì. Muốn xin lỗi thì cũng phải là xin lỗi anh Lý. Quản lý vội vàng nhìn sang Hoắc Khải, mới nhìn thấy anh, cậu ta liền xứng người lại. Cậu ta theo phản xạ dùng hết sức trợn hai mắt, đột nhiên trên mặt toát ra toàn mồ hôi lạnh. Danh tiếng của Hoắc Khải nổi như vậy, có người không biết thì đương nhiên sẽ có người biết. Với địa vị của người quản lý cửa hàng trang sức thì năng lực cần thiết nhất trong công việc là nắm thông tin của bất kỳ vị khách nào có khả năng trở thành khách hàng lớn. Mà kiểu người trẻ trung tài giỏi, làm mưa làm gió suốt thời gian qua như Hoắc Khải thì cậu ta càng dễ chú ý. Kể cả ảnh chụp của Hoắc Khải, người quản lý cửa hàng trang sức cũng từng xem qua rất nhiều lần. Lần này là lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta lập tức nghĩ đến người thừa kế tài sản của giáo sư Triệu Vĩnh An. Chỉ có điều nhất thời không dám tin nhân vật lớn như vậy lại gặp mặt trong tình huống này. Cố Hồng Trác đã nói rất rõ ràng, người kia họ Lý, cho dù là cái tên hay dáng vẻ đều giống y như đúc. Tuy rằng, người quản lý không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta cũng biết, đắc tội với Hoắc Khải thì cậu ta đừng mong làm việc ở đây nữa, sớm thu dọn đồ đạc rồi biến đi là được. Cho nên, cậu ta không dám nghĩ nhiều mà chạy lại ngay đến trước mặt Hoắc Khải, cúi người dùng giọng điệu còn kính cẩn hơn khi thưa chuyện với cố Hồng Trác mà nói, anh Lý, đã khiến anh không vui rồi. Tôi xin đại diện tất cả nhân viên trong cửa hàng gửi lời xin lỗi sâu sắc tới anh. Những thứ anh muốn mua ngày hôm nay, tôi sẽ tự mình thanh toán, không để anh phải tốn một đồng. Lời vừa nói ra, trừ cố Hồng Trác thì tất cả mọi người đều ngây ngốc. Toàn bộ do cậu ta thanh toán, cậu biết anh mua gì không? Coi như nguyên giá của chiếc nhẫn vừa rồi Hoác Khải muốn mua chỉ cần mấy chục ngàn, nhưng ngộ nhớ anh đòi hỏi quá đáng, lại mua thêm đồ thì sao? Nhưng quản lý cũng không hề hối hận, cậu ta biết rõ, nếu xử lý không tốt thì cậu ta cũng không còn mạng để mà tiêu tiền. Đây là ai cơ chứ? Chính là người thừa kế của Triệu Vĩnh An, là người nắm trong tay mạng lưới quan hệ rộng lớn trong nước, đắc tội với anh thì dưới trời đất này chẳng còn chỗ nào mà kiếm ăn. Không đợi Hoác Khải nói gì, quản lý quay lại nhìn nhân viên bán hàng, nghiêm giọng nói, còn xứng người ra đấy làm gì, lập tức gói đồ của anh Lý lại, tính vào khoản của tôi. Vừa rồi cố Hồng Trác đã bảo nhân viên bán hàng gói đồ rồi, bây giờ quản lý lại nói lại lần nữa khiến cô có chút ngây ngốc. Bán trang sức lâu như thế, đây vẫn là lần đầu tiên gặp cảnh tượng nhiều người tranh nhau giúp trả tiền như thế. Kiểu như này xảy ra ở trên bàn ăn thì khá là bình thường, nhưng đây lại là cửa hàng trang sức. Hơn nữa, một người thì trông có vẻ là người giàu có, còn người kia lại là quản lý của cửa hàng trang sức nhân viên bán hàng bất giác liếc nhìn hoác khải trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò người trẻ tuổi này rốt cuộc là có lai lịch thế nào mà khiến quản lý bị dọa thành dáng vẻ như vậy lúc này hoác khải lắc đầu nói không cần đâu tôi tự trả tiền là được quản lý lại cho rằng anh tức giận vội vàng nói đó chỉ là chút lòng thành của tôi anh lý anh cái gì mà lòng với trả thành anh lý mà thiếu chút tiền đó sao anh ấy bảo cậu làm thế nào thì cậu cứ làm như thế đừng nhiều lời, cố hồng trác quát lên. Nghe thấy thế, không ít người tỏ ra kỳ lạ nhìn cố hồng trác Vị khách này vừa rồi còn của mắng Hoàng Đại Hải như con mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ như người hầu đối với Hoắc Khải. Đó quả thật là sự khác biệt quá lớn. Nhưng cố hồng trác hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ thế nào, ông ta chủ động ra mặt là để tạo mối quan hệ với Hoắc Khải thì còn để ý đến suy nghĩ của người khác làm gì dù hoắc khải hay cố hồng chắc thì quản lý đều không thể đắc tội nên đành phải rút lại tâm tư nho nhỏ của mình. Sau đó, hoắc khải quẹt thẻ trả tiền, giá cả vẫn là nguyên giá, chỉ là lúc này không có ai tranh với anh, càng không ai hỏi tại sao vừa rồi đã nâng giá lên cao như vậy mà bây giờ lại thanh toán theo giá ban đầu. Dù sao thì tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, vừa rồi là Hoàng Đại Hải bị người phụ nữ kia mê hoặc cố ý nâng giá. Nếu không, bây giờ hoắc khải cũng về đến nhà rồi. Còn về Hoàng Đại Hải, bây giờ sao còn dám tiếp tục nâng giá nữa? Một nhân vật lớn còn không thèm nhìn đến Lưu Quảng Sinh mà còn kính cẩn như thế với người trẻ tuổi này thì lão ta tuổi gì mà dám ho he. Sau khi thanh toán, cân nhắc đến thời gian không còn sớm nên Hoác Khải cũng không trì hoãn thêm nữa, chỉ nói chuyện với Cố Hồng Trác vài câu. Cố Hồng Trác tất nhiên nắm lấy cơ hội này, đưa danh thiếp của ông ta cho Hoác Khải. Anh nhận lấy danh thiếp để vào trong túi, tuy rằng biết người kia nhận ra thân phận của mình nên mới chủ động ra mặt giúp đỡ, nhưng dù nói thế nào thì người ta đã giúp rồi, anh cũng phải nể mặt vài phần. Càng nhiều bạn thì càng có nhiều hướng đi mới, chuyện anh cần làm nhiều như vậy, có thêm nhiều mối quan hệ cũng không phải là chuyện xấu. Bước đầu tạo được mối quan hệ với Hoác Khải khiến cố Hồng Trác rất vui mừng. Mà sau đó, vợ ông ta cũng qua chào hỏi Hoác Khải. Hai vợ chồng nhiệt tình tiễn Hoác Khải ra cửa, nhìn anh rời đi lúc này ở trong cửa hàng tiếng bàn tán dần xôn xao bắt đầu có người nhớ ra thân phận của cổ hoác khải đến cả hoàng đại hải cũng cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mắt chỉ có cô gái trẻ kia vẫn không phục lại ấm ức nói ông xã tức chết đi tức chết cô gái này tôi cảm thấy các cô rất may mắn đấy anh lý xem ra không giống kẻ hẹp hòi nếu không coi như các cô bị xui xẻo rồi đấy quản lý cửa hàng trang sức nói Hoàng Đại Hải cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, rốt cuộc cậu ta là ai? Ông thật sự không biết, quản lý của hàng trang sức thở dài nói, vậy thì ông thật sự rất may mắn. Anh Lý chính là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An. Mấy ngày trước, thời sự ở chỗ chúng ta đã đưa tin bao nhiêu ngày trời. Thế mà ông không nhận ra anh ấy, thật là. Quản lý cửa hàng trang sức rất muốn hỏi lão ta, người nổi tiếng như vậy mà lão ta cũng không biết thì làm ăn thế nào? Nhưng bây giờ chuyện này đã không còn liên quan nhiều đến cậu ta. Việc cần làm cậu ta đều đã làm rồi, còn ân oán của Hoàng Đại Hải với Hoắc Khải, cậu ta không quản được mà cũng không muốn quan tâm. Mà Hoàng Đại Hải nghe thấy thế thì mặt được ra, người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An. Chính là người nắm trong tay mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn trong truyền thuyết kia sao? Ông chủ lớn Lưu Quảng Sinh đã nói với Hoàng Đại Hải không chỉ một lần về người này bảo lão ta có cơ hội kết thân thì nhất định phải tạo mối quan hệ thật tốt có thể tạo được mối quan hệ tốt với người này thì sau này muốn làm gì đều không thành vấn đề nhưng mà bây giờ lão ta lại gần như kết thù với người ta rồi thảo nào mà một nhân vật như cố hồng trác lại chủ động ra mặt giúp đỡ thảo nào quản lý cửa hàng trang sức lại sẵn lòng thanh toán cho anh nghĩ đến đây toàn thân hoàng đại hải đổ mồ hôi lạnh cô gái trẻ bên cạnh không phải là người ở đây hơn nữa, sự chú ý của cô ta chỉ đặt trên đồ trang điểm, túi sách hàng hiệu, quần áo, giày dép, nào cần quan tâm ai chết rồi, tang lễ của ai hoành tráng đến mức nào. chương 293, Nhà hàng Cho dù thỉnh thoảng có nghe người ta nói qua, cũng sẽ không để ý. Nghe thấy người phụ trách cửa hàng trang sức nói rằng đối phương là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An thì sao chứ? Trên đời có biết bao nhiêu giáo sư, giáo sư này thì có gì tốt, Chẳng phải cũng chỉ là một kẻ mọt sách thôi sao? Trông à, chỉ là người thừa kế của một giáo sư, bọn họ lại làm sao vậy? Mau cầm miệng, Hoàng Đại Hải xanh mặt nói. Hoác Khải tuy đã cầm chiếc nhẫn rời đi, nhưng trên đời có biết bao nhiêu kẻ thích nói ra nói vào, lỡ đâu những lời này bị ai khác nghe được rồi nói lại cho người đó biết, không phải là lão ta sẽ gặp một kết cục thê thảm hay sao? Làm cái gì vậy, em không có nói gì hết, cô gái trẻ oan ức nói. Chính là do con khốn nhà cô quá nhiễu sự, mau cút xéo đi, Hoàng đại hải tức giận đẩy cô ta ra, quay đầu bỏ đi. Cô gái trẻ đứng đó với vẻ mặt thất thần, ánh mắt và giọng nói xúc phạm đó khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mới 10 phút trước, cô ta còn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong mắt của người khác, bây giờ lại trở thành đối tượng bị người khác chê cười. Cảm giác bị bỏ rơi này khiến cho cô ta muốn bật khóc ngay tại chỗ. Không phải chỉ là một kẻ mọt sách thôi sao? sao mọi chuyện lại thành ra thế này nếu là lúc bình thường khi thấy khách hàng cãi nhau người phụ trách cửa hàng trang sức sẽ phải giúp an ủi vài câu nhưng hôm nay khi nhìn người phụ nữ thiếu hiểu biết kia cậu ta chỉ biếu môi tỏ vẻ khinh thường cái đồ não phẳng bị như vậy là đáng đời không một ai muốn an ủi người phụ nữ tội nghiệp này tất cả mọi người đều làm lơ và coi thường cô ta mà sự coi thường này lại là thứ khiến người ta tổn thương nhất một lúc sau Cô ta rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt của mọi người, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cúi đầu ủ rũ vội vàng rời khỏi cửa hàng trang sức. 20 phút sau, Hoắc Khải đi đến một nhà hàng Nhật Bản. Đã 10 giờ 40, bên trong nhà hàng không có khách, chỉ có đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Hoắc Khải đã thương lượng với người phụ trách trước, nói rằng hôm nay là một ngày đặc biệt và anh hy vọng nhà hàng sẽ hợp tác với anh để làm điều gì đó. Đối với các nhà hàng những việc như vậy không hề xa lạ, và họ rất vui khi được hợp tác với khách hàng. Thứ nhất, điều này làm giảm bớt sự nhàm chán. Thứ hai, điều này có thể khiến cho trải nghiệm ăn uống của khách hàng trở nên thú vị hơn. Thứ ba, điều này cũng góp phần phản ánh thái độ phục vụ của nhà hàng. Sau khi thảo luận một cách ngắn gọn về vấn đề này, Hoác Khải thanh toán tiền đặt cọc rồi đi ra cửa hàng hoa gần đó. Sau khi đặt hoa ở cửa hàng hoa, Hoắc Khải gọi điện cho Ninh Thần, buổi trưa chúng ta đến nhà hàng Nhật Bản trên đường Hoàng Sương ăn cơm nhé, là nhà hàng Thủy Nguyệt. Món Nhật ở đó rất ngon. Buổi trưa hơi bận, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên trong điện thoại di động, hoạt động giảm cân trên toàn quốc đã dần đi đến giai đoạn cuối, số lượng khách hàng tham gia lên đến hàng trăm ngàn người. Mặc dù không phải ai cũng có thể kiên trì với kế hoạch giảm cân, nhưng các báo cáo cần được kiểm tra hàng ngày vẫn khiến cho toàn bộ nhân viên công ty trở nên bận rộn, Ý tưởng ban đầu của Hắc Khải là phân bổ tất cả công việc cho cấp dưới để giảm bớt áp lực cho Ninh Thần. Tuy nhiên, Ninh Thần là một người tỉ mỉ và chu đáo, không làm báo cáo thì cô cũng sẽ phát sóng trực tiếp vài tiếng mỗi ngày hoặc tiến hành duyệt báo cáo lần cuối. Vào cuối ngày, chỉ còn có khoảng 3-4 tiếng là rảnh rỗi. Bảo cô ấy ngồi đó không làm gì mà chỉ nhìn người khác mồ hôi nhễ nhại làm việc thì đúng là tội lỗi. Vì vậy, Ninh Thần luôn đích thân tham gia vào công việc sẽ không quá mức dựa vào nhân viên cấp dưới chỉ vì mệt mỏi. Đối với tính cách đó của cô, Hoắc Khải cũng không khuyên bảo nhiều. Làm chủ mà làm vào phần việc của nhân viên, ở các công ty lớn mà nói thì đây là một hành động rất thiếu lý trí. Vì điều đó sẽ làm phân tán năng lượng của người làm chủ, hơn nữa còn khiến cho nhân viên dần quên mất trật tự cao thấp trong công ty. Nhưng quy mô công ty hiện tại không lớn, nếu cô làm thêm những việc của cấp dưới cô cũng có thể luyện cho bản thân thuần thục thêm nhiều kỹ năng trong công việc. Khi công ty mở rộng quy mô trong tương lai, cô sẽ cảm thấy không khó khăn khi đọc một bản báo cáo nữa. Anh đã đặt trước bàn ở nhà hàng rồi, nếu như em không đến thì tiền đặt cọc cũng không được hoàn lại. Chỉ mất khoảng một tiếng để ăn trưa thôi mà, Hoắc Khải nói. Ninh thần thì không có vấn đề gì, chỉ là cô không thích lãng phí tiền bạc. Nghe thấy Hoắc Khải nói anh đã đặt cọc tiền và không thể hoàn lại, cô đành đồng ý đi ra ngoài ăn trưa. Chờ khoảng một tiếng thì ninh thần mới đến muộn. Anh ở đây, Hoác Khải đang ngồi bên cửa sổ, đứng dậy vẫy tay với cô. Ninh thần bước nhanh tới nói, ở công ty còn quá nhiều việc, em phải bàn với tư tư về tiến độ của công việc. Anh đợi lâu lắm rồi phải không? Không lâu, đợi em cả đời cũng không sao, Hoác Khải cười nói. Anh đó, bây giờ nói mấy lời ngọt ngào càng ngày càng trôi chảy, ninh thần thầm cười nói. Nếu như nghe người đàn ông khác nói những lời này, cô sẽ nghĩ rằng người đó quá phù phiếm. Nhưng khi nghe chồng mình nói ra, cô chỉ cảm thấy vui trong lòng. Có lẽ đây chính là cái mà người ta thường gọi là tiêu chuẩn kép. Anh đã gọi cá hồi và cá ngừ vây xanh, sashimi tôm bắc cực, những món này rất dễ ăn. Ngoài ra, còn có cua vàng, gan ngỗng nướng, cơm chiên lươn, mì ramen xương heo, hoặc khải báo cáo với vợ, tất cả đều là những món mà ninh thần thích ăn nói cho chính xác thì đây là những món mà ninh thần có thể thích ăn trong ký ức của lý phong ninh thần đã từng nói chuyện với đường đường về các món ăn ngon của nhật bản đây đều là cô ấy đã nghe mọi người ở cửa hàng quần áo nói phụ nữ mà yêu cầu của họ luôn rất đơn giản không phải ăn thì chính là mặc ninh thần hay tiết kiệm tiền là vì hoàn cảnh gia đình điều này không có nghĩa là cô thật sự không có mong muốn gì cho bản thân khi hai mẹ con nói về ẩm thực nhật bản họ đã rất thích thú khoác khải luôn ghi nhớ điều này ngày hôm nay anh muốn cô có được một khoảng thời gian vui vẻ anh gọi nhiều món vậy chỉ có hai người chúng ta lỡ không ăn hết thì sao ninh thần lo lắng nói không thành vấn đề nếu không ăn hết thì gói mang về nhà cho đường đường khoác khải cười nói con bé sẽ làm ầm lên cho mà xem đi ăn nhà hàng nhật mà không mang con bé theo ninh thần cũng bật cười với tính cách của đường đường nếu như cô bé biết rằng bố mẹ đi ăn nhà hàng nhật mà không cho mình đi theo thì nhất định sẽ rất tức giận cô bé này luôn thích sống trong bầu không khí gia đình dù cho có làm gì thì cô bé cũng mong được tham gia cùng bố mẹ lần sau mình sẽ mang con bé đi sau này vẫn còn nhiều cơ hội hoác khải nói ninh thần không nói thêm nữa đúng như lời hoác khải nói chỉ cần không thiếu tiền thì có thể đến đây ăn bất cứ lúc nào mình muốn không lâu sau nhà hàng dọn lên các món ăn mà hoác khải đã gọi Tất cả đều do đầu bếp thực hiện tại chỗ. Các món ăn ở đây so với bên ngoài, bất kể là hình thức hay mùi vị đều ngon hơn rất nhiều. Ninh Thần lần đầu tiên ăn món Nhật nên không biết cách ăn sashimi, mà cũng không thích nó cho lắm. Tâm lý của người trong nước đều luôn cho rằng thức ăn phải được nấu chín trước khi ăn, nhưng sashimi hoàn toàn phải ăn sống. May mắn là Hoắc Khải rất tinh ý, anh đã không gọi những món khó nuốt hoặc phải cho thêm mù tạt vào dù là cá hồi hay cá ngừ vây xanh, chúng đều là những loại hải sản cao cấp, với thớ thịt mềm mại tan chảy trong miệng. Ngay cả khi không ăn kèm với nước sốt gì thì vẫn rất ngon. Còn tôm bắc cực thì có vị ngọt nhẹ. Ninh thần chỉ cắn một miếng thì hai mắt đã sáng lên. Thật là ngon, không ngờ tôm cá khi ăn sống lại ngon đến vậy. Chẳng trách họ luôn nói rằng đến nhà hàng Nhật mà không ăn sashimi thì thà rằng không đi, ninh thần cảm thán ngon thì em cứ ăn thêm đi, Hoắc Khải cười nói, ăn thử món gan ngỗng nướng này, ăn rất ngon đó. Người nước ngoài xếp gan ngỗng, trứng cá muối cùng nấm chắc phô là, ba món ăn đắt đỏ nhất thế giới, các món này rất khó tìm và được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Đầu tiên là chọn lựa những con ngỗng sinh vào mùa xuân, thức ăn chủ yếu của chúng phải trộn bột mì, ngô, mỡ và muối, nhồi cho chúng ăn ít nhất 1kg thức ăn mỗi ngày, trong ít nhất 4 tuần, cho đến khi gan ngỗng căng ra. Những lá gan ngỗng thành phẩm này thường nặng từ 700 đến 900 g. Ngoài ra, màu sắc của gan ngỗng cũng rất quan trọng, không được sử dụng gan ngỗng bị thương hoặc bị hư hỏng. Tuy nhiên, kể cả khi chọn được gan ngỗng đủ tiêu chuẩn thì việc bảo quản gan ngỗng cũng là một phần vô cùng quan trọng. Bình thường gan ngỗng tươi chỉ bảo quản được trong 24 giờ, nhiệt độ bảo quản từ 0 độ đến 2 độ. Gan ngỗng chứa axit glutamic tạo mùi thơm hấp dẫn khi đun nóng. Khi được làm nóng đến 35 độ, chất béo của nó bắt đầu tan chảy, vì vậy người ta sẽ có cảm giác gan ngỗng như đang tan chảy trong miệng. Trình độ nấu nướng của đầu bếp nhà hàng này rất cao, nhiệt độ của gan ngỗng vô cùng vừa phải. Ninh Thần gắp một miếng bỏ vào miệng, sau khi ăn xong thì không nhịn được mà cảm thán, ngon thật, ăn không thấy khô một chút nào. Em cứ tưởng nó sẽ giống như gan vịt mà em thường ăn. Chương 294 cảm động Việc tạo ra nguồn gan ngỗng chất lượng cần tốn rất nhiều công sức. Nó có thể trở thành một trong ba món ngon hàng đầu thế giới, nên không thể nào giống gan vịt được." Hoắc Khải rót cho Ninh Thần một ít rượu vang đỏ rồi mỉm cười nói, "Món này có hương vị đặc biệt ngon khi kết hợp với rượu vang đỏ." Ninh Thần rất vui vẻ dùng bữa, không từ chối sự ân cần của chồng mình. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, háo hức nói, "Nhà hàng này ngon thật, lần sau nhất định phải dẫn theo đường đường đến ăn." Trong khi bọn họ nói chuyện, có một người đàn ông trong trang phục phục vụ bước tới chỗ ninh thần, khẽ nghiêng người nói, quý cô xinh đẹp này, chúng tôi có thể chơi một khúc Maria Zerdamer mời cô thưởng thức được không? Ninh thần lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng có chút hồi hộp, mà hoác khải ở đối diện chỉ cười nói, được. Người phục vụ gật đầu, đặt cây đàn vĩ cầm trên tay kẹp lên cổ và bắt đầu chơi khúc nhạc. Kỹ thuật của người phục vụ rất tốt, âm nhạc du dương len lỏi vào từng ngóc ngách của nhà hàng, Tuy là âm nhạc Tây phương nhưng lại không hề mâu thuẫn với không gian đậm chất Nhật Bản của nhà hàng này. Cho dù Ninh Thần có hiểu biết về âm nhạc hay không, cô vẫn có thể nghe thấy được vẻ đẹp của khúc nhạc này. Trong lúc cô vẫn còn đang đắm chìm trong âm thanh tuyệt vời của tiếng đàn vĩ cầm, thì một người phục vụ khác đã bước đến và nói: "Kính chào quý khách, tôi rất vui được thông báo với quý khách rằng hôm nay là ngày đặc biệt của nhà hàng chúng tôi, quý khách đã được chọn làm khách hàng may mắn." Nếu có thể Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ đồng ý làm sushi cùng với đầu bếp của chúng tôi ngay tại chỗ. Sao? Nhưng tôi không, Ninh Thần có chút bối rối nhìn sang Hoắc Khải, bảo cô giúp thăm chúng giải thưởng gì đó thì còn được, chứ bảo làm sushi thì cô chưa làm thử bao giờ. Rất nhiều người đang nhìn, nếu làm không xong chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác sao? Người phục vụ nói thêm vào, quý khách cũng có thể làm chung với quý ông đi cùng đây ạ. À. Hoắc Khải đứng dậy, đưa tay về phía cô và nói, "Đã vậy thì chúng ta hãy cùng nhau làm đi." Không thể từ chối thiện chí của người ta được. Ngay cả anh cũng đã nói như vậy, Ninh Thần đành phải nắm tay anh bước tới chỗ làm sushi của nhà hàng dưới ánh nhìn của rất nhiều thực khách ở đó. Bếp của các nhà hàng Nhật Bản hầu hết đều là không gian mở, vì đồ ăn ở đây chủ yếu là các loại sashimi và sushi được nấu chín vừa. Nếu làm trong khu bếp riêng rồi mang ra, đôi khi sẽ ảnh hưởng đến hương vị tươi mới của thực phẩm sau khi đi đến chỗ làm sushi đầu bếp trong nhà hàng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu món phải làm là sushi tôm nigiri rất đơn giản đầu bếp làm trước cho họ xem ngay tại chỗ sau đó ra hiệu cho ninh thần và hoác khải bắt đầu làm hai người đứng cạnh nhau trước bàn làm sushi ninh thần căng thẳng nhìn hoác khải hoác khải mỉm cười với cô và nói không có gì phải căng thẳng cả em cứ lấy cơm trong bát ra như đầu bếp sau đó đặt tôm lên vặn và nắm rất đơn giản nói là như vậy nhưng khi thao tác thực tế vẫn rất khó khăn nếu như nắm quá mạnh tay phần cơm của sushi sẽ bị biến dạng còn nắm nhẹ quá thì phần cơm sẽ không thành hình hoặc phần tôm và phần cơm sẽ không hòa quyện lại với nhau ninh thần nắm một cái miếng cơm của sushi nhìn siêu siêu vẹo vẹo khiến cho cô ấy rất xấu hổ may mà có hoác khải ở bên cạnh nhẹ nhàng động viên ninh thần mới dần thả lỏng tâm trạng lại lấy trong bát ra một ít cơm làm sushi và đuôi tôm tươi, tiếp tục thử một lần nữa. Lại nói, làm sushi mặc dù cần có tay nghề cao, nhưng quá trình làm cũng không kém phần thú vị. Người ta nói rằng cách đây rất lâu, khi mới phát minh ra sushi, để làm ra một chiếc phải mất ít nhất cả chục bước. Nhưng bây giờ, đối với một bậc thầy sushi điêu luyện thì chỉ cần ba bước là có thể hoàn thành một chiếc sushi. Tất nhiên, khi đã đạt đến trình độ ba bước làm ra một chiếc sushi thì cũng rất khó để có thể tăng trình lên được nữa. Có lời đồn cho rằng có người có thể làm sushi chỉ trong một bước, nhưng chưa một ai từng nhìn thấy điều đó trong thực tế. Chỉ có một số truyện tranh đã vẽ minh họa cho điều đó. Khi làm đến chiếc sushi thứ hai, Ninh Thần rõ ràng là đã nắm nhẹ hơn trước, hình dạng của chiếc sushi cũng đã đẹp hơn nhiều. Em làm tốt lắm, tiến bộ rất nhanh, Hoác Khải cười nói. Ninh Thần vui vẻ bật cười thành tiếng, cô đang định nói điều gì đó thì liền nghe thấy tiếng hát phát ra từ bên cạnh. Quay đầu lại, cô nhìn thấy ba người đầu bếp trong nhà hàng đang đứng đó cùng nhau hát một bài hát tiếng Nhật cho hai người nghe. Ninh Thần không biết tiếng Nhật nên không thể hiểu họ đang hát gì, nhưng nghe qua giai điệu, đây hẳn là một bài hát rất ấm áp. Hoắc Khải giải thích, bài hát mà họ hát có tên là Khê Biên, là một bài hát dân gian được lưu truyền cách đây 80 năm người ta nói rằng bài hát do một phụ nữ thường dân ở một ngôi làng nhỏ chưa từng học qua nhạc lý viết nên ban đầu chỉ là những câu hát ngân nga sau đó nó được hát lại bởi một ca sĩ tình cờ đi ngang qua làng ý nghĩa của bài hát này chính là thể hiện nỗi lòng của người con gái đang thì xuân sắc mong gặp được người đàn ông mình yêu chính sự mơ hồ của tình yêu chớm nở đã khiến cho bài hát này được yêu thích nó còn được gọi là bài hát tỏ tình ninh thần nghe thấy tiếng trái tim của mình đập nhanh hơn bình thường Cô không biết hôm nay có phải là ngày may mắn đặc biệt của nhà hàng hay không, mà kiến thức của Hoác Khải thật sự quá rộng, thậm chí anh còn có thể hiểu ý nghĩa của các bài hát tiếng Nhật. Bài hát nghe rất hay, chúng ta mau làm sushi đi, cơm nguội gần hết rồi, Ninh Thần nói. Hoác Khải không phản đối, tiếp tục cùng cô làm món sushi tôm nigiri. Khi làm đến chiếc sushi thứ năm, Ninh Thần dùng tay lấy cơm làm sushi trong bát, nhưng cô cảm thấy hơi cứng tay khi nắm cơm lại. Khi cô cố nắm chặt hơn, Cô lại nhìn thấy cạnh của một vật kim loại lộ ra giữa phần cơm trắng. Cô khẽ ồ lên một tiếng, tách cơm trên tay ra rồi lại cất tiếng ngạc nhiên. Bởi vì trong tay cô lúc này không gì khác ngoài một chiếc nhẫn kim cương lớn. Cái này, Ninh Thần cầm chiếc nhẫn đã bị dính một chút cơm, đang định nói chuyện với những người trong nhà hàng, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Hóc Khải, "Cái đó là của anh, của em thì ở bên đây." Ninh Thần quay đầu nhìn, trong mắt liền lộ ra vẻ sửng sốt cô nhìn thấy trên tay anh cũng đang cầm một chiếc nhẫn kim cương dính cơm giống như cô kiểu dáng của hai chiếc nhẫn kim cương trông rất giống nhau sự khác biệt duy nhất là kích thước của mỗi chiếc nhẫn ninh thần cũng không phải là kẻ ngốc lúc này cô lẽ nào lại không hiểu tất cả mọi chuyện đều là do chồng cô sắp đặt suy nghĩ một chút là có thể nhận ra tự nhiên hôm nay hoác khải lại gọi điện thoại bảo cô ra ngoài ăn cơm đang ăn lại tự nhiên có người đến kéo đàn rồi lại tự nhiên có người đến nói về ngày đặc biệt may mắn gì đó, sau đó đầu bếp ở nơi này lại còn tự nhiên hát lên bài hát tỏ tình. Tất cả những chuyện này tự nhiên lại xảy ra cùng một lúc, nếu như cô vẫn không hiểu thì đúng là quá ngu ngốc. Hoắc Khải chậm rãi kéo tay cô lên, dịu dàng nói, anh không nhớ đến chuyện quá khứ, cũng không hề muốn em nhớ lại. Nhưng anh mong mình có thể bù đắp những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Từ giờ phút này anh hy vọng chúng ta có thể đến bên nhau một lần nữa. Anh muốn em gả cho anh một lần nữa, xin hỏi em có bằng lòng gả cho anh hay không? Đôi mắt Ninh Thần ngay lập tức đỏ lên, dùng tay còn lại che miệng mình. Cô không ngờ rằng một bữa ăn tưởng chừng như rất bình thường lại chứa đựng nhiều tình cảm đến như vậy. Thực khách xung quanh, bao gồm cả đầu bếp của nhà hàng và những người phục vụ đều đồng loạt nói lớn, "Gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi. Em đồng ý gả cho anh nhé?" Hoắc Khải hỏi lại. Ninh Thần bỏ tay đang che miệng xuống, nước mắt chảy xuống khóe mắt, chậm chậm gật đầu đáp em đồng ý. Mọi người xung quanh cổ vũ, Hoắc Khải mỉm cười đeo nhẫn cho cô, sau đó nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô mà nói bây giờ đến lượt em đó. Những giọt nước mắt của hạnh phúc không khiến cho động tác của Ninh Thần chậm lại, cô nắm lấy tay của Hoắc Khải và đeo chiếc nhẫn kim cương cô đang cầm vào ngón tay anh. Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn khiến cho ai cũng cảm động trước khoảnh khắc hạnh phúc này. Đúng lúc đó, nhân viên của cửa hàng hoa bước tới, trao cho cô một bó hoa hồng lớn bọc bên trong những đóa hướng dương cùng lời chúc, chúc phúc cho hai người trăm năm hòa thuận, mãi mãi bên nhau. Biết rằng tất cả chuyện này đều là do Hoắc Khải sắp đặt, Ninh Thần cũng không làm bộ làm tịch, nhanh chóng ôm bó hoa vào trong lòng, mỉm cười với Hoắc Khải cảm ơn anh, em rất thích nó. Anh cũng rất thích vì em thích như vậy, Hoắc Khải cười nói. Không quá khó để có thể hiểu câu nói của anh trong hoàn cảnh này nên nụ cười trên gương mặt Ninh Thần lại càng sáng hơn. Bữa cơm ngày hôm nay có thể nói là bữa cơm khiến cho cô mãn nguyện nhất trong suốt một khoảng thời gian dài. Những lời nói ngọt ngào và những hành động ấm áp của chồng cô đã mang đến cho cô một hạnh phúc bất ngờ thật trọn vẹn. Không có người phụ nữ nào lại không thích những hạnh phúc bất ngờ thế này, ngay cả đối với Ninh Thần hay tiết kiệm cũng không phải là ngoại lệ. Quản lý nhà hàng cũng đúng lúc bước tới, đưa cho họ thẻ vip và một chai rượu sake rồi nói: đây là quà cưới nhà hàng tặng cho quý khách, xin chúc phúc hai người một lần nữa. Rất cảm ơn, Hoác Khải sau khi lịch sự cảm ơn thì liền nhận lấy món quà này. chương 295, Oán Hận Việc tạo ra nguồn gan ngỗng chất lượng cần tốn rất nhiều công sức. Nó có thể trở thành một trong ba món ngon hàng đầu thế giới, nên không thể nào giống gan vịt được. Hoác Khải rót cho ninh thần một ít rượu vang đỏ rồi mỉm cười nói, món này có hương vị đặc biệt ngon khi kết hợp với rượu vang đỏ. Ninh thần rất vui vẻ dùng bữa, không từ chối sự ân cần của chồng mình. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, háo hức nói, nhà hàng này ngon thật, lần sau nhất định phải dẫn theo đường đường đến ăn. Trong khi bọn họ nói chuyện, có một người đàn ông trong trang phục phục vụ bước tới chỗ ninh thần, khẽ nghiêng người nói, quý cô xinh đẹp này, chúng tôi có thể chơi một khúc Maria mơ mời cô thưởng thức được không? Ninh thần lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, trong lòng có chút hồi hộp, mà Hoắc Khải ở đối diện chỉ cười nói, được. Người phục vụ gật đầu, đặt cây đàn vĩ cầm trên tay kẹp lên cổ và bắt đầu chơi khúc nhạc. Kỹ thuật của người phục vụ rất tốt, âm nhạc du dương len lỏi vào từng ngóc ngách của nhà hàng, tuy là âm nhạc Tây Phương nhưng lại không hề mâu thuẫn với không gian đậm chất Nhật Bản của nhà hàng này. Cho dù ninh thần có hiểu biết về âm nhạc hay không, cô vẫn có thể nghe thấy được vẻ đẹp của khúc nhạc này. Trong lúc cô vẫn còn đang đắm chìm trong âm thanh tuyệt vời của tiếng đàn vĩ cầm, thì một người phục vụ khác đã bước đến và nói kính chào quý khách tôi rất vui được thông báo với quý khách rằng hôm nay là ngày đặc biệt của nhà hàng chúng tôi quý khách đã được chọn làm khách hàng may mắn nếu có thể chúng tôi hy vọng quý khách sẽ đồng ý làm sushi cùng với đầu bếp của chúng tôi ngay tại chỗ sao nhưng tôi không ninh thần có chút bối rối nhìn sang hoác khải bảo cô giúp thăm chúng giải thưởng gì đó thì còn được chứ bảo làm sushi thì cô chưa làm thử bao giờ rất nhiều người đang nhìn nếu làm không xong chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác sao?" Người phục vụ nói thêm vào, "Quý khách cũng có thể làm chung với quý ông đi cùng đây ạ." À. Hoắc Khải đứng dậy, đưa tay về phía cô và nói, "Đã vậy thì chúng ta hãy cùng nhau làm đi. Không thể từ chối thiện chí của người ta được." Ngay cả anh cũng đã nói như vậy, Ninh Thần đành phải nắm tay anh bước tới chỗ làm sushi của nhà hàng dưới ánh nhìn của rất nhiều thực khách ở đó. Bếp của các nhà hàng Nhật Bản hầu hết đều là không gian mở, vì đồ ăn ở đây chủ yếu là các loại sashimi và sushi được nấu chín vừa. Nếu làm trong khu bếp riêng rồi mang ra, đôi khi sẽ ảnh hưởng đến hương vị tươi mới của thực phẩm. Sau khi đi đến chỗ làm sushi, đầu bếp trong nhà hàng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, món phải làm là sushi tôm nigiri rất đơn giản. Đầu bếp làm trước cho họ xem ngay tại chỗ, sau đó ra hiệu cho Ninh Thần và Hoắc Khải bắt đầu làm. Hai người đứng cạnh nhau trước bàn làm sushi, Ninh Thần căng thẳng nhìn Hoắc Khải. Hoắc Khải mỉm cười với cô và nói, không có gì phải căng thẳng cả. Em cứ lấy cơm trong bát ra như đầu bếp, sau đó đặt tôm lên, vặn và nắm, rất đơn giản. Nói là như vậy, nhưng khi thao tác thực tế vẫn rất khó khăn. Nếu như nắm quá mạnh tay, phần cơm của sushi sẽ bị biến dạng, còn nắm nhẹ quá thì phần cơm sẽ không thành hình, hoặc phần tôm và phần cơm sẽ không hòa quyện lại với nhau. Ninh thần nắm một cái, miếng cơm của sushi nhìn siêu siêu vẹo vẹo, khiến cho cô ấy rất xấu hổ. May mà có Hoác Khải ở bên cạnh nhẹ nhàng động viên, Ninh Thần mới dần thả lỏng tâm trạng, lại lấy trong bát ra một ít cơm làm sushi và đuôi tôm tươi, tiếp tục thử một lần nữa. Lại nói, làm sushi mặc dù cần có tay nghề cao, nhưng quá trình làm cũng không kém phần thú vị. Người ta nói rằng cách đây rất lâu, khi mới phát minh ra sushi, để làm ra một chiếc phải mất ít nhất cả chục bước. Nhưng bây giờ, Đối với một bậc thầy sushi điêu luyện thì chỉ cần 3 bước là có thể hoàn thành một chiếc sushi. Tất nhiên, khi đã đạt đến trình độ 3 bước làm ra một chiếc sushi thì cũng rất khó để có thể tăng trình lên được nữa. Có lời đồn cho rằng có người có thể làm sushi chỉ trong một bước, nhưng chưa một ai từng nhìn thấy điều đó trong thực tế. Chỉ có một số truyện tranh đã vẽ minh họa cho điều đó. Khi làm đến chiếc sushi thứ hai, Ninh Thần rõ ràng là đã nắm nhẹ hơn trước hình dạng của chiếc sushi cũng đã đẹp hơn nhiều em làm tốt lắm tiến bộ rất nhanh khoác khải cười nói ninh thần vui vẻ bật cười thành tiếng cô đang định nói điều gì đó thì liền nghe thấy tiếng hát phát ra từ bên cạnh quay đầu lại cô nhìn thấy ba người đầu bếp trong nhà hàng đang đứng đó cùng nhau hát một bài hát tiếng nhật cho hai người nghe ninh thần không biết tiếng nhật nên không thể hiểu họ đang hát gì nhưng nghe qua giai điệu đây hẳn là một bài hát rất ấm áp Hoác Khải giải thích, bài hát mà họ hát có tên là Khê Biên, là một bài hát dân gian được lưu truyền cách đây 80 năm. Người ta nói rằng bài hát do một phụ nữ thường dân ở một ngôi làng nhỏ chưa từng học qua nhạc lý viết nên. Ban đầu chỉ là những câu hát ngân nga, sau đó nó được hát lại bởi một ca sĩ tình cờ đi ngang qua làng. Ý nghĩa của bài hát này chính là thể hiện nỗi lòng của người con gái đang thì xuân sắc mong gặp được người đàn ông mình yêu. Chính sự mơ hồ của tình yêu chớm nở đã khiến cho bài hát này được yêu thích, nó còn được gọi là bài hát tỏ tình. Ninh thần nghe thấy tiếng trái tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Cô không biết hôm nay có phải là ngày may mắn đặc biệt của nhà hàng hay không, mà kiến thức của Hoác Khải thật sự quá rộng, thậm chí anh còn có thể hiểu ý nghĩa của các bài hát tiếng Nhật. Bài hát nghe rất hay, chúng ta mau làm sushi đi, cơm nguội gần hết rồi, Ninh thần nói. Hoác Khải không phản đối, tiếp tục cùng cô làm món sushi tôm nigiri. Khi làm đến chiếc sushi thứ năm, ninh thần dùng tay lấy cơm làm sushi trong bát nhưng cô cảm thấy hơi cứng tay khi nắm cơm lại khi cô cố nắm chặt hơn cô lại nhìn thấy cạnh của một vật kim loại lộ ra giữa phần cơm trắng cô khẽ ồ lên một tiếng tách cơm trên tay ra rồi lại cất tiếng ngạc nhiên bởi vì trong tay cô lúc này không gì khác ngoài một chiếc nhẫn kim cương lớn cái này ninh thần cầm chiếc nhẫn đã bị dính một chút cơm đang định nói chuyện với những người trong nhà hàng nhưng lại nghe thấy giọng nói của Hoắc Khải, cái đó là của anh, của em thì ở bên đây. Ninh thần quay đầu nhìn, trong mắt liền lộ ra vẻ sửng sốt. Cô nhìn thấy trên tay anh cũng đang cầm một chiếc nhẫn kim cương dính cơm giống như cô. Kiểu dáng của hai chiếc nhẫn kim cương trông rất giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là kích thước của mỗi chiếc nhẫn. Ninh thần cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này cô lẽ nào lại không hiểu tất cả mọi chuyện đều là do chồng cô sắp đặt suy nghĩ một chút là có thể nhận ra tự nhiên hôm nay hoác khải lại gọi điện thoại bảo cô ra ngoài ăn cơm đang ăn lại tự nhiên có người đến kéo đàn rồi lại tự nhiên có người đến nói về ngày đặc biệt may mắn gì đó sau đó đầu bếp ở nơi này lại còn tự nhiên hát lên bài hát tỏ tình tất cả những chuyện này tự nhiên lại xảy ra cùng một lúc nếu như cô vẫn không hiểu thì đúng là quá ngu ngốc hoác khải chậm rãi kéo tay cô lên dịu dàng nói anh không nhớ đến chuyện quá khứ cũng không hề muốn em nhớ lại nhưng anh mong mình có thể bù đắp những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua từ giờ phút này anh hy vọng chúng ta có thể đến bên nhau một lần nữa anh muốn em gả cho anh một lần nữa xin hỏi em có bằng lòng gả cho anh hay không đôi mắt ninh thần ngay lập tức đỏ lên dùng tay còn lại che miệng mình cô không ngờ rằng một bữa ăn tưởng chừng như rất bình thường lại chứa đựng nhiều tình cảm đến như vậy thực khách xung quanh Bao gồm cả đầu bếp của nhà hàng và những người phục vụ đều đồng loạt nói lớn, "Gả cho anh ấy đi. Gả cho anh ấy đi. Em đồng ý gả cho anh nhé?" Hoắc Khải hỏi lại. Ninh Thần bỏ tay đang che miệng xuống, nước mắt chảy xuống khóe mắt, chầm chậm gật đầu đáp, "Em đồng ý." Mọi người xung quanh cổ vũ, Hoắc Khải mỉm cười đeo nhẫn cho cô, sau đó nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cô mà nói, "Bây giờ đến lượt em đó." những giọt nước mắt của hạnh phúc không khiến cho động tác của ninh thần chậm lại, cô nắm lấy tay của Hoắc Khải và đeo chiếc nhẫn kim cương cô đang cầm vào ngón tay anh. Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cho ai cũng cảm động trước khoảnh khắc hạnh phúc này. Đúng lúc đó, nhân viên của cửa hàng hoa bước tới, trao cho cô một bó hoa hồng lớn bọc bên trong những đóa hướng dương cùng lời chúc, chúc phúc cho hai người, trăm năm hòa thuận, mãi mãi bên nhau. Biết rằng tất cả chuyện này đều là do Hoắc Khải sắp đặt, Ninh Thần cũng không làm bộ làm tịch, nhanh chóng ôm bó hoa vào trong lòng, mỉm cười với Hoắc Khải, "Cảm ơn anh, em rất thích nó." "Anh cũng rất thích vì em thích như vậy," Hoắc Khải cười nói. Không quá khó để có thể hiểu câu nói của anh trong hoàn cảnh này, nên nụ cười trên gương mặt Ninh Thần lại càng sáng hơn. Bữa cơm ngày hôm nay có thể nói là bữa cơm khiến cho cô mãn nguyện nhất trong suốt một khoảng thời gian dài những lời nói ngọt ngào và những hành động ấm áp của chồng cô đã mang đến cho cô một hạnh phúc bất ngờ thật trọn vẹn không có người phụ nữ nào lại không thích những hạnh phúc bất ngờ thế này ngay cả đối với ninh thần hay tiết kiệm cũng không phải là ngoại lệ quản lý nhà hàng cũng đúng lúc bước tới đưa cho họ thẻ vip và một chai rượu sake rồi nói đây là quà cưới nhà hàng tặng cho quý khách xin chúc phúc hai người một lần nữa rất cảm ơn hoác khải sau khi lịch sự cảm ơn thì liền nhận lấy món quà này chương 296, xin lỗi. Người khác không nói, nhưng chính Ninh Thần cũng nhìn thấy, cô cảm thấy khá thất vọng về hành vi của Ninh Hạo Bân. Vốn dĩ trong tất cả nhân viên của công ty, Ninh Hạo Bân hoàn toàn có thể nói là đứng đầu, từ học vấn đến năng lực đều hơn người khác. Chỉ có tính cách là quá cao ngạo. Nếu nói theo lời của Hoác Khải thì là chưa gặp thất bại bao giờ, khó mà làm nên chuyện lớn. Muốn để anh ta gánh vác được trọng trách thì phải tôi luyện tính cách của anh ta trước. Ninh thần tán thành câu nói này, vậy nên mới làm theo lời hoác khải, phất lờ Ninh Hạo Bân một thời gian, giao những công việc cơ bản nhất cho anh ta, tôi luyện nửa năm một năm gì đó, hoặc là đợi đến khi tính cách anh ta chín chắn hơn thì sẽ giao trọng trách. Mục tiêu trong tương lai của công ty hy vọng mới là chống lại nhà họ hoác, nói đơn giản hơn thì mục tiêu thấp nhất là khối tài sản gần một ngàn tỷ. Đối với người khác, có lẽ mục tiêu này là không tưởng, nhưng với hoác khải thì hoàn toàn là điều có thể. Xã hội bây giờ quá sốc nổi, người người đều muốn kiếm tiền nhanh, mang đến cơ hội để anh phát triển. Nếu ai cũng nghĩ sẽ đặt việc chăm sóc khách hàng lên trên để có tiếng thơm thì rất có thể hoắc khải sẽ chẳng có cơ hội gì cả. Đương nhiên, quan niệm này không thể truyền lại cho người khác một cách có hiệu quả được. Người ta tới là để kiếm tiền, anh lại đi nói đến tình cảm và lý tưởng với người ta thì chẳng khác nào đang lừa đảo. Nhưng dù là thế thì Hoắc Khải và Ninh Thần vẫn giữ vững quan điểm của mình, không tôi luyện một nhân tài thực sự thì sẽ là hại anh ta. Còn về việc Ninh Hạo Bân nghĩ như thế nào thì bọn họ không kiểm soát được, cũng chẳng muốn kiểm soát. Nói tóm lại, chỉ cần cậu thanh niên này kiên trì được thì sau này trong công ty hy vọng mới ắt sẽ có một vị trí dành cho anh ta. Tiếc là trong cái xã hội sốc nổi này, rất khó để đào tạo ra một nhân tài chín chắn. Sau khi rời khỏi công ty, chuông điện thoại của Ninh Hạo Bân lập tức vang lên, anh ta cầm lên nhìn rồi bắt máy. Anh Ninh, anh suy xét thế nào rồi?" một giọng nói vang lên trong điện thoại. Trên mặt Ninh Hạo bân hiện lên nét do dự. Người gọi điện cho anh ta làm về thực phẩm chức năng, tài sản hơn 1 tỷ, doanh số hàng năm lên đến mấy trăm triệu. Công ty chi nhánh giáp tử chỉ mới chối dậy, đánh tan tác các đối thủ khác trong ngành giảm béo, thực phẩm giảm cân và thức uống giảm béo lại còn đụng chạm tới lợi ích của ngành nghề thực phẩm chăm sóc sức khỏe truyền thống. Không ít công ty đều đang hỏi thăm gốc gác của công ty Hy Vọng Mới đứng sau công ty chi nhánh giáp tử ấy. Theo những gì bọn họ điều tra được, cả hai công ty này đều không có chỗ dựa gì ghê gớm, nhưng các chiêu trò marketing rất hiệu quả, chất lượng sản phẩm cũng khá tốt. Thế là một số công ty bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu, ví dụ như lôi kéo người bên công ty kia về phe mình, bắt chước phương pháp và đường hướng marketing, thậm chí còn muốn dùng tiền bạc để mua những bí mật mà bọn họ cần. Nhưng hiện tại bộ phận thiết kế nghiên cứu của công ty chi nhánh giáp tử đang nằm gọn trong tay Hoắc Khải, ngay cả những quản lý cấp cao trong công ty cũng không được tiếp xúc. Đồng thời những nhân viên này đều đã ký hợp đồng bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt, một khi trái với điều khoản, phí bồi thường hợp đồng có thể đạt tới 9 con số. Trong số các công ty muốn moi móc bí mật, ai có đủ quyết đoán để chi trả mức thù lao lên đến 9 con số? Không có ai muốn thanh toán thì các nhân viên kỹ thuật nghiên cứu của công ty chi nhánh cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Sau khi nghe ngóng nhiều mặt, cuối cùng bọn họ nhắm tới Giản Tư Tư và Ninh Hạo Bân. Theo những gì bọn họ tìm hiểu được, hai người đó là nhân viên được coi trọng nhất trong công ty Hy Vọng Mới, đồng thời cũng là hai người duy nhất từng tới công ty chi nhánh Giáp Tử. Bởi vì Giản Tư Tư qua lại khá nhiều với Ninh Thần nên bọn họ tới tìm cô ấy trước, nhưng cô ấy đã kiên quyết từ chối cho dù anh đưa ra một triệu hay hai triệu thì cũng rất tiếc tôi có thiếu tiền đến mấy cũng không làm chuyện trái với lương tâm không thể phủ nhận rằng cô gái này rất có nguyên tắc đương nhiên cô ấy cũng là một người có ước mơ có thể rất nhiều người cảm thấy tiềm lực của công ty hy vọng mới không lớn lắm nhưng giản tư tư biết chỉ cần có ông chủ thì công ty vẫn còn tương lai vô hạn một công ty có thể thành công hay không không phải chỉ nhìn vào sản phẩm đang kinh doanh mà còn phải xem người lãnh đạo có khả năng thành công hay không. Giản Tư Tư nhìn thấy mọi khả năng trên người Hoắc Khải, có anh ở đây thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau khi biết không có hy vọng gì với Giản Tư Tư, những người đó đã tới tìm Ninh Hạo Bân. Mặc dù anh ta không phải người của bộ phận nghiên cứu phát triển, nhưng cũng đã ký hợp đồng bảo mật, chỉ có điều phí bồi thường vi phạm hợp đồng không khủng bố đến thế. Lúc trước Ninh Hạo Bân cũng không đồng ý, anh ta rất kiêu ngạo cảm thấy mình không thể bán đứng công ty chỉ vì cảm thấy khó chịu được vậy nên anh ta đã từ chối thế nhưng những người kia rất khôn khéo từ giọng điệu và cách ăn nói của ninh hạo bân bọn họ phát hiện ra người này không quá kiên định ít nhất thì không kiên định được bằng giả tư tư bọn họ kiên nhẫn gọi điện tới hỏi thăm không biết cuộc gọi ngày hôm nay là cuộc gọi thứ bao nhiêu mà ninh hạo bàn nghe rồi nếu anh ta là một người kiên định thật sự thì đã cho người ta vào danh sách đen rồi sao lần nào cũng bắt máy như vậy cơ chứ? Chúng tôi biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng anh cứ yên tâm, tiền lương 100 ngàn một tháng, mỗi năm tăng 10%, ngoài ra còn thưởng một căn biệt thự trị giá 6 triệu trở lên trong thành phố, cùng với một chiếc xế hộp tiền triệu. Chúng tôi sẽ coi như chưa từng nghe những gì anh nói, không ai biết chúng ta từng trao đổi với nhau, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh. Tôi tin rằng đây là điều kiện lậu đãi nhất trong số những người mà anh từng tiếp xúc những gì người kia nói rất có sức cám dỗ, đồng thời đó cũng là sự thật. Cho đến lúc này, các công ty liên lạc với Ninh Hạo bản tối đa chỉ thanh toán thù lao 3 triệu một lần duy nhất. Đâu có giống công ty này, lương một năm hơn một triệu, còn có biệt thự và xe, cộng lại cũng gần chục triệu rồi. Điều quan trọng nhất là sau này còn được tăng 10% lương mỗi năm, là thu nhập mang tính lâu dài. Đối với một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, rõ ràng đây là một sức hút lớn lao. Lương tháng của một nhân viên trong công ty hy vọng mới hiện giờ vào khoảng 16, 17 ngàn, nhưng không thể sánh với mức lương 100 ngàn được. Ninh Hạo Bân chưa bao giờ tin vào cái lý tưởng chó má gì hết. Tin vào lý tưởng của một cặp vợ chồng số hưởng thì khác gì trò hề. Nếu là trước kia, có thể Ninh Hạo Bân vẫn sẽ từ chối, nhưng hôm nay anh ta đang bực bội, bây giờ còn bị người ta dụ dỗ, thế là anh ta chỉ do dự một lát rồi nhỏ giọng hỏi, anh chắc là không có ai biết chứ đương nhiên rồi biết ninh hạo bân đã siêu lòng người kia vội vàng nói chúng tôi sẽ không ghi âm hay quay lại video gì hết ngay cả những thứ anh nói ra cũng sẽ được người khác ghi lại bằng giấy bút chỉ cần chúng tôi xác nhận lại là sẽ lập tức thiêu hủy ngay đảm bảo không để lại một sơ hở nào đồng thời anh có thể không cần đi làm trong một thời gian nhưng những gì phải đưa cho anh thì chúng tôi vẫn sẽ đưa đợi vụ này qua rồi thì cánh cửa công ty sẽ rộng mở đón chào anh bất cứ lúc nào Ninh Hạo bân cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh ta xoay người nhìn tòa văn phòng trước mặt rồi trầm giọng nói, "Trong vòng 20 giờ, tôi muốn các anh ứng trước một năm tiền lương và gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi. Sau khi tôi tiết lộ thông tin cho các anh, nhà và xe phải sang tên tôi ngay lập tức. Nếu các anh dám chơi khăm tôi, dù phải gánh tội gián điệp thương mại thì tôi cũng không để yên cho các anh." "Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng." Người kia vô cùng tự tin, Ninh Hạo Bân ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, anh ta tắt máy ngay lập tức. Sau đó anh ta ngước nhìn lên phía trên tòa văn phòng, nơi có công ty Hy Vọng Mới, nở một nụ cười âm hiểm, may mắn không bao giờ kéo dài được lâu. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của các người, để con ả giản tư tư ngu xuẩn đó biết ai mới là người có bản lĩnh thật sự. Tiếp đó, Ninh Hạo Bân hít sâu một hơi rồi bước về phía tòa văn phòng. Mấy phút sau, anh ta xuất hiện trong phòng làm việc Thấy Ninh Hạo Bân đi rồi mà còn quay lại, Ninh Thần cảm thấy khó hiểu nên hỏi, sao cậu quay lại thế? Tôi tới để nhận lỗi với chị, trên mặt Ninh Hạo Bân chỉ toàn sự hối hận, anh ta nói, vừa rồi tôi nhìn thấy một bà cụ nhặt phe chai bên dưới, người qua đường mua mấy chai nước cho bà ấy. Bà cụ rất cảm kích, suýt thì quỳ xuống với họ. Cảnh tượng ấy khiến tôi xúc động, không khỏi nghĩ tới việc công ty trọng dụng tôi, có tâm đào tạo tôi, gần như là gấp đôi bạn tôi, vậy mà tôi còn cảm thấy bất mãn, quả thực là không đúng chút nào. Vậy nên tôi quay lại để xin lỗi chị, đồng thời xin lỗi các đồng nghiệp khác. Gần đây tôi làm việc theo cảm tính, mang đến không ít phiền phức cho mọi người, mong mọi người có thể thứ lỗi cho tôi. Sau này tôi nhất định sẽ bỏ tính kiêu ngạo sốc nổi, chăm chỉ làm việc, mang đến lợi ích lớn hơn cho công ty. Chương 297, công việc. Cuộc nói chuyện này khiến những người trong công ty nghe thấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Ninh Thần cũng có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hạo Bân. Một lúc sau, cô mới có phản ứng, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, cậu có thể nghĩ như vậy thì tôi rất vui, thật ra anh Phong vẫn luôn nói, vấn đề lớn nhất của cậu chính là tính cách, có thể thay đổi tính cách phù hợp hơn thì trong tương lai nhất định đạt được thành tựu. Từ trước đến nay, Ninh Hạo Bân vẫn không để vào tai những đánh giá của Hóc Khải, lúc này trong lòng anh ta càng cảm thấy coi thường. Sau này tôi đạt được thành tựu gì, còn cần các người nói sao? Một con hàng chẳng biết gì cũng dám đánh giá tôi thật là không biết trời cao đất dày thật sự cho rằng bản thân mình may mắn kiếm được ít tiền thì có thể tài giỏi đến độ tùy ý dạy ai cũng được sao cái thứ gì không biết trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt ninh hạo bân vẫn tỏ vẻ thành khẩn nhận lỗi chị và chủ tịch nói rất đúng tính cách của tôi quả thật có hơi sốc nổi cũng nhiều người nói rồi nhưng trước đây tôi chưa thật sự kiểm điểm bản thân cũng không nghe vào tai ý kiến của người khác chị yên tâm sau này tuyệt đối không như thế nữa Ninh thần mỉm cười, nói, như vậy thì tốt quá. Vậy cậu hãy cố gắng làm việc nhé. Công ty rất cần những nhân tài như các cậu góp sức, cùng nhau đi lên. Đối với ninh thần mà nói, hiện tại công ty đang trong thời kỳ tăng trưởng nóng, nếu một người tài có thể chuyên tâm làm việc thì đó là một chuyện tốt. Cuống hồ, ninh hạo bân vốn dĩ cũng là một nhân tài mà cô và Hoác Khải xem trọng nên đương nhiên sẽ hy vọng người tài như vậy có thể khắc phục nhược điểm, trở nên hoàn hảo hơn. Vâng, Ninh Hạo Bân gật đầu rồi trở về vị trí của mình, ngồi đối diện với anh ta vẫn là giản Tư Tư. Vốn dĩ giản Tư Tư đã không còn tình cảm gì với Ninh Hạo Bân nữa, cô ấy cảm thấy người này lúc đi học còn được, nhưng khi bước vào xã hội lại như một người khác vậy, thậm chí có những lúc còn tỏ ra vô cùng ấu trĩ. Anh ta có điểm nào giống Chủ tịch, sức hấp dẫn của sự thành thục tỏa ra khắp nơi khiến người ta nhớ mãi không quên. Trong khoảng thời gian này. Ninh Hạo Bân thường xuyên vô cớ về sớm, gần như không làm thêm giờ. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, anh ta đã có ý muốn rút lui, không chừng vài ngày nữa sẽ chủ động từ chức. Nhưng bây giờ, Ninh Hạo Bân lại chủ động xin lỗi, điều này thật sự khiến giản Tư Tư bất ngờ. Dựa vào hiểu biết của cô ấy về người này, chắc chắn không thể xảy ra chuyện này mới đúng. Nghĩ đến lúc trước Ninh Hạo Bân đã nói về chuyện học được về lòng biết ơn từ bà lão Nhật Giác dưới lầu giản tư tư cũng không nghi ngờ nhiều cô ấy thật sự hiểu rất rõ về ninh hạo bân nhưng kinh nghiệm xã hội không đủ tính cách cũng khá ngây thơ nói về điểm này thì cô ấy hoàn toàn trái ngược với ninh hạo bân ninh hạo bân mưu tính quá nhiều suy nghĩ còn có chút lệch lạc nhưng dù sao ninh hạo bân có thể xin lỗi thì trong lòng giản tư tư cũng cảm thấy mừng cho anh ta dù là thật hay giả thì chỉ cần anh ta có thể thay đổi là được do so dự một lát Giản tư tư dùng thái độ không yêu còn có thể làm bạn nói với Ninh Hạo Bân, anh có thể nhận sai, em thấy như vậy rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng nhé. Ninh Hạo Bân ngẩng đầu nhìn cô ấy, nở nụ cười, nói, được rồi, cùng cố gắng nhé. Không biết tại sao, tuy trên mặt anh ta nở nụ cười tươi giói nhưng trong lòng giản tư tư vẫn có một cảm giác khó tả. Người này, tại sao cô ấy lại có cảm giác sai sai? Bận rộn mãi đến 7 giờ 30, Ninh Thần mới đứng dậy nhìn đồng hồ, Thấy đã muộn lắm rồi thì vội vàng đứng lên nói, tôi phải về nhà rồi. Các cô, cậu làm xong việc sớm cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Tổng giám đốc Ninh, chị đi trước đi, em còn một ít việc chưa làm xong, giản tư tư nói. Mỗi ngày, Ninh thần đều trở về nhà ăn cơm với gia đình, đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Người ta là bà chủ, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Hơn nữa, một tổng giám đốc mà ngày nào cũng ngồi làm báo cáo với nhân viên thì đã không tệ rồi còn yêu cầu gì nữa. Mà sau khi trở về nhà, Ninh Thần cũng không rảnh rỗi, cô còn livestream vào buổi tối. Bây giờ, số lượng người mỗi ngày xem livestream đã đến hơn 100, gần 200 ngàn người, so với người nổi tiếng trên mạng dễ dàng có mấy triệu đến hàng chục triệu người theo dõi cũng không có gì ghê gớm nhưng con số 1 200 người này đều là số người thật, không có tài khoản ảo nào. Đã đạt đến mức độ này, nếu sẵn sàng bán hàng thì một tối có thể kiếm được chục ngàn, trăm ngàn là điều bình thường nhiều người đến xem livestream của ninh thần hỏi mua hàng không phải là không có nhưng đều bị cô từ chối nói đúng hơn là bị hoác khải từ chối theo quan điểm của anh nhiều người xem livestream như vậy không phải hoàn toàn vì liên quan đến sản phẩm những người này chủ yếu là bị ninh thần và đường đường thu hút tuy nói livestream trên tao bao nhưng về mặt bản chất cũng không khác những nền tảng livestream khác có thể rất nhiều người đều không hiểu nổi một mẹ một con không làm gì cả chỉ ngồi nói về chuyện giảm cân, nói chút chuyện cười, trêu chọc nhau vui vẻ lại có thể thu hút được nhiều người như thế. Nhưng mà, trong cuộc sống đầy áp lực này, vẫn luôn cần những thứ đơn giản, bình dị trong cuộc sống như vậy để điều tiết lại nhịp sống một chút. Bất kỳ sự thành công nào đều phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Đổi cách nói khác, thành công đều đến rất tình cờ. Đó là nguyên nhân vì sao thành công mới không thể bị sao chép. Nếu đã như vậy, Hoắc Khải cũng không muốn Ninh Thần thay đổi phong cách livestream. Một là sau khi thay đổi phong cách, sự yêu thích của người xem có thể thay đổi. Hai là, Ninh Thần là tổng giám đốc của công ty, trong tương lai, mục tiêu của công ty là hướng tới tổng tài sản trị giá ngàn tỷ. Là tổng giám đốc mà đi bán hàng kiếm tiền thì mất mặt quá. Hoắc Khải quyết tâm để Ninh Thần trở thành hình ảnh đại diện của công ty nên đương nhiên không muốn vì kiếm mấy triệu mà phá hỏng ấn tượng hoàn hảo này vốn dĩ chính là tiên nữ từ trên trời hạ phàm, cớ gì phải làm cô thôn nữ người đầy mùi khói khét lẹt chứ. Ngoài livestream, Ninh Thần cũng phải làm tiếp công việc mà ban ngày chưa làm xong. Những người khác thì có thể tăng ca ở công ty đến 10 giờ, 11 giờ rồi về nhà ngủ một giấc đến sáng, còn Ninh Thần thì gần như ngày nào cũng một, 2 giờ sáng mới được ngủ. Có lúc bận rộn đến lúc trời sáng là rất bình thường. Khi một người phụ nữ cố gắng hết sức thì cũng không hề kém so với người đàn ông. Nhân viên ở công ty đều có thể hiểu sự vất vả của Ninh Thần nên từ trước đến nay cũng chưa từng phàn nàn vì cô về sớm. Chỉ duy nhất có Ninh Hạo Bân, ngẩng đầu lên liếc bóng lưng của Ninh Thần, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười nhạt nhưng trong lòng thì lại mang đầy xem thường. Công việc nhiều như thế mà công ty lại đang phát triển thời kỳ đầu mà không biết cùng chung sức với nhân viên thì làm sao có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp? đọc nhanh nhất tại tamlins247.com Đúng thật là chân đất nửa đường xuất ra, làm việc không có chút nguyên tắc nào. Anh ta rất giỏi che giấu cảm xúc ở trong lòng mình, sau khi liếc mắt một cái thì tiếp tục vùi đầu vào việc đang làm. Sau khi rời công ty, lúc về đến nhà thì Ninh Thần đã thấy Hoắc Khải đang dạy đường đường mấy trò ảo thuật. Trò thắt dây rất phổ biến, chính là lấy ngón trỏ và ngón cái của hai tay giữ một sợi dây chun, hai bên đan chéo và xoa vào nhau cuối cùng không hiểu sao lại phân đôi ra. Nhìn thì có vẻ ly kỳ nhưng trên thực tế khi hiểu ra thì sẽ phát hiện, đây chỉ là một trò chơi nhanh tay nhanh mắt mà thôi. Đường đường học được thì rất vui vẻ, thấy ninh thần quay lại thì lập tức sôi nổi biểu diễn cho cô xem. Ninh thần cười tươi nhìn con gái vụng về biểu diễn trò ảo thuật, sau đó vỗ tay cổ vũ động viên rồi ôm cô bé vào lòng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bé con của mẹ giỏi quá, Vậy con có thể biểu diễn cho các bạn xem rồi phải không mẹ, đường đường mong chờ, hỏi cô. Trẻ con luôn như vậy, có đồ gì thú vị đều muốn bày ra cho bạn bè cùng xem. Đương nhiên là được rồi, Hoác Khải cười nói, nhưng con vẫn phải tập luyện nhiều hơn một chút mới được, nếu không sẽ rất dễ bị các bạn nhìn ra bí quyết. Vâng ạ, à, đường đường cầm dây chun trong tay, sau đó chạy sang bên cạnh ngồi luyện tập. Hoác Khải đón lấy cái túi trên tay ninh thần, hỏi em ăn cơm chưa? em chưa, bận quá quên cả thời gian rồi, Ninh Thần nói. Vậy em đi tắm rửa trước đi, anh làm nóng đồ ăn cho em, Hoắc Khải nói. Ninh Thần vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa. Bận rộn cả một ngày, cả người toàn là mồ hôi, đúng là phải tắm rửa một lát. Đợi cô tắm xong đi ra thì Hoắc Khải cũng đã làm nóng đồ ăn đặt trên bàn. Khoai tây sợi xào chua cay, mang xào, bánh bao và một bát cơm trắng. Nhìn thì thấy toàn món bình dân nhưng tay nghề của Hoắc Khải lại khiến cho món ăn đầy đủ cả hương, sắc và vị. Ninh Thần vừa ăn vừa rất nể mặt mà khen ngợi anh. Hoắc Khải ngồi bên cạnh cô, nghe thấy vậy thì cười tủm tỉm, nhìn cô, thỉnh thoảng giơ tay giúp cô vén vài sợi tóc rơi xuống. Ninh Thần rất hưởng thụ bầu không khí như thế này, khi ăn rất dễ chịu. Ăn cơm xong, Hoắc Khải thu dọn bát đũa đi vào bếp rửa thì Ninh Thần cũng đi theo. Cô ôm lấy lưng anh, thỏ thẻ nói, hôm nay, em rất vui. chương 298, hoạt động kết thúc. Hoác Khải hơi nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nói, em thích là tốt rồi. Ninh thần ôm lấy anh, một lúc sau bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, gần đây anh thế nào rồi? Cái gì như thế nào, Hoác Khải hỏi. Thì cái đó đó, giọng nói của Ninh thần rõ ràng hơi mất tự nhiên. Hoác Khải hơi xứ người, sau đó hiểu được ý của cô, tim không khỏi nảy lên một cái, nói cũng tốt lắm vậy sự khác thường trong câu nói của ninh thần ngày càng rõ ràng nói anh có muốn đưa đường đường đến nhà bố mẹ không đưa đến đấy làm gì hoác khải không hiểu hỏi ninh thần không nói gì nữa nhưng thân thể nóng bừng của cô khiến cho hoác khải nhanh chóng hiểu ra ý của cô là sợ đường đường làm phiền thế giới của hai người trong mắt hoác khải ninh thần là người con gái trưởng thành vô cùng hấp dẫn đừng nói bản thân anh là chồng của cô mà đến một người đàn ông xa lạ cũng sẽ không nhịn nổi mà nhìn cô vài lần. Bây giờ ninh thần đã ra ám hiệu như thế càng khiến cho dục vọng trong lòng anh trở nên mãnh liệt. Hoác Khải chỉ là một người đàn ông bình thường, anh đã nín nhịn lâu lắm rồi, luôn đè nén bản năng của mình. Đến giờ, giữa hai người không còn chút ngăn cách nào nữa, Hoác Khải cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chấp nhận tất cả mọi chuyện, nhưng không chủ động nhắc đến vì cảm thấy không quen lắm. Bây giờ ninh thần tự nhắc đến khiến anh nhất thời cảm thấy khả năng khống chế có chút yếu ớt, gần như buột miệng nói đưa đường đường sang nhà ông bà. Nhưng nghĩ lại lúc trước dấu cô nói thân thể không tốt, nếu như bỗng nhiên tinh lực dồi dào, khó tránh khỏi có chút giả tạo. Nhưng nếu từ chối thì hoắc khải lại thật sự không thể nói ra. Trong lúc anh đang do dự thì dường như ninh thần lại hiểu lầm gì đó, nhỏ giọng nói tư mễ nói thế nào. Chị liệu có hiệu quả không? Nhắc đến phan tư mễ, trong lòng hoác khải cảm thấy nhẹ nhõm hơn vội vàng nói cũng có hiệu quả cô ta nói qua mấy lần nữa thì hoàn toàn ổn định rồi thật không giọng ninh thần nghe có vẻ rất vui mừng có lẽ cảm thấy biểu hiện của mình mừng rỡ như vậy rõ ràng không ra dáng gái ngoan cho lắm cô lại nói vậy chúng ta phải tìm cơ hội để cảm ơn tư mễ mới được được sau này xem thời gian hẹn cô ta hoác khải nói ninh thần nghĩ một chút nói hoạt động lần này sắp kết thúc rồi mấy ngày nay sợ là bận kinh khủng, vậy đợi sau khi kết thúc hoạt động rồi đi. Được, Hoác Khải cũng không phản đối gì, đối với anh mà nói, có thể giải quyết chuyện này hay không thì cũng không có ý nghĩa gì lớn lắm. Điều thật sự cần làm, đó là làm thế nào để dần dần hòa hợp được với gia đình này một cách tự nhiên nhất. Nói thật lòng, Hoác Khải tràn đầy mong chờ với những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Có thể nói, anh đã đợi ngày đó từ rất lâu rồi. Sau khi tắm rửa xong, Ninh Thần lại livestream một lúc, rồi bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ ngày hôm nay. Bận rộn mãi tới 1 giờ sáng thì cô mới quay lại phòng ngủ. Hoắc Khải cũng chưa ngủ, anh tựa vào đầu giường, nương theo ánh sáng của chiếc đèn ở đầu giường để đọc sách. Đây là thói quen của anh, mỗi ngày đều phải đọc sách trước khi ngủ, vừa tăng thêm kiến thức cho mình mà vừa có thể chờ Ninh Thần. Vợ mình làm việc vất vả như thế, là chồng của cô, anh có thể ngủ sớm được sao? Đợi Ninh Thần nhẹ nhàng nằm lên giường xong thì Hoắc Khải mới bỏ sách xuống, tắt đèn, nói chúc em ngủ ngon. Ninh Thần cũng không trả lời ngay mà tiến sát lại gần, đôi môi hồng ấm nóng hôn anh, cảm giác mềm mại khiến từng tế bào trên toàn thân Hoắc Khải đều sôi sục không tưởng được. Ninh Thần trước nay luôn ngại ngùng trong chuyện này bỗng nhiên chủ động tặng anh một nụ hôn nhiệt tình như thế khiến Hoắc Khải nhất thời khó kiềm chế. Bàn tay khẽ động, cơ thể sát lại gần khiến hai người như dính vào với nhau tình ý giạt rào khó ngăn khiến ninh thần phát ra tiếng kêu nho nhỏ, không biết có phải quấy nhiễu giấc mộng đẹp của đường đường hay là điều hòa mở quá nóng mà cô bé nhíu mày, giơ chân đạp chăn một cái. Lúc này, hai người mới rời ra, trong đêm tối có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở rồn rập. Còn gì hạnh phúc hơn chuyện ôm người đẹp trong lòng, nếu không phải đường đường nằm bên cạnh lúc nào cũng có thể tỉnh giấc thì hoác khải cũng không biết có thể xử ninh thần ngay tại chỗ hay không một khi nút thắt đã được mở ra thì khả năng khống chế gần như bằng không. Mà dường như ninh thần cũng hiểu điều này, biết bây giờ Hoác Khải đang phải nhịn, cô lại tiến sát vào anh lần nữa, giọng nói mê hoặc khó tả, ngày mai, em đưa đường đường sang chỗ bố mẹ mấy hôm nhé. Hoác Khải cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, theo phản xạ nói, được. Ninh thần phát ra tiếng cười khẽ, cô có thể cảm nhận được kích thích khó nén của người đàn ông này, cũng rất hài lòng với phản ứng như vậy của chồng mình. Cô hôn anh thêm một lần nữa rồi nói, "Chúc ngủ ngon, ông xã." Có thể cô không thể hiểu, chỉ một tiếng gọi ông xã đơn giản như thế có ý nghĩa thế nào với Hoắc Khải. Không có bất kỳ cách gọi nào có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ như thế. Một đêm khiến người ta khó quên qua đi. Sớm ngày thứ hai, Hoắc Khải và Ninh Thần gần như mở mắt cùng lúc, lúc này mới phát hiện ra hai người họ đã ôm nhau ngủ cả đêm. Sau khi ngồi dậy, hai người nhìn nhau cười đều cảm thấy cuộc sống thật đẹp. Ngay cả đường đường cũng như vui hơn mọi ngày, khi đến lớp còn cố ý cầm hai cái dây chun, quyết tâm muốn biểu diễn trò ảo thuật mới học cho các bạn xem. Mấy ngày sau, như đã nói từ trước, Ninh Thần bận đến mức gần như không ngủ nên vốn dĩ cũng không có lòng nào nghĩ đến chuyện khác, đến cả đường đường cũng tạm thời đưa đến ở nhà Ninh Ngọc Lâm. Đến thứ ba, hoạt động toàn dân giảm cân diễn ra trong ba tháng cuối cùng cũng đến hồi kết. 8 giờ sáng, dưới sự chứng kiến của nhân viên phòng công chứng, bản báo cáo cuối cùng trên toàn quốc đã được tổng hợp với kết quả chung. Theo quy định ban đầu, người đạt giải nhất hoạt động giảm cân là một người đàn ông tên là Lâm Quốc Đống. Khi vừa đăng ký, anh ta nặng 130 kg và cũng vì quá béo dẫn đến nhiều bệnh tật, suýt nữa thì mất mạng. Bác sĩ yêu cầu anh ta phải giảm cân, nếu không thì khó giữ được tính mạng, vừa hay anh ta lại biết đến hoạt động lần này nên đăng ký ngay. Ngoài việc dùng những sản phẩm giảm cân của chi nhánh giáp tử, mỗi ngày anh ta đều cố gắng đến phòng tập gym. Dưới sự kết hợp của việc luyện tập và chế độ ăn uống, tổng cộng anh ta đã giảm được 66 kg, trung bình mỗi ngày giảm được hơn nửa kg. Trong mắt của nhiều người, đây gần như là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong thời gian một ngày, từ một người béo phì gần 150 kg giảm xuống còn khoảng 65 kg, bằng cân nặng của người khỏe mạnh. Tuy rằng cơ bắp không khiến người khác phải trầm trồ như những vận động viên chuyên nghiệp nhưng cũng khá hơn rất nhiều người bình thường rồi. Điều quan trọng nhất là, tuy anh ta giảm cân là phải dựa vào của chế độ dinh dưỡng và luyện tập nhưng người khác lại không biết rõ về điều đó. Tất cả mọi người đều cho rằng, anh ta gầy đi như thế là do dùng sản phẩm giảm cân của chi nhánh giáp tử. Theo kiến nghị của Hoác Khải, Ninh Thần mời 10 người đứng đầu danh sách đến công ty, bao toàn bộ chi phí đi lại. Sau đó livestream, trao thưởng và công bố kết quả của hoạt động. Dùng những cách thức khác nhau để mời số lượng lớn khách hàng online vào xem livestream, mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty. Có thể nói, một hoạt động được tổ chức đã thực sự làm cho sản phẩm giảm cân của chi nhánh giáp tử nổi tiếng toàn quốc. Đây là những thành tích thật sự, không có bất kỳ sự giả dối nào. Nhân viên công chứng theo sát toàn bộ quá trình, do đó mà độ tin cậy cực kỳ cao. Tổng giải thưởng của cả chương trình từ mấy triệu tệ ban đầu được tăng lên hơn chục triệu tệ. 10 người top đầu đều có giải thưởng, đặc biệt là người đạt giải nhất Lâm Quốc Đống đã giành được giải thưởng cực lớn, 3 triệu tệ. Vừa giảm cân không còn ngấn mỡ lại vừa đạt được giải thưởng lớn như vậy khiến Lâm Quốc Đống mừng rỡ reo hò. Cả bạn bè, người thân mà anh ta đưa tới cũng rộn ràng chúc mừng anh ta. Hội trường trao giải tràn ngập cảm xúc vui vẻ. Hấp dẫn không ít người đi đường rút ví mua sản phẩm để thử nghiệm hiệu quả. Nói thì dễ, nhưng cũng có không ít phiền toái trong quá trình hoạt động diễn ra. Đặc biệt là việc tiếp nhận và xử lý các số liệu giảm cân khiến cho nhân viên phụ trách vô cùng đau đầu. Đến khi hoạt động kết thúc, Ninh Thần còn nghi ngờ đây có phải là đang nằm mơ không. Lúc trước luôn cảm thấy việc này không thể hoàn thành mà đến giờ đã thực sự xong xuôi đâu vào đấy. Tuy nói giải thưởng đã trao là chục triệu tệ, nhưng thu hoạch cuối cùng cũng khiến người ta vui vẻ. Buổi sáng, sau khi hoạt động kết thúc thì tiếp nhận phỏng vấn của mấy đơn vị truyền thông đến 1 giờ 30 phút chiều, Hoắc Khải và Ninh Thần lên máy bay đến chi nhánh giáp tử để gặp gỡ Mục Thế Kiệt và các quản lý cao cấp của công ty. Những cổ đông của chi nhánh giáp tử đã đợi rất lâu, ngày này là ngày mà bọn họ đều vô cùng mong đợi. Tất cả mọi người đều chờ kết quả bán hàng cuối cùng được công bố. chương 299, Báo đáp Ninh Thần và Hoác Khải vừa xuống máy bay đã thấy một nhóm cổ đông đứng chờ sẵn. Dưới ánh mắt khích lệ của Hoác Khải, Ninh Thần không đợi đến lúc về công ty mà mỉm cười đứng bên đường nói với các cổ đông, rất vinh dự khi được báo với mọi người một tin tốt, tổng doanh thu của chúng ta trong sự kiện này đã thành công vượt mức 50 triệu tệ. Tính trung bình ra mỗi ngày phải lên đến gần 450 000 tệ. Thậm chí bây giờ dù sự kiện đã kết thúc nhưng doanh số bán hàng của chúng ta vẫn không hề giảm, ngược lại, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông lớn, chúng ta đang hướng tới một đỉnh cao mới. Tất cả những điều này có được đều không dễ dàng gì và đó được đổi lại từ công sức của tất cả mọi người. Do đó, Chủ tịch Lý, Tổng quản lý Ngục và tôi quyết định rằng 40% lợi nhuận từ sự kiện này thuộc về nhân viên của bộ phận AND, 50% thuộc về tất cả các cổ đông, 10% sẽ được chia cho tất cả nhân viên bình thường vì theo sự đóng góp của họ. Hơn nữa chúng tôi kỳ vọng rằng doanh thu cuối năm sẽ vượt mức 200 triệu tệ. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là giữ hai tranh ba. Hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp tục bền bỉ nỗ lực để cùng nhau tạo ra kỳ tích. Đám đông im lặng trong thoáng chốc rồi chợt vang lên tiếng hò reo long trời lở đất. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, nhiệt liệt hoan hô, gọi tên của Hoắc Khải, Ninh Thần và Mục Thế Kiệt. Cách đây vài tháng, công thức cốt lõi của công ty bị lộ ra ngoài đối thủ cạnh tranh mọc lên như nấm, khiến họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chất lượng sản phẩm như nhau nhưng giá lại thấp hơn mình tận 70% thì còn chơi kiểu gì nữa. Nhiều người cho rằng công ty này chết chắc rồi, nên khi Hoác Khải đề xuất mua một lượng lớn vốn cổ phần với giá 8 triệu tệ, các cổ đông đã không phản đối nhiều. Họ chỉ cảm thấy rằng đây là khoản tiền lớn cuối cùng công ty kiếm được, nhanh tay nhận lấy rồi ai nên làm gì thì đi làm đấy thôi. Ai mà ngờ được qua vài tháng sau, chỉ dựa vào 3 tháng chạy sự kiện mà đã đổi lại được doanh thu 50 triệu. Phải biết rằng thời điểm đỉnh cao nhất hồi đó của công ty chi nhánh giáp tử cũng không đạt được thành tích như vậy. Doanh thu hàng năm cao nhất của họ cũng chỉ khoảng 100 triệu tệ. Còn Hoác Khải và Ninh Thần thì sao? Lúc mới quen, họ chỉ là cửa hàng tao bao nhỏ rất bình thường, thậm chí đến quyền đại lý của công ty cũng không có. Ban đầu Hoác Khải đề ra giá mua cực thấp với mục tiêu là doanh thu 100.000 tệ một ngày, trong mắt nhiều người đây chỉ là chuyện viển vông. Bây giờ họ đã biết mình sai rồi. Người đàn ông này không chỉ hoàn thành được lời hứa ban đầu của mình mà còn vượt mức 500%. Tiền thưởng chi cho sự kiện là 10 triệu tệ, khoảng 17 triệu tệ được chi cho phát triển sản phẩm, phân phối, đóng gói và trả lương nhân sự. Mặc dù vậy, vẫn có lợi nhuận gộp gần 55%, tức 23 triệu tệ. Nghe có vẻ không nhiều, So với những công ty khổng lồ có doanh thu hàng năm hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ tệ thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên 55% lợi nhuận gộp chắc chắn là có thể đứng hàng đầu trong tất cả các ngành nghề. Ngay cả bất động sản vốn được tung hô là món lãi cách xù cũng chỉ đạt lãi gộp hơn 20%. 40% của 23 triệu tệ cũng chính là 9,2 triệu tệ, thuộc về mười mấy nhân viên trong bộ phận AND. Trung bình mỗi người có thể nhận được khoảng 700.000 tệ. Các cổ đông còn lại và nhân viên bình thường thì chia 13 triệu còn lại theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu. Hiện giờ những cổ đông vẫn còn trong công ty về cơ bản vốn chủ sở hữu thấp nhất cũng hơn 1%, phần nhiều nhất như Mục Thế Kiệt, có thể lên đến hơn 10%. Mà lần chia hoa hồng này, những người nắm giữ nhiều vốn chủ sở hữu nhất là Hoác Khải và Ninh Thần lại không tham gia. Nói cách khác, nếu anh có 1% vốn chủ sở hữu thì tối thiểu có thể được chia khoảng 300 ngàn tệ, còn như mục thế kiệt thì có thể được chia tới 4 triệu tệ. Còn đối với nhân viên bình thường thì số tiền về được đến tay không hề nhiều, nhưng tính trung bình ra mỗi người cũng có thể có được một khoản bất ngờ vui vẻ từ 10.000 đến 20.000 tệ. Con số này có thể không bằng thời kỳ đỉnh cao của công ty, nhưng cũng vượt xa mong đợi của họ. Và lại đây mới chỉ là chia hoa hồng theo quý, còn 2 phần 3 thời gian trước khi đến cuối năm. Chỉ cần mọi người cố gắng hơn nữa là một năm kiếm được 2 đến 3 triệu không hề khó. Ý nghĩ tuyệt đẹp này làm họ vui đến mức không nói nên lời. Nhất là các nhân viên của bộ phận AND lại càng vui mừng hơn bao giờ hết. Ngày trước công ty chủ yếu dựa vào công thức cốt lõi và không chú trọng nhiều đến bộ phận AND, những người làm việc ở đây đôi khi còn không được trả lương cao như những người bán hàng thông thường nhưng bây giờ chọn bừa một người trong số họ cũng được chia hoa hồng nhiều hơn cả cổ đông địa vị lập tức xoay chuyển bây giờ trong công ty chi nhánh giáp tử có ai mà không ngưỡng mộ người ở bộ phận and nhưng không phải ai muốn cũng vào được bộ phận này muốn vào thì phải có năng lực mới được nói tóm lại động thái này của hoác khải và ninh thần có thể nói là đã hoàn toàn chinh phục được cả công ty không có ai cảm thấy không phục hành động của họ Kiếm được nhiều tiền như thế nhưng mình lại không giữ đồng nào, tấm lòng như vậy ai có thể so bì được. Những cổ đông từng vô cùng thù địch Hoắc Khải và Ninh Thần giờ cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Chuyện càng làm Hoắc Khải và Ninh Thần kinh ngạc hơn là mục thế kiệt chủ động đề xuất trích một nửa số hoa hồng của mình sung vào tài khoản công ty. Sự kiện này đã thành công tốt đẹp, công ty nên tổ chức một bữa tiệc mừng công, nhưng tất cả lợi nhuận đều đã được chia xuống, làm gì còn thừa đồng nào nữa một nửa hoa hồng này của mục thế kiệt là dùng để trả phí cho bữa tiệc mừng công theo lời của ông ta nói thì dù sao ông ta cũng được coi là cổ đông lớn thứ hai của công ty chuyện tốt như vậy không thể để hai vợ chồng hoác khải và ninh thần độc chiếm mất ông ta cũng phải tham gia tuy rằng nói như vậy nhưng hoác khải và ninh thần đều biết là thực ra trong lòng ông ta đang cảm thấy ngại dù sao thì cổ đông lớn nhất không cầm đồng nào mình là cổ đông lớn thứ hai còn có mặt mũi gì mà nuốt nhiều lợi nhuận thế có điều chủ động làm được như vậy chứng tỏ nhân phẩm của Mục Thế Kiệt vẫn rất tốt, ít nhất thì không có tính tham lam. Có lẽ hành động của Mục Thế Kiệt đã lây sang những người khác, hoặc bọn họ cũng là thật sự bắt đầu suy nghĩ cho công ty, cho nên tất cả những cổ đông lớn nhỏ, bao gồm cả nhân viên đều lũ lượt muốn lấy một phần hoa hồng của mình bù vào tài khoản công ty. Mọi người đều được chia tiền nhưng lại để tài khoản công ty chống hô chống hoác thì còn ra thể thống gì nữa cảnh tượng hòa thuận vui vẻ làm hoác khải và ninh thần đều nở nụ cười giản tư tư bí mật giơ ngón tay cái lên sau lưng hoác khải khâm phục nói sếp ơi anh giỏi thật đấy châu bò trên đường đến đây hoác khải đã đánh cược với ninh thần chỉ cần bọn họ chịu chia phần lợi nhuận của mình cho những người này thì họ chắc chắn sẽ lấy ra một khoản để bù vào công ty giản tư tư còn không tin làm ăn buôn bán vốn là để kiếm tiền tiền đã đến tay rồi thì làm gì còn ai chịu xì ra nữa nhưng bây giờ xem ra phán đoán của Hóc Khải không hề sai, những người này thật sự đã bỏ tiền túi ra để báo đáp công ty. Ánh mắt Ninh Thần nhìn Hóc Khải cũng tràn đầy sự bội phục và kính trọng. Nội dung chia lợi nhuận là do Hóc Khải đề ra, lúc mới đầu trong lòng cô còn có chút không tình nguyện. Vất vả lâu như thế mà không kiếm được tiền về cho mình, thế thì bận cái gì không biết. Bây giờ thấy hành vi của những cổ đông này, cộng thêm biểu cảm trên mặt bọn họ, Ninh Thần dường như lờ mờ hiểu ra được suy nghĩ của Hoắc Khải. Trước mắt thì công ty chi nhánh giáp tử kinh doanh có lãi nhất, nếu bỏ ra 20 triệu tệ là có thể kết nối công ty thành một khối thống nhất thì số tiền này không lỗ chút nào. Bởi vì nhiều tiền như vậy cũng chỉ chiếm không đến một phần ba lợi nhuận cả năm. Từ tình huống thực tế mà nói thì vốn dĩ lợi nhuận có thể cao hơn nữa. Lý do dẫn đến việc lợi nhuận giảm là vì đã chi 10 triệu tệ cho khoản tiền thưởng của sự kiện, cộng thêm các chi tiết ban đầu của công việc không được sắp xếp tốt, dẫn đến tăng chi phí hoạt động. Sau này thì lại không giống vậy nữa, cho dù không làm sự kiện thì lượng doanh thu mỗi ngày cũng sẽ cao đến mức đáng kinh ngạc, một khi danh tiếng tốt đã được hình thành thì không muốn buôn may bán đắt cũng khó. Nhờ vào việc tối ưu hóa phương pháp làm việc của Hoác Khải, chi phí hoạt động cũng đã giảm xuống rất nhiều, có thể dự đoán rằng lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm chắc chắn sẽ cao hơn không nói nhiều nhưng ít nhất 100 triệu tệ là không vấn đề gì. Tất nhiên, tiền đề là công việc kinh doanh phải luôn diễn ra suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió như thế này mà không xảy ra vấn đề gì. Các nhân viên và cổ đông vui vẻ nghinh đón bốn người hoắc khải, ninh thần, giản tư tư và ninh hạo bân lên xe, thái độ cung kính đó đến mục thế kiệt cũng cảm nhận được. Hồi tôi còn làm chủ tịch, bọn họ nào có được thái độ như vậy, có thể nói là thiếu mỗi nước coi mấy người như thần thánh mà thờ cúng thôi. Mục Thế Kiệt nói với Hoắc Khải ở trên xe, nhưng tôi biết, đây đều là thứ mà hai người xứng đáng có được. Không nói gì người khác, đến cả tôi giờ cũng đã tâm phục khẩu phục rồi ấy chứ. Chương 300: Tiệc mừng công. Tôi cũng không nghĩ là tổng quản lý Mục lại hào phóng như thế, quyên góp tận một nửa lợi nhuận cho công ty, Ninh Thần nói. Mục Thế Kiệt lắc đầu cười khổ, nếu đã nói đến hào phóng thì sao mà bằng hai vị chủ tịch Lý và tổng giám đốc Ninh đây được lợi nhuận lên đến cả chục triệu tệ mà nói không cần là không cần luôn. Hai người đã làm đến mức như vậy rồi mà tôi còn không bỏ ra một ít sao được. Nói thế nghĩa là chúng tôi làm khó mọi người rồi, Ninh Thần cười nói. Tổng giám đốc Ninh nói gì vậy chứ, tôi thật lòng ngưỡng mộ tác phong của hai người, cũng bằng lòng bỏ ra số tiền này. Hơn nữa, không chỉ có tôi mà những người khác trong công ty cũng đều làm vậy mà, Mục Thế Kiệt nói. Tiền không phải là vấn đề lớn tôi tin rằng sau này công ty sẽ kiếm được càng nhiều hơn nữa. Hôm nay bỏ ra chừng này, trong tương lai chắc chắn sẽ nhận được càng nhiều báo đáp hơn nữa, Hoác Khải nói. Mục Thế Kiệt gật đầu hùa theo liên liệu, bây giờ ông ta thật sự tâm phục khẩu phục người đàn ông trẻ hơn mình nhiều tuổi này. Nếu xét về tuổi tác thì mình phải lớn hơn cậu ta cả giáp, nhưng xét về năng lực kinh doanh thì có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp. Còn trên một chiếc xe khác, giản tư tư, Ninh Hạo Bân ngồi cùng với vài vị lãnh đạo cấp cao của công ty. Tuy rằng hai người trẻ như bọn họ không phải lãnh đạo cấp cao của công ty, nhưng nếu có thể theo Hoắc Khải và Ninh Thần cùng đến đây thì chứng tỏ rằng mức độ tín nhiệm và địa vị của họ rất cao. Công ty chi nhánh giáp tử có giỏi đến thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chỉ là công ty con của hy vọng mới mà thôi. Đối với người đến từ trụ sở chính mà nói thì cho dù có là một nhân vật soàng xính cũng nên có sự tôn trọng nhất định. Giản tư tư thì còn đỡ, bình thường lúc nào cũng hay cười, nhưng ở những nơi trang trọng thì luôn nghiêm túc. Còn về Ninh Hạo Bân thì anh ta lại cười tươi giói, nói mấy chuyện không đâu với mấy vị lãnh đạo cấp cao trong công ty. Vốn anh ta đã có năng lực nhất định, lại được xếp lớn coi trọng, mấy vị lãnh đạo cấp cao kia đương nhiên rất dễ bị anh ta xoay cho đầu óc rối mù. Sau khi đến công ty, Hoác Khải và Ninh Thần liền mở cuộc họp cổ đông, báo cáo chi tiết tình trạng doanh thu, phân phối lợi nhuận của sự kiện lần này tuy nói rằng là họp cổ đông, nhưng bên ngoài văn phòng lại có một lượng lớn nhân viên tụ tập lại dòng tai lên hóng hớt. Có rất nhiều người đã biết trước được tin tức rằng sự kiện lần này kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa 10% lợi nhuận sẽ được chia cho nhân viên cấp dưới như bọn họ. Hồi trước công ty cũng kiếm được rất nhiều, nhưng trừ tiền lương bình thường ra thì việc chia hoa hồng nào đến lượt bọn họ. Bây giờ khi nghe thấy Ninh Thần với tư cách là tổng giám đốc công ty mẹ, cùng với Mục Thế Kiệt tuyên bố, sẽ chia 10% lợi nhuận cho nhân viên cấp dưới, bên ngoài lập tức dậy lên tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Có một số người ngồi trong phòng họp bất giác nhìn ra phía bên ngoài, có người còn bật cười ra tiếng. Sẽ không ai trách những nhân viên đó vì đã làm mất trật tự cuộc họp, bởi đây là một ngày đáng để vui mừng và không ai muốn bị ngột ngạt vào lúc này cả. Sau khi họp xong cổ đông, bộ phận tài chính lập tức chia lợi nhuận, từng khoản tiền được thanh toán qua ngân hàng, chuyển vào tài khoản cá nhân cảm giác nghe nói có thể được chia tiền và tiền thật sự về tay là hoàn toàn khác nhau. Mỗi người bọn họ ai nấy cũng đều mặt mày rạng rỡ Đương nhiên, họ cũng không hề nuốt lời, lũ lượt lấy ra phần mình đã hứa gửi trả lại vào tài khoản công ty. Chỉ riêng số tiền gửi trả lại đã lên đến 3, 4 triệu tệ. Nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng không ít. Sau khi cuộc họp kết thúc thành công tốt đẹp, việc đầu tiên đương nhiên là mở tiệc mừng công. Mục Thế Kiệt đã đặt sẵn một bữa tiệc ở một khách sạn cao cấp. Hôm nay trừ những nhân viên bắt buộc phải ở lại trực ban thì tất cả những người còn lại trong công ty đều tham gia tiệc mừng công. Người nào không tham gia thì được trợ cấp thêm 2.000 tệ nữa. Tổng thể bầu không khí của bữa tiệc khá là phấn khởi, đến ninh thần cũng uống hai ly rượu vang đỏ. Từ thời không thể trang trải nổi cuộc sống, đến kiếm được hơn hai chục triệu tệ một quý như hiện nay, tuy rằng giờ chưa cầm được đồng tiền nào, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ rất hào hứng điều này chứng tỏ cuộc sống của cô đã không còn giống như ngày trước nữa cô đã có nền móng cơ bản để làm giàu mỗi khi nghĩ đến những thay đổi đã xảy ra trong những ngày này cô vẫn luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy nhất là khi nhìn thấy chồng mình đang cùng người khác chuyện trò vui vẻ phong thái hơn người kia làm trong lòng cô lại dâng lên cảm giác thỏa mãn là một người phụ nữ có được một người đàn ông xuất sắc như vậy làm bạn đời là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Đặc biệt là anh không chỉ có năng lực trong công việc, mà trong cuộc sống cũng vô cùng dịu dàng và quan tâm người khác. Cho dù thân thể anh có chút bệnh vặt nhưng điều đó không hề quan trọng, cũng không phải là nhu cầu lớn nhất. Tiệc mừng công kéo dài suốt từ 4 giờ chiều đến tận 11 giờ đêm, Hoắc Khải thấy Ninh Thần hơi mệt mỏi thì mới tỏ ý muốn đưa cô về nghỉ ngơi. Ông chủ và bà chủ muốn rời đi, làm gì có ai dám phản đối, mọi người vội cung kính tiến hai người rời đi. Vốn Mục Thế Kiệt muốn đi cùng nhưng lại bị Hoác Khải từ chối. Nếu đã là tiệc mừng công thì phải có lãnh đạo ở đó. Hai bọn họ đã đi rồi, nếu Mục Thế Kiệt cũng đi thì khó tránh khỏi mọi người bị cụt hứng. Dù sao khách sạn để nghỉ ngơi cũng đã đặt rồi, có tài xế lái xe đưa họ đi là được. Thêm cả giản tư tư không uống nổi nữa cũng đòi đi theo, Mục Thế Kiệt chỉ đành tiến bọn họ lên xe, dặn dò tài xế chăm sóc tốt cho ba người rồi mới quay trở lại. Sau đó, có người đi hát, có người đi nhảy, dù sao thì hôm nay công ty bỏ tiền, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì họ muốn chơi thế nào cũng được. Ninh Hạo Bân cũng đã uống kha khá, sau khi thấy Hoắc Khải, Ninh Thần và Giản Tư Tư đều rời đi rồi thì anh ta cầm ly rượu, kéo vai một kỹ thuật viên phòng A&D, cũng ly rồi nói anh nói xem sao người ở bộ phận các anh lại trâu bò thế người ta là cổ đông mà chỉ cầm được có chút tiền các anh lại được chia nhiều hơn cả họ không sợ bị lời ra tiếng vào à lời ra tiếng vào ai dám anh nhân viên kỹ thuật đó cũng đã uống không ít uống rượu vào rồi lá gan cũng to ra bèn vô cùng tự hào mà khoe mẽ chính miệng chủ tịch lý đã nói rồi chỉ cần công ty kiếm được tiền thì sẽ không thiếu phần của bộ phận chúng tôi công ty bán được nhiều hàng như vậy là dựa vào cái gì thủ đoạn kinh doanh của chủ tịch lý đương nhiên là rất châu bò Điểm này chúng tôi công nhận, nhưng nếu không có sản phẩm bọn tôi nghiên cứu ra thì làm sao có danh tiếng tốt như vậy được? Không có danh tiếng tốt thì làm gì có ai đến mua? Đừng nói là chỉ chia cho chúng tôi có 40%, cho dù có chia đến 60% cũng làm gì có ai dám nói câu nào. Ồ, tôi lại không tin đấy. Bộ phận của các anh lại giỏi thế cơ á? Không phải chỉ là làm ra thứ nước có vị thôi sao? Có gì đâu, trẻ con cũng làm được." Ninh Hạo Bân nói. Có cái rầm ấy Bọn tôi đều có kỹ thuật chuyên nghiệp cả, trong việc phân tích các thành phần, phương pháp chiết xuất, phương pháp kết hợp còn đầy cái phải nghiên cứu. Không nói đến cái khác, chỉ riêng máy dùng để phân tích đã có 7, 8 cái. Các công ty giảm béo trong nước chẳng có được mấy nhà có trình độ kỹ thuật cao như bọn tôi đâu. Ôi dào, nói đến thế rồi mà anh vẫn không chịu nhận. Có vài ba cái máy mà anh đã giỏi lắm rồi cơ. Tuy rằng tôi không làm về kỹ thuật nhưng thời gian tôi theo chủ tịch Lý chắc chắn lâu hơn anh nhiều, sao tôi chẳng thấy được cái máy chuyên nghiệp nào. Máy móc người ta đều để ở phòng thí nghiệm, anh làm sao mà thấy được. Phải mắt thấy tai nghe mới tính chứ, nào, đưa tôi đi mở mang kiến thức xem. Nếu không tôi sẽ bảo với chủ tịch Lý là người ở bộ phận AND các anh thích bốc phét. Còn lâu tôi mới bốc phét ấy, bộ phận AND giỏi vô đối, giỏi nhất cái công ty này. Anh đừng có mà không tin, Bây giờ tôi đưa anh đi mở mang kiến thức ngay và luôn, xem thế nào mới là chuyên nghiệp. Nào đi thôi. Hai người loạn choạng, siêu vẹo rời khỏi khách sạn, chẳng có mấy ai chú ý đến sự rời đi của họ, cho dù có chú ý thì cũng sẽ không để tâm. Kể cả anh nhân viên kỹ thuật bị Ninh hạo Bân xoay như trong chóng kia, thực ra cũng chưa từng nghĩ đến hành vi của mình sẽ gây tổn thất như thế nào tới lợi ích của công ty. Bởi vì Ninh hạo Bân theo hóc khải tới đây, ai cũng biết người trẻ tuổi này là thân tín được ông chủ rất coi trọng. Nếu đã là thân tín thì sao có thể hại công ty được? Cộng thêm hôm nay được phát tiền, cũng uống nhiều rượu, làm ý thức của người ta khó tránh khỏi có chút không tỉnh táo. Hợp đồng bảo mật đã ký kia giờ đã quên sạch sẽ. Dưới tác dụng của nguyên tố này, 30 phút sau, Ninh Hạo Bân đã thành công vào được nội bộ phòng AND của công ty. Mỗi một kỹ thuật viên của bộ phận AND đều có thể mở được cánh cửa này, mà trừ họ ra thì trong công ty chỉ có Hóc Khải và Ninh Thần có thể tự ý ra vào. Đến cả mục Thế Kiệt mà muốn vào cũng phải đợi hai người cho phép mới được. Sau khi công ty tiến hành cải cách, Ninh Hạo Bân là nhân viên đầu tiên vào đây mà chưa được cho phép. Anh kỹ thuật viên của bộ phận R&D say khướt mà chỉ vào một dãy máy móc nói, "Anh thấy chưa, đây là những thứ chúng tôi thường dùng. Đây là để đo giá trị năng lượng, đây là để đo cấu trúc lát của thực phẩm. Đây là lồng ấp bên trong có đủ các loại cảm biến còn cái này